Nghe thấy Dương Thanh nói như vậy, Tôn Húc, người đã từng chứng kiến sức mạnh của Dương Thanh chợt biến sắc. Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn chỉ cười khẩy. Sao hả, cậu Thanh định tự mình ra tay sao? Lâm Thiên Trạch cười híp mắt nói. Dương Thanh không quan tâm mà chỉ dặn dò Hoàng Chính bên cạnh, tất cả người trong nhà họ Hoàng, cùng nhau xông lên đi. Không ai nghĩ rằng Dương Thanh lại để tất cả mọi người trong nhà họ Hoàng cùng ra tay, ngay cả bản thân Hoàng Chính cũng cảm thấy bối rối. Nhưng ngay sau đó, ông ta đã nhận ra rằng Dương Thanh không muốn tiếp tục đùa giỡn với nhà họ Lâm nữa. Ra tay đi! Hoàng Chính vốn dĩ lo lắng việc mình sắp xếp cho hai cao thủ ra tay với Xích Thố sẽ khơi dậy sự bất mãn của Dương Thanh, nhưng không ngờ lại không phải vậy. Lần này, ông ta không có bất kỳ gánh nặng nào, ông ta ra lệnh một tiếng, hàng trăm cao thủ của nhà họ Hoàng đều xông về phía Xích Thố. Dưới mọi ánh nhìn, Xích Thố lập tức bị đám đông lấn át. Sau vài chục giây ngắn ngủi, Hoàng Chính mới mở miệng nói, dừng tay lại cho tôi. Tất cả người nhà họ Hoàng đều lùi lại. Lúc này Xích Thố vừa rồi vẫn còn sung sức đã nằm lăn ra đất như một con chó chết, thở hổn hển từng hơi. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài chục giây, nhà họ Hoàng cũng bố trí rất khôn khéo, một nhóm 10 người đã bao vây Xích Thố. Không ai ham hố chiến đấu cả, tất cả mọi người chỉ tấn công Xích Thố một lần, sau đó ngay lập tức rút khỏi cuộc chiến. Hàng trăm người, mỗi người tấn công Xích Thố một lần, cho dù Xích Thố là người sắt cũng sẽ phải ngã xuống. Cậu thật đê tiện bỉ ổi. Lâm Thiên Trạch đờ đẫn một lúc rồi chỉ vào Dương Thanh mà gầm lên. Xích Thố là chỗ dựa lớn nhất của ông ta, ban đầu ông ta còn muốn Xích Thố bảo vệ mình rời khỏi Yến Đô, giờ Xích Thố bị hàng trăm người vây hãm và bị thương nặng, sống được đã là một phép màu rồi. Tôn Húc và Tống Thanh Sơn cũng hoàn toàn sững sờ, hy vọng cuối cùng trong lòng bọn họ đã hoàn toàn tan tành. Đối phương nhiều người như vậy, đâu cần phải đánh đơn lẻ với họ làm gì chứ? Giống như vừa rồi, khi hàng trăm người cùng ra tay, Xích Thố làm sao đấu lại được. Bên cạnh Dương Thanh có hàng nghìn người vây quanh, còn ba gia tộc lớn bọn họ, thậm chí không có đến 100 người bên cạnh. Nếu thật sự gây chiến thì 10 người đánh một người, cho dù cao thủ bên cạnh họ có mạnh đến mức nào thì cũng không thể chống đỡ được với nhiều người của đối phương như vậy được. Hơn nữa, đối phương không phải là gia tộc nhỏ bé mà là một trong 8 gia tộc lớn của Yến Đô, bằng vai phải lứa với họ. Nếu nói đến sự bỉ ổi thì nhà họ Lâm các ông là số một đó. Đột nhiên, một giọng nói đầy mỉa mai vang lên. Mọi người lần lượt nhìn sang thì thấy một bóng dáng trung niên bước xuống từ chiếc Rolls Royce đắt tiền, phía sau còn có hai vệ sĩ mặc áo đen đi theo. Nhìn thấy người tới, Dương Thanh hơi nheo mắt, khóe miệng còn mang chút đùa giỡn. Điền Hoa, chủ gia tộc họ Điền thuộc 8 gia tộc lớn của Yến Đô. Có người kêu lên. Trong 8 gia tộc lớn của Yến Đô, nhà họ Điền là một gia tộc kín tiếng nhất. Họ cũng chưa bao giờ lựa chọn đứng về phía đội nào, nhưng cũng không đắc tội với gia tộc nào. Một gia tộc khiêm tốn như vậy, hôm nay lại xuất hiện. Điều này thật đáng để cân nhắc xem đối phương đến đây với mục đích gì. Ông chủ Điền, không phải ông không nhúng tay vào chuyện của chúng tôi hay sao? Ngay cả Tiết Vương Tử mà ông còn từ chối, sao giờ lại xuất hiện vậy? Khi Lâm Thiên Trạch nhìn thấy Điền Hoa, ánh mắt ông ta chợt đanh lại. Trước đó, nhà họ Lâm đã ám sát con trai của Điền Hoa và âm mưu đổ tội cho Dương Thanh, nhưng đã bị Dương Thanh vạch trần sự thật. Cũng chính từ lúc đó, nhà họ Điền luôn nhắm tới nhà họ Lâm, đây cũng là lần đầu tiên trong mấy chục năm gần đây nhà họ Điền luôn khiêm tốn lại chủ động tấn công gia tộc khác. Điền Hoa nhìn Lâm Thiên Trạch vẻ mặt lạnh lùng, ông ta nói, chúng ta đã đấu đá với nhau lâu như vậy rồi, hôm nay hẳn là sẽ có kết quả. Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch nhướng mày, khịt mũi nói, ông chủ Điền, ông đây là đang tính thừa nước đục thả câu phải không? Đừng quên, chúng tôi là người của Tiết Vương Tử, nếu như ông dám đứng ở phía đối lập với chúng tôi thì có nghĩa là đứng ở phía đối lập với Tiết Vương. Giờ ông chủ Điền có còn muốn tiếp tục khiêu chiến với tôi nữa không? Lâm Thiên Trạch cũng là một nhân vật tai to mặt lớn, mặc dù Xích Thố đã thất bại nhưng ông ta vẫn giữ được sự bình tĩnh, thay vào đó ông ta còn lợi dụng Tiết Nguyên Bá để uy hiếp Điền Hoa. Ông chủ Điền, hôm nay chuyện ân oán giữa chúng tôi với nhà họ Diệp, họ Hoàng và họ Vũ Văn không liên quan gì tới cậu, tốt nhất cậu đừng nhúng tay vào thì hơn. Tống Thanh Sơn nói với vẻ mặt xấu xa. Tôn Húc cũng nghiến răng nói, đúng vậy, chúng tôi đều là người của Tiết Vương Tử, lần này nếu như không phải Tiết Vương Tử có chuyện gấp rời khỏi đây thì 8 gia tộc lớn ở Yến Đô sẽ chỉ còn lại 5 thôi. Ông chủ Điền, ông nên đưa người rời khỏi đây đi. Lâm Thiên Trạch nhìn chằm chằm vào Điền Hoa, cười nói. Nhưng Điền Hoa không đáp lại, ông ta chỉ đi từng bước về hướng Lâm Thiên Trạch, hai cao thủ của nhà họ Điền cũng sát nút theo sau. Không biết tại sao,
Sự bình tĩnh này của Điền Hoa này lại khiến cho Lâm Thiên Trạch đột nhiên cảm thấy có áp lực rất lớn. Bốp! Khi Điền Hoa đi đến trước mặt Lâm Thiên Trạch, ông ta đột nhiên dừng lại, giơ tay tát thẳng vào mặt Lâm Thiên Trạch. Ông dám đánh tôi? Lâm Thiên Trạch sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Những người khác cũng sững sờ, lúc này Điền Hoa không nói không rằng đã giáng ngay cho Lâm Thiên Trạch một cái tát, rõ ràng là ông ta có chỗ dựa nên không kiêng sợ gì cả mà. Đánh ông, tôi còn dám giết ông nữa đấy. Đây là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng trực sẵn mà. Có điều, Điền Hoa đã đánh giá thấp Dương Thanh. Lâm Thiên Trạch là một con ve sầu, nhưng mấy người Dương Thanh không phải là những con bọ ngựa, còn nhà họ Điền lại càng không phải chim sẻ. Muốn cướp thức ăn từ miệng hổ, Điền Hoa này thật quá ngông cuồng rồi. Lâm Thiên Trạch ngẩn ra hồi lâu mới phản ứng lại. Nhà họ Điền đang tính cướp gia sản nhà họ Lâm từ trong liên minh của Dương Thanh đây mà. Tuy không biết tại sao Điền Hoa lại dám làm chuyện này, nhưng ông ta lại như mở cờ trong bụng. Trong hoàn cảnh như hôm nay, không thể giữ được nhà họ Lâm nữa rồi. Không ngờ Điền Hoa chỉ mang theo hai tên vệ sĩ mà lại dám tới đây, còn muốn cướp đi tài sản của nhà họ Lâm, rõ ràng là có hậu thuẫn. Cả hai đều là một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, sau khoảng thời gian dài như vậy, họ đều rất hiểu nhau. Với hành vi khiêm tốn của nhà họ Điền, nếu không phải có một nhân vật to lớn đứng sau nâng đỡ, nhà họ Điền nhất định sẽ không tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Đằng nào nhà họ Lâm cũng sắp bị cướp mất, nếu có thể tăng thêm mâu thuẫn giữa nhà họ Điền và liên minh của Dương Thanh, thì sao ông ta lại không bằng lòng cơ chứ? Như vậy ngược lại có thể tăng thêm hy vọng sống sót rời khỏi đây của ông ta. Con trai của ông chủ Điền quả thực đã chết dưới âm mưu của nhà họ Lâm. Món nợ này tôi xin nhận. Nếu đã như vậy, từ nay về sau Yến Đô sẽ không còn nhà họ Lâm nào nữa. Và tất cả những gì vốn thuộc về nhà họ Lâm, tôi sẽ giao lại hết cho ông chủ Điền. Lâm Thiên Trạch không còn chút do dự nào nữa, ông ta cầm bút ký tên của mình vào bản hợp đồng của Điền Hoa. Bây giờ chỉ cần sản nghiệp của nhà họ Lâm đổi chủ thì nó sẽ trở thành chuyện ân oán giữa Dương Thanh và nhà họ Điền rồi, ông ta cũng có thể lợi dụng tình hình để thoát thân. Bùm! Lâm Thiên Trạch vừa cầm lấy cây bút ký xong, cả người ông ta lập tức khựng lại tại chỗ, giữa hai hàng lông mày xuất hiện một cái lỗ đầy máu. Không ai lường trước được cảnh tượng đột ngột này. Ngay cả Dương Thanh cũng nhìn Tôn Húc với vẻ hơi bất ngờ. Lúc này, Tôn Húc đang cầm một khẩu súng lục, họng súng hướng về phía đầu của Lâm Thiên Trạch. Trong họng súng vẫn còn bốc ra vài tia khói. Và bàn tay cầm súng của Tôn Húc không ngừng run rẩy. Rõ ràng, đối với ông ta mà nói, rất khó để có thể bắn ra phát súng này. Thân thể Lâm Thiên Trạch ngã xuống đất, rầm, một tiếng, ông ta chết không nhắm mắt. Lúc này, toàn bộ đều lặng thinh. Vẻ mặt Điền Hoa chợt sững lại, ông ta đột nhiên quay phát lại nhìn Tôn Húc, trong mắt lóe lên một tia sát ý, Tôn Húc, ông dám giết chết ông chủ Lâm ư? Tống Thanh Sơn cũng choáng váng, không ngờ Tôn Húc lại bắn chết Lâm Thiên Trạch trong tình huống này. Tôn Húc chợt nhìn Điền Hoa, đôi mắt đỏ rực đầy hung dữ, Điền Hoa, tôi giết Lâm Thiên Trạch hay không thì liên quan gì đến ông? Lâm Thiên Trạch đã hứa sẽ giao toàn bộ tài sản của nhà họ Lâm, coi như nhà họ Lâm trả nợ vì đã giết con trai tôi. Ông giết chết ông ta thì sản nghiệp nhà họ Lâm phải làm sao? Điền Hoa tức giận hỏi. Tôn Húc cười chế nhạo, ông chủ Điền, người ngay không nói lời vòng vo. Dựa vào tình thế trước mắt, ông cho rằng nhà họ Lâm còn có thể tồn tại được sao? Vì không thể tồn tại được nữa nên mọi thứ của nhà họ Lâm chỉ có thể thuộc về cậu Thanh thôi. Nếu đã là đồ của cậu Thanh, ông có tư cách gì mà nhúng tay vào? Điền Hoa vô cùng tức giận, ông lại tự tìm đường chết sao? Tôn Húc không để ý tới Điền Hoa nữa, ông ta nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, đưa mắt nhìn về phía Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu Thanh, tôi biết mình sai rồi. Xin cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ không bao giờ để cậu thất vọng một lần nào nữa. Cho đến lúc này, mọi người mới chợt nhận ra rằng Tôn Húc đã bắn chết Lâm Thiên Trạch thì ra là để thể hiện lòng trung thành với Dương Thanh. Tuy nhiên, Dương Thanh đã tha cho ông ta một lần rồi, lần này, sự xuất hiện của Tiết Nguyên Bá đã khiến ông ta dục dịch ngóc đầu dậy, ông ta lại dám liên kết với nhà họ Tống và họ nhà Lâm để tấn công liên minh của Dương Thanh. Dương Thanh nhìn Tôn Húc không chút cảm xúc, anh hờ hững nói. Đây là cơ hội cuối cùng của ông. Nghe vậy, Tôn Húc vui mừng khôn xiết, kích động nói không nên lời, vội gật đầu lia lịa, cậu Thanh, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không khiến cậu phải thất vọng. Liên minh giữa nhà họ Tôn, nhà họ Lâm và nhà họ Tống, Lâm Thiên Trạch thì bị giết, Tôn Húc thì đầu quân cho Dương Thanh, hiện giờ chỉ còn lại nhà họ Tống nữa thôi. Sắc mặt của Tống Thanh Sơn vô cùng ảm đạm, vốn dĩ lão ta còn mong muốn 3 gia tộc lớn sẽ tập hợp những cao thủ mạnh nhất rồi giết sông ra ngoài.
chỉ cần có thể rời khỏi Yến Đô, dựa vào khối tài sản kếch xù do ba gia tộc họ kiểm soát, chẳng mất bao lâu sẽ có thể ngóc đầu trở lại. Tuy nhiên, phát súng của Tôn Húc đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của họ. Tôn Húc, cậu dám giết Lâm Thiên Trạch, cậu có biết mình đang làm gì không? Tống Thanh Sơn tức giận chất vấn. Lúc này, lão ta chỉ hận một nỗi không thể giết chết Tôn Húc. Chỉ còn lại mỗi nhà họ Tống, lão ta hoàn toàn không thể chống lại liên minh của Dương Thanh. Tôn Húc cười khẩy nói, Tống Thanh Sơn, đương nhiên tôi biết mình đang làm cái gì. Tôi khuyên ông tốt nhất nên quy hàng cậu Thanh thì hơn. Sau này ở Yến Đô cũng chỉ có cậu Thanh mới là thủ lĩnh của chúng ta thôi. Sau đó, Tôn Húc xúc động nói, cậu Thanh, nhà họ Tôn bằng lòng tôn cậu làm vương của Yến Đô. Ông ta biết sức mạnh của Dương Thanh, lúc này chính là lúc để ông ta thể hiện. Từ xa xưa, Yến Đô chỉ có 9 hoàng tộc lớn, còn 4 vương tộc xếp sau chẳng qua cũng chỉ là những vương tộc đã bị loại khỏi danh sách hoàng tộc sau khi suy tàn mà thôi. Chưa bao giờ có cách nói gọi là vương của Yến Đô, nhưng hôm nay Tôn Húc lại thể hiện trước đông người muốn tôn Dương Thanh lên làm vương của Yến Đô. Có thể thấy được rằng tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mí mắt Hoàng Chính và Diệp Hoa cũng giật giật, nếu thực sự xuất hiện vương của Yến Đô thì chẳng phải từ giờ trở đi Chiêu Châu lại thêm một vị vương nữa hay sao? Nhiều người thầm bức xúc trước sự trơ trẽn của Tôn Húc nhưng lại không thể làm gì được. Nhà họ Hoàng bằng lòng tôn cậu Thanh làm vương của Yến Đô. Đúng lúc này, một giọng nói mỉa mai đột nhiên vang lên. Dương Thanh nheo mắt nhìn về phía Điền Hoa, người chỉ mang theo 2 tên vệ sĩ, lại dám cướp thức ăn từ chính miệng của anh. Đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi dừng lại ở một bên. Một ông già với mái tóc bạc, xung quanh là mấy tên vệ sĩ sải bước đi tới. Vẫn chỉ là 3 người, đi đầu là một ông lão mặc bộ đồ dài, lão ta chừng 70 tuổi, khắp người tỏa ra một khí thế vô cùng quyền uy. Theo sau ông lão là 2 vệ sĩ. Ông chủ Long, cuối cùng ông cũng tới rồi. Điền Hoa nhìn ông lão tóc trắng, khóe miệng cong lên vẻ đắc ý. Ông lão không phải ai khác mà chính là người thuộc gia tộc bí ẩn nhất trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, nhưng cũng là vương trong giới gia tộc giàu có mạnh nhất, Long Đằng. Dương Thanh hơi híp mắt nhìn thẳng vào Long Đằng. Long Đằng này trông có vẻ rất già, nhưng toàn thân lại lộ ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Hai bên thái dương của lão ta cũng nhô lên cao và có những vết chai trên khớp bàn tay già nua. Rõ ràng, chỉ có những người đắm chìm trong giới võ thuật, luyện võ lâu năm mới có ngoại hình như vậy. Đôi mắt như chim ưng của Long Đằng sáng quắc, đôi mắt đó không giống của một ông già mà giống của một thanh niên đang tuổi sung sức. Long Đằng, sao lão ta lại tới đây vậy? Khoảnh khắc Long Đằng xuất hiện, vẻ mặt của đám người Diệp Hoa và Hoàng Chính chợt thay đổi. Tôi nghe nói là có người muốn xưng vương ở Yến Đô. Sau khi đi đến bên cạnh Điền Hoa thì Long Đằng mới dừng lại, lão ta nheo mắt liếc nhìn đám người trước mặt. Điền Hoa vội vàng bước lên trước nói, ông chủ Long, đúng là có người không tự lượng sức mình, mưu đồ xưng vương ở Yến Đô. Nếu như ông đến muộn một phút thôi thì e rằng đối phương đã đạt được mục đích rồi. Hừ, Long Đằng cười khẩy, ai mà lại to gan như vậy, dám xưng vương ở Yến Đô. Đã hỏi qua ý kiến của Long Đằng tôi hay chưa? Long Đằng chỉ mang theo 2 cao thủ. Điền Hoa cũng mang theo 2 cao thủ, tuy nhiên lúc này khuôn mặt của Long Đằng và Điền Hoa không hề tỏ ra sợ hãi. Đối mặt với hàng nghìn cao thủ trước mặt mà họ lại không hề sợ hãi, ngược lại còn đầy vẻ tự tin chất vấn đám đông. Cứ như thể chỉ dựa vào 6 người bọn họ là đã có thể giải quyết được hàng nghìn cao thủ của mấy gia tộc lớn trước mắt vậy. Lão già, ông là cái thá gì mà cũng dám hống hách trước mặt cậu Thanh. Đúng lúc này, Trần Anh Hào bên cạnh Trần Hưng Hải chợt duỗi tay ra chỉ vào Long Đằng, giận dữ chất vấn. Ánh mắt Long Đằng đột nhiên rơi vào Trần Anh Hào đang chỉ vào mình, trong mắt lóe lên một tia sát ý, cậu đang muốn chết hay sao? Chỉ một lời nói thôi cũng khiến Trần Anh Hào như rơi xuống vực sâu, cơ thể cứng đờ. Trong đôi mắt bình tĩnh của Điền Hoa không hề có một gợn sóng nào, ngược lại ông ta nhìn Dương Thanh với vẻ mặt giễu cợt, Dương Thanh, vừa rồi không phải cậu rất hống hách muốn xưng vương hay sao? Giờ chủ gia tộc họ Long đến rồi, sao cậu lại làm con rùa rụt cổ thế? Dương Thanh không ngờ rằng Điền Hoa lại hướng mũi dùi về phía mình. Về chuyện vương của Yến Đô gì gì đó, anh căn bản chưa từng cân nhắc tới. Nếu như anh thực sự để ý danh hiệu giống tuếch này thì thà anh ở lại biên giới phía Bắc, làm tướng quân ở đó chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Địa vị của tướng quân ở 4 vùng biên giới sánh ngang với chủ của hoàng tộc, chỉ là vương của một Yến Đô còn con có gì đáng để nói đâu chứ? Ngay cả chủ của hoàng tộc hay vương tộc cũng không dám kiêu ngạo trước mặt tướng quân. Bất kể là hoàng tộc hay vương tộc, chủ nhân của bọn họ có thể là một người nhánh chính thừa kế gia tộc võ đạo tầm thường,
nhưng vị trí tướng quân của bốn vùng biên giới bắt buộc phải dùng thực lực của chính bản thân mình mới có được. Thực sự không ngờ chủ gia tộc họ Điền trước giờ vẫn luôn kín tiếng cũng có lúc hống hách như vậy. Dương Thanh nói, giọng điệu còn mang chút châm biếm. Nếu chỉ dựa vào hai người Điền Hoa và Long Đằng thì họ sẽ không dám đối chọi lại với liên minh các gia tộc lớn do anh dẫn dắt. Trừ khi phía sau họ có sự ủng hộ của nhân vật lớn hơn nữa. Mà nhân vật lớn ở cấp bậc này chỉ có thể là hoàng tộc hoặc vương tộc, hoặc là nhân vật lớn của bốn vùng biên giới. Nếu không họ tuyệt đối không dám chỉ dựa vào 6 người mà dám khiêu chiến hàng nghìn người do Dương Thanh dẫn dắt. Điền Hoa cười khẩy, cậu Thanh đến Yến Đô lâu như vậy rồi mà còn chưa rõ tôi là người như thế nào sao? Thật sự khiến người ta hơi thất vọng đó. Một con rối mà thôi, có gì đáng để tôi phải làm rõ đâu. Dương Thanh hỏi ngược lại. Vẻ mặt Điền Hoa đột nhiên cứng đờ, câu nói này của Dương Thanh là đang chế giễu ông ta là một con rối. Nhóc con, cậu sẽ phải hối hận. Điền Hoa lạnh lùng nói. Trong từ điển của tôi không có hai chữ, hối hận này. Dương Thanh đáp trả. Mặc dù anh nói những lời gay gắt đầy khinh thường với Điền Hoa, nhưng anh cũng không cho phép tôn nghiêm của tướng quân bị chà đạp như vậy. Được, rất tốt, hy vọng cậu có thể cười lâu hơn một chút. Điền Hoa nghiến răng. Cậu chính là Dương Thanh. Long Đằng lúc này cũng nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dương Thanh không hề kiêng dè. Không biết ông chủ Long có gì chỉ giáo? Dương Thanh cười hỏi. Thấy Long Đằng tỏ vẻ ngầu, Dương Thanh cảm thấy rất khinh thường, rõ ràng đối phương biết tên của anh lại còn giả bộ thâm trầm hỏi tên của anh một lần nữa. Nhóc con, Yến Đô không phải là nơi mà một người từ nơi khác đến có tư cách làm loạn đâu. Long Đằng tỏ vẻ lạnh lùng và lão ta cảnh cáo, tôi ra hạn cho cậu trong vòng 3 ngày phải mang người của cậu cút khỏi Yến Đô. Tất cả những gì xảy ra trước đó tôi có thể không truy cứu nữa. Bây giờ hãy quỳ lạy tạ tội, sau đó bồi thường 10 tỷ tệ. Dương Thanh cười nói, 10 tỷ tệ. Đúng, lấy 10 tỷ tệ để mua cái mạng của cậu, Long Đằng nói. Dương Thanh không đồng ý, nếu đã như vậy thì tôi cũng không mặc cả với ông nữa, 10 tỷ tệ để mua cái đầu chó của ông. Bùm! Mọi người có mặt lúc này đều sững sờ. Dương Thanh thậm chí còn cao giọng yêu cầu Long Đằng đưa ra 10 tỷ tệ để mua cái đầu chó của lão ta. Thực sự là đang khiêu khích với quyền uy của Long Đằng mà. Ở Yến Đô này, cậu là người đầu tiên dám khiêu khích tôi như thế đấy. Sát khí lóe lên trong mắt Long Đằng, lão ta hận đến mức muốn xé xác Dương Thanh thành từng mảnh. Điền Hoa cũng đầy vẻ tự tin, ông ta nheo mắt liếc nhìn Dương Thanh. Sự kiêu ngạo của Dương Thanh nằm ngoài dự đoán của ông ta. Long Đằng là một ông già cùng thế hệ với Tống Thanh Sơn biết rất rõ về thế lực đằng sau Long Đằng. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, có đến hơn nửa người nhà họ Diệp vốn dĩ khí thế rầm rộ lại bước ra đứng về phía sau Diệp Thương. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vẫn còn rất nhiều người vốn dĩ còn đang quan sát, sau khi thấy rất nhiều người đứng xếp hàng phía sau Diệp Thương thì không do dự nữa mà cũng lần lượt bước ra. Không đến một phút đồng hồ, mấy trăm người của nhà họ Diệp lúc này đều đứng về phía đối diện với Dương Thanh. Các gia tộc liên minh vốn dĩ vẫn đang tràn đầy tự tin, lúc này lại kinh sợ lo âu. Nhất là Tôn Húc, người vừa mới phản bội nhà họ Lâm và nhà họ Tống lại càng đứng ngồi không yên. Với tính khí của ông ta, giờ rời khỏi chiến tuyến của Dương Thanh mới là đúng đắn nhất, nhưng vừa rồi để thể hiện lòng trung thành, ông ta đã giết chết Lâm Thiên Trạch. Cho dù bây giờ đứng về phía Long Đằng, nếu Long Đằng thắng, nhà họ Lâm được nhà họ Long và nhà họ Điền hỗ trợ liệu có tha cho nhà họ Tôn hay không? Và Dương Thanh khi đã mất đi nhà họ Diệp còn có thể chống lại nhà họ Long và nhà họ Điền được hay không? Nội tâm Tôn Húc đầy đấu tranh và mâu thuẫn. Gia tộc họ Hoàng và gia tộc Vũ Văn, các người định tiếp tục đứng ở phía đối lập với tôi sao? Đột nhiên Long Đằng lên tiếng, ánh mắt thêm vài phần sắc bén. Hoàng Chính và Vương Thành, những người tạm thời phụ trách đứng đầu gia tộc đều kinh hãi lo sợ. Một số lời đồn đại về nhà họ Long khiến họ không khỏi cảm thấy lo sợ, mà uy lực tỏa ra từ trên người Long Đằng lại càng khiến họ run rẩy hơn. Trái tim Tôn Húc chợt nguội lạnh. Long Đằng chỉ hỏi hai gia tộc họ Hoàng và gia tộc Vũ Văn, như thế chẳng phải lão ta đã từ bỏ ý định lôi kéo nhà họ Tôn hay sao? Càng nghĩ, trong lòng Tôn Húc càng sợ hãi. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục đứng về phía Dương Thanh như vậy, e rằng Dương Thanh sẽ bị đánh bại rất nhanh. Khi đó, nhà họ Tôn sẽ khó có thể rời khỏi Dương Thanh một lần nữa. Lúc này Trần Hưng Hải và Quan Chính Sơn cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Dương Thanh cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú với nhà họ Long. Anh không quan tâm đến chuyện của những gia tộc lớn này, trừ khi họ đụng chạm đến anh, hoặc họ có quan hệ với anh thì anh mới đi thăm dò.
anh thực sự chưa từng tìm hiểu về nhà họ Long và nhà họ Điền. Bây giờ, Long Đằng ra mặt, lão ta chỉ nói vài câu mà đã khiến cho các gia tộc thuộc 8 gia tộc lớn bằng vai phải lứa với nhà họ Long ở Yến Đô cảm thấy có áp lực rất lớn. Thậm chí lúc này ngay cả nhà họ Diệp cũng lựa chọn phản bội anh. Cái lão kia, ông nói nhảm nhí nhiều quá đấy, thực sự tưởng rằng chúng tôi cũng nhát gan giống như Diệp Thương hay sao? Tôi nói cho ông biết, gia tộc Vũ Văn thề chết cùng tiến cùng lui với cậu Thanh. Vương Thành đột nhiên tiến lên một bước nói với thái độ vô cùng kiêu ngạo. Theo như hắn ta thấy, chính là Dương Thanh đã cho hắn vị trí người kế thừa, Vũ Văn Cao Dương cũng vô cùng coi trọng Dương Thanh. Nếu đã như vậy, hắn có gì để mà do dự đâu chứ? Trong mắt Long Đằng nổi lên sát khí hừng hực, nếu đã như vậy, tôi tuyên bố từ giờ trở đi gia tộc Vũ Văn sẽ bị đuổi ra khỏi 8 gia tộc lớn của Yến Đô. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều sững sờ. Vừa xảy ra bất đồng thì liền hủy bỏ địa vị của gia tộc Vũ Văn trong 8 gia tộc lớn của Yến Đô. Lão già, ông là cái thá gì chứ? Ông nói gia tộc Vũ Văn bị đuổi thì là bị đuổi hay sao? Vương Thành không để tâm mà châm chọc, vậy thì tôi cũng tuyên bố nhà họ Long đã bị đuổi khỏi 8 gia tộc lớn của Yến Đô. Toàn bộ tài sản của nhà họ Long đều thuộc về gia tộc Vũ Văn, còn cái lão già nhà ông có thể lấy cái chết để đền tội được rồi đấy. Thái độ của Vương Thành vô cùng kiêu ngạo, hắn biết thực lực của nhà họ Long, trong tình huống này, đáng ra nên nghe lời của nhà họ Long mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không biết tại sao, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dương Thanh, Vương Thành luôn cảm thấy Dương Thanh sẽ không thất bại. Tuy nhiên, khi Vương Thành nói những lời này thì ngay sau đó, một bóng người trẻ tuổi bước ra khỏi gia tộc Vũ Văn. Vương Thành, anh là cái thá gì? Anh cũng đủ tư cách để đưa ra quyết định cho gia tộc Vũ Văn hay sao? Người thanh niên rửng rưng nói. Vương Thành nhướng mày, Vũ Văn Bân, cậu thật đúng là dai như đỉa, lúc nào cũng muốn chống đối với tôi. Nếu như không phải Dương Thanh dùng thủ đoạn ép buộc bố tôi thỏa hiệp, làm sao anh có thể trở thành người thừa kế của gia tộc Vũ Văn được chứ? Vũ Văn Bân nghiến răng nói, tôi nói cho anh biết, cho dù hiện tại anh là người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, cũng sẽ không có ai trong gia tộc Vũ Văn thừa nhận anh đâu. Bởi vì, anh cũng chỉ là một đứa con hoang của gia tộc Vũ Văn giống như Dương Thanh mà thôi. Một đứa con bị bỏ rơi cũng muốn tranh giành với một người thừa kế chính hiệu như tôi ư. Anh mà cũng xứng đáng sao? Nói rồi Vũ Văn Bân vung tay, lớn giọng nói với đám người gia tộc Vũ Văn, mọi người trong gia tộc Vũ Văn nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, Vương Thành không còn là người thừa kế nữa, và tôi, Vũ Văn Bân mới là người thừa kế duy nhất của gia tộc Vũ Văn. Mọi người đi theo tôi. Vừa dứt lời, ngoại trừ một vài người từ đội quân của Vương Thành ra thì tất cả những người khác đều đi theo Vũ Văn Bân đến bên Long Đằng. Sắc mặt của những người còn lại trong đội quân của Vương Thành vô cùng khó coi. Vũ Văn Bân, chủ gia tộc vẫn chưa chết mà cậu đã nóng lòng muốn tiếp quản ngọn cờ của gia tộc Vũ Văn như vậy sao? Vương Thành nheo mắt và nói, cậu không sợ đợi khi chủ gia tộc tỉnh lại sẽ hỏi tội cậu hay sao? Vũ Văn Bân cười khẩy, anh đừng có ăn nói nhảm nhí, tôi chỉ là thay bố mình giữ vững gia tộc Vũ Văn mà thôi. Anh chỉ là một đứa con riêng, không thể đại diện cho gia tộc Vũ Văn được. Tốt, rất tốt. Vương Thành rất tức giận nhưng lại cười nói, tôi muốn xem đến khi chủ gia tộc tỉnh lại cậu sẽ giải thích như thế nào. Trước tiên anh vẫn nên cầu nguyện có thể cùng Dương Thanh vượt qua kiếp nạn này rồi hãy nói, Vũ Văn Bân nói với vẻ đầy hống hách. Dương Thanh hơi nheo mắt lại, anh nhìn Vũ Văn Bân nói, xem ra bài học lần trước tao dạy cho mày vẫn còn nhẹ nhàng quá. Dương Thanh vốn dĩ không muốn nói nhiều, nhưng lúc này Vũ Văn Bân lại nhảy ra, chạm vào giới hạn của anh. Lúc trước Vũ Văn Bân lúc nào cũng chống đối anh, thậm chí lợi dụng các gia tộc giàu có ở Giang Hải và Giang Bình để đối phó với anh. Nếu không nhờ Vũ Văn Cao Dương cầu xin thì bây giờ Vũ Văn Bân đã trở thành một xác chết rồi. Nghe Dương Thanh nói vậy, Vũ Văn Bân không khỏi run lên, nhưng anh ta vẫn cảm thấy an tâm khi nghĩ đến nhân vật lớn đằng sau nhà họ Long. Dương Thanh, cậu đừng nói nhiều lời nhảm nhí. Có giỏi thì hãy đến giết tôi ngay đi, Vũ Văn Bân nghiến răng nói. Dương Thanh chỉ liếc anh ta một cái thật sâu mà không nói gì. Nhà họ Hoàng thì sao? Long Đằng liếc mắt nhìn sang đám người nhà họ Hoàng. Vẻ mặt của Hoàng Chính rất khó coi. Nói ra thì ân oán giữa ông ta và Dương Thanh cũng không nhỏ, thậm chí ngay cả chân của ông ta cũng từng bị Dương Thanh đánh gãy. Tuy nhiên, lý do tại sao ông ta có được vị thế như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào Dương Thanh. Với sự giúp đỡ của Dương Thanh, dòng dõi của ông ta mới có thể kiểm soát được nhà họ Hoàng. Có thể nói, nếu không có Dương Thanh thì sẽ không có nhà họ Hoàng ngày hôm nay. Nhất là Hoàng Thiên Hành, bố ông ta từng nói với ông ta là tuyệt đối không được coi thường Dương Thanh, cho dù là vương tộc Chiêu Châu,
Dương Thanh cũng chưa chắc đã coi ra gì. Chỉ cần Dương Thanh có đủ thời gian để trưởng thành, thì ngay cả hoàng tộc cũng không thể làm gì được Dương Thanh. Ngay cả bố ông ta cũng đánh giá Dương Thanh cao như vậy, ông ta đâu có lý do gì để không tin tưởng anh cơ chứ. Long Đằng, nhà họ Hoàng chúng tôi còn chưa đến lượt ông khoa chân múa tay đâu. Hoàng Chính nói với vẻ đầy ngạo nghễ. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều chỉ vào Dương Thanh và mắng mỏ. Long Đằng nhìn Dương Thanh cười đắc ý nói, nhóc con, bây giờ còn dám xưng vương nữa không? Dương Thanh lắc đầu. Nhìn thấy Dương Thanh lắc đầu, Long Đằng và những người khác đều tỏ vẻ đắc ý. Tuy nhiên, giây tiếp theo Dương Thanh lại nói, tôi vốn là thần, đâu cần thiết phải xưng vương. Tôi vốn là thần, sao còn phải xưng vương? Câu nói ngông cuồng này khiến đám người Hàn Khiếu Thiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong số những người có mặt chỉ có Hàn Khiếu Thiên biết rõ thân phận của Dương Thanh mới hiểu được ý tứ thực sự. Dương Thanh vốn được coi là chiến thần của biên giới phía Bắc. Một vương tử nho nhỏ ở Yến Đô sao có thể hấp dẫn được cậu ấy? Danh con, tôi khá coi trọng cậu vì khi tôi chưa ra mặt, cậu có thể liên hợp được nhiều gia tộc Yến Đô như vậy, chứng tỏ năng lực không tệ. Long Đằng cười lạnh nói, hóa ra cậu chỉ là một thằng nhóc con ngông cuồng chưa trải sự đời, giết đi cũng chẳng sao. Tôn Húc từng chứng kiến thực lực khủng bố của Dương Thanh, nhỏ giọng nói với Long Đằng, ông chủ Long, võ công của thằng nhóc này rất mạnh. Mạnh thì đã sao, chỉ dựa vào nhà họ Hoàng cậu ta có thể làm được trò chống gì? Vũ Văn Bân cười lạnh nói. Đương nhiên anh ta biết Dương Thanh giỏi võ, dù được cao thủ hàng đầu của vương tộc họ Tào che chở nhưng anh ta vẫn suýt bị Dương Thanh giết hai lần. Sau này, Dương Thanh ép gia tộc Vũ Văn nâng đỡ Vương Thành làm người thừa kế, anh ta mới mất hết tất cả. Bây giờ ngoại trừ nhà họ Hoàng, bảy gia tộc đứng đầu Yến Đô còn lại đều đã đứng chung một chiến tuyến, sao anh ta có thể bỏ lỡ cơ hội dẫm chết Dương Thanh? Còn nhà họ Trần và nhà họ Hàn với anh ta chỉ là gia tộc nhỏ, không đáng quan tâm. Tôn Húc cũng từng chịu thua thiệt bởi Dương Thanh. Nếu ông ta không cúi đầu xin tha, chỉ e đã chết từ lâu rồi. Dương Thanh rơi vào tình cảnh hiện giờ, ông ta cũng muốn dẫm vài cái, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Thanh, cậu ỷ mình giỏi võ làm loạn Yến Đô, tội đáng chết. Không sai, hôm nay chính là ngày chết của mày. Đám người tranh nhau chỉ trích Dương Thanh, chỉ sợ Long Đằng không nhìn thấy. Dương Thanh vẫn không hề e sợ, bình tĩnh lên tiếng, nói nhảm nhiều quá. Có thủ đoạn gì lấy ra hết đi. Cậu đã vội vàng đi đầu thai tới vậy, tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Ánh mắt Long Đằng tràn ngập lạnh lẽo. Lão ta vung tay lên, một ông già mặc sườn xám nam đứng sau chậm rãi bước ra. Trẻ tuổi ngông cuồng cũng được, nhưng nếu quá khích sẽ là tự đâm đầu vào chỗ chết. Khi cách Dương Thanh 4-5 mét, lão ta dừng bước, chắp tay sau lưng ra vẻ kẻ cả nói. Triệu vô địch. Hoàng Chính hoảng sợ nói nhỏ với Dương Thanh, cậu Thanh, ông ta chính là một trong hai cao thủ mạnh nhất bên người Long Đằng, thực lực rất khủng bố. Ông già mặc sườn xám nam còn lại sau lưng Long Đằng tên là Triệu Vô Song. Hai người họ là anh em ruột, còn là anh em kết nghĩa với Long Đằng. Toàn bộ những gì Long Đằng có được đều nhờ vào hai anh em họ Triệu và bản thân ông ta cũng là cao thủ võ thuật. Ngoài ra, Long Đằng cũng có thân phận rất đặc biệt, là người nhà họ Long, một trong năm hoàng tộc của Chiêu Châu. Hoàng Chính nói hết mọi chuyện mình biết cho Dương Thanh. Sau khi biết Long Đằng là người của hoàng tộc, sắc mặt Dương Thanh trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Khó trách mấy gia tộc kia thấy Long Đằng xuất hiện đều kéo nhau phủi sạch quan hệ với anh, quay sang lấy lòng lão ta. Thì ra là vì hoàng tộc sau lưng Long Đằng. Cậu không xứng để tôi ra tay, biết điều tự sát đi. Triệu vô địch ngạo nghễ nói. Lão ta đứng chắp tay sau lưng, phách lối không ai bằng. Dường như lão ta muốn lấy mạng Dương Thanh dễ như trở bàn tay. Dương Thanh không thèm để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm Long Đằng. Ông chủ Long thực sự muốn giết tôi sao? Dương Thanh hỏi lại lần nữa. Anh vẫn biết không nên trở mặt thành thù với hoàng tộc họ Long. Chỉ là anh không muốn kiếm chuyện, Long Đằng lại không chịu bỏ qua cho anh. Cậu tự sát đi, tôi sẽ cho cậu chết toàn thây. Long Đằng thản nhiên nói, giống như Dương Thanh chỉ là sâu kiến lão ta có thể tùy ý dẫm đạp. Được, ông chủ Long đã kiên quyết đòi mạng tôi, nếu tôi còn muốn giữ thể diện cho hoàng tộc họ Long đúng là tự rước lấy nhục. Dương Thanh bỗng nhiên nói. Nghe anh nhắc tới hoàng tộc họ Long, sắc mặt Long Đằng cứng đờ, trong mắt còn hiện lên sát khí. Tuy lão ta là người của hoàng tộc họ Long nhưng lại bị đuổi khỏi gia tộc, không muốn nghe thấy bất kỳ ai nhắc tới thân phận của mình. Dù sao đó cũng là chuyện xấu lão ta không muốn nghĩ lại. Có thể nói bốn chữ hoàng tộc họ Long chính là vảy ngược của lão ta. Các chủ gia tộc biết chuyện đều trào phúng nhìn Dương Thanh.
Vô Địch, ra tay đi. Long Đằng hùng hổ ra lệnh. Ngay sau đó Triệu Vô Địch đột nhiên biến mất khiến mọi người giật mình kinh hãi. Danh con chết đi. Đến khi mọi người lấy lại tinh thần, Triệu Vô Địch đã xuất hiện trước mặt Dương Thanh, tung đòn vào đầu anh. Muốn một đòn lấy mạng anh. Trong mắt Vũ Văn Bân tràn đầy kích động như đã thấy Triệu Vô Địch đánh vỡ đầu Dương Thanh. Tôn Húc vẫn luôn bất an chờ mong thấy cảnh tượng Dương Thanh bị đánh chết. Dương Thanh đã gây cho ông ta bóng ma tâm lý quá lớn, chỉ khi anh chết đi mới có thể xóa bỏ. Bốp! Tiếng tát chói tai chợt vang lên. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Triệu Vô Địch đã bị Dương Thanh tát bay ra ngoài. Ông xứng với cái tên Vô Địch này sao? Dương Thanh thu tay về, châm chọc hỏi. Con người Long Đằng lập tức co rút lại. Triệu Vô Địch lại lao lên lần nữa. Quả thật vừa rồi lão ta chưa dùng hết sức, tốc độ lần này nhanh hơn nhiều. Đám người xung quanh chưa kịp phản ứng, Triệu Vô Địch đã nhảy lên cao giơ chân đá vào đầu Dương Thanh. Anh vẫn đứng im tại chỗ, hời hợt vung nắm đấm. Bịch! Cơ thể của Triệu Vô Địch bật ra xa mười mấy mét rồi nặng nề ngã xuống đất, phun ra máu tươi. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, khó tin nhìn Triệu Vô Địch bị một đòn của Dương Thanh đánh bay mười mấy mét. Nếu không, sao một cao thủ mạnh như Triệu Vô Địch có thể bị Dương Thanh đánh bay chỉ với một đòn được? Đánh lén, đồ hèn hạ vô liêm sỉ. Bỗng có người tức giận gào lên. Mày chính là thứ rác rưởi của giới võ thuật Chiêu Châu. Long Đằng cũng cả giận nói, không sai, bọn tao phải xin hiệp hội võ thuật truy sát mày. Loại người hèn hạ như mày nên cút khỏi Chiêu Châu. Vũ Văn Bân và Tôn Húc cũng giống lên. Đám người Hàn Khiếu Thiên tức hộc máu. Rõ ràng Dương Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ Triệu Vô Địch tới đánh. Lão ta liên tục bại trận hai lần lại đổ thừa anh đánh lén. Vũ Văn Bân đề nghị Long Đằng, ông hãy phái cả hai cao thủ Triệu Vô Địch và Triệu Vô Song ra đánh nhanh thắng nhanh đi. Không sai, ông chủ Long không cần giữ tinh thần võ đạo với loại người bị ổi này. Cậu ta đã muốn chết, chúng ta cứ cho cậu ta toại nguyện. Đám người tỏ vẻ muốn trừ hại cho giới võ thuật, hùng hổ như muốn xông lên đánh chết Dương Thanh. Tao cho mày cơ hội, tự mày không biết trân trọng. Người Yến Đô đều muốn giết mày. Mày đã không giữ tinh thần võ thuật. Tao chỉ có thể cho Vô Địch và Vô Song liên thủ giết mày. Hàn Khiếu Thiên cũng không nhịn được, giận dữ mắng, lão già chết tiệt không biết xấu hổ, đánh không lại liền lấy cớ bị đánh lén. Ông nghĩ chúng tôi đều mù hết à? Đến cả Hồng Hưng mới theo Dương Thanh chưa lâu cũng mỉa mai, người nhà họ Long đúng là không biết xấu hổ. Đánh không lại đổ cho cậu Thanh đánh lén. Nếu đánh thắng lại nói cậu Thanh tài nghệ không bằng người. Hoàng Chính cũng cười lạnh, lão chó già Long Đằng vừa nói một câu rất hay. Trước thực lực tuyệt đối, mánh khóe gì cũng vô dụng. Tôi tin cậu Thanh sẽ nhanh chóng vả mặt lão ta. Các người muốn chết đúng không? Vô Địch, Vô Song, giết chúng nó cho tôi. Triệu Vô Song và Triệu Vô Địch liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sát khí, đồng thời biến mất tại chỗ. Một giây sau, hai người xuất hiện ở hai bên người Dương Thanh. Bịch, bịch. Ngay sau đó, hai bóng người bay tới dưới chân Long Đằng như quả bóng. Vèo. Dương Thanh giơ chân đá bay Triệu Vô Địch vốn đã bị thương nặng. Ngay sau đó, anh giẫm lên đầu gối Triệu Vô Song, nghiền nát đầu gối lão ta trong nháy mắt. Á! Ông nói tôi đánh lén sao? Dương Thanh giẫm nát đầu gối Triệu Vô Song rồi lại giẫm lên đầu lão ta, châm chọc nói, thế còn bây giờ thì sao? Nếu bây giờ còn ai nghĩ Dương Thanh đánh lén Triệu Vô Địch thì đúng là ngu xuẩn. Một lần đánh lén còn hiểu được, chẳng lẽ còn có thể đánh lén lần thứ hai? Lần thứ ba? Thậm chí là lần thứ tư. Lúc này, sắc mặt của Vũ Văn Bân, Tôn Húc và Tống Thanh Sơn đều tái mét. Bọn họ biết Dương Thanh rất mạnh nhưng không ngờ anh lại mạnh đến mức này, đến cả hai cao thủ mạnh nhất bên người Long Đằng cũng không chịu nổi một đòn. Mấy chủ gia tộc đứng về phe Long Đằng chỉ cảm thấy sợ hãi và hối hận tột cùng. Dương Thanh, tao không thể không thừa nhận tao đã coi thường mày. Nhưng nếu chỉ đánh bại Vô Song và Vô Địch mà mày đã tự cho mình lợi hại thì chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đám người Tôn Húc đang sợ hãi thấy Long Đằng ngang ngược như vậy lập tức tự tin trở lại. Dương Thanh, mày không biết thân phận của ông chủ Long cao quý thế nào đâu. Biết điều mau quỳ xuống xin tha đi. Nếu mày còn muốn được chết toàn thây, tự kết liễu đi. Để ông chủ Long ra tay giết mày quá ô uế. Đám người Vũ Văn Bân lại kêu gào ầm ĩ, đúng là đám tôm tép nhãi nhép. Danh con, tao cho mày một phút, mau quỳ xuống cầu xin tao đi. Nếu không, bốp. Mày dám đánh tao sao? Long Đằng trợn trừng mắt khó tin hỏi. Vũ Văn Bân chỉ thẳng vào mặt Dương Thanh quát tháo. Ha ha,
Đánh hay lắm, đánh hay lắm. Bốp. Dương Thanh lại tát Long Đằng thêm một cái, cười nói, xin lỗi ông chủ Long. Vô cùng xin lỗi ông, tôi sơ ý đánh lén ông rồi. Mặc dù lão ta đã bị đuổi khỏi hoàng tộc họ Long nhưng thân phận này đã đủ để lão tao được người người tôn kính. Bây giờ lại bị một thằng danh con hơn 20 tuổi tát vào mặt, không khỏi nổi trận lôi đình. Dương Thanh lại tát thêm cái nữa, cười nói, ông chủ Long đã có lời, tôi chỉ có thể cung kính làm theo. Không ngờ ông chủ Long già vậy rồi mà còn có đam mê bị đánh. Bốp bốp bốp, mồm miệng Long Đằng đầy máu. Lão ta đã 70 tuổi, bị Dương Thanh tát mấy cái răng còn lại cũng rụng sạch. Không biết ông chủ Long có sướng không, nếu không tôi sẽ đánh thêm mấy cái miễn phí. Mẹ nó, tao phải giết mày, tao phải giết thằng danh con này. Long Đằng nổi giận gầm lên, tung đấm đánh vào đầu Dương Thanh. Nhưng lão ta còn chưa chạm được vào người Dương Thanh đã bị anh đá bay. Dương Thanh bước tới giẫm lên ngực lão ta, ánh mắt lạnh tanh tràn đầy sát khí. Đến tận lúc này, lão ta mới ý thức được mình đã chọc phải người đáng sợ thế nào. Tôi đánh anh em kết nghĩa của ông. Còn giẫm đạp ông dưới chân. Bây giờ ông phục chưa? Nói xong một câu, Dương Thanh lại dồn sức vào chân. Không ai ngờ được Dương Thanh lại dám đánh Long Đằng. Nhìn thấy Long Đằng bị anh giẫm đạp dưới chân, chủ các gia tộc phe lão ta có cảm giác như đang nằm mơ. Bản thân lão ta chính là cao thủ đứng đầu 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, vậy mà giờ đây lại không hề có sức phản kháng. Long Đằng trợn trừng mắt, giận dữ hét, mày biết tao là ai không? Mày đánh tao chính là đánh vào mặt hoàng tộc họ Long. Tao ra lệnh cho mày lập tức thả tao ra, quỳ xuống xin tao tha thứ. Lần đầu tiên Dương Thanh thấy có người kiêu căng như vậy, rõ ràng đã bị anh giẫm đạp dưới chân nhưng giọng điệu lại như anh mới là người bị giẫm. Dương Thanh hơi nheo mắt lại, vậy thì đừng trách tôi ức hiếp người già. Danh con, mày định làm gì? Đám người theo phe Long Đằng đều hốt hoảng, nhất là khi tận mắt chứng kiến Dương Thanh tát Long Đằng, giẫm đạp ông ta trước mặt bao người. Bọn họ cứ tưởng Long Đằng xuất hiện là có thể dễ dàng giải quyết Dương Thanh. Nào ngờ đến cả lão ta cũng không làm gì được. Dương Thanh, mày sỉ nhục ông chủ Long như vậy đúng là chán sống rồi. Hai mắt Phũ Văn Bân lóe lên, cả giận chỉ vào Dương Thanh, ông chủ Long là người của hoàng tộc họ Long. Mày mà làm gì ông ấy, hoàng tộc họ Long sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Nếu không nhờ gia tộc Phũ Văn Thương Hải giao lại tập đoàn Nhãn Thanh cho nó, có lẽ hiện giờ nó vẫn đang ở rể một gia tộc thấp kém ở Giang Hải. Nó đánh ông chính là tội đáng muôn chết, không thể tha thứ. Ông mau gọi cao thủ trong bóng tối ra giết nó đi. Anh tưởng Vũ Văn Bân đã bị dọa sợ mất mật, lại mất vị trí người thừa kế gia tộc Vũ Văn nên sẽ không dám khiêu khích mình nữa. Không ngờ đến tận bây giờ anh ta vẫn tìm cách hại anh. Tôn Húc đảo mắt một vòng, cũng lên tiếng, cậu ấy nói thật đấy. 8 gia tộc chúng tôi đều biết Dương Thanh là con rơi của gia tộc Vũ Văn, chẳng có thân phận gì, chỉ giỏi võ thôi. Đúng đó, cậu ta chỉ là đứa con rơi bị gia tộc Vũ Văn xua đuổi mười mấy năm về trước thôi. Ngoài võ công cậu ta chẳng còn gì. Ông chủ Long giết cậu ta đi. Đám người Tống Thanh Sơn cũng nhao nhao mở miệng khuyên nhủ. Hoàng Chính đứng bật dậy, giận dữ nói, cậu Thanh còn có nhà họ Hoàng chúng tôi. Cả nhà họ Trần chúng tôi. Đừng quên còn có nhà họ Quan. Nhà họ Hồng nữa. Dương Thanh dễ dàng đánh bại hai cao thủ mạnh nhất nhà họ Long khiến bọn họ đều vững tin vào anh. Bọn họ biết hôm nay là một trận đánh cược. Cược thắng, sau này bọn họ làm chủ Yến Đô. Cược thua sẽ phải rời đi, thậm chí còn mất mạng. Trừ nhà họ Hoàng còn có chút thực lực, mấy nhà còn lại là cái thá gì. Phũ Văn Bân cười lạnh một tiếng, liên minh của 7 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sẽ sợ đám ô hợp các người sao. Dương Thanh bỗng nở nụ cười âm trầm. Phũ Văn Bân sợ run người, nghĩ tới bên cạnh còn các gia tộc khác mới mạnh miệng nói tiếp, sao hả? Nói các người là đám ô hợp còn không chịu thừa nhận à? Dương Thanh cười híp mắt nói, tôi rất muốn hỏi các người, rốt cuộc ai mới là đám ô hợp? Phũ Văn Bân nghẹn họng, thẹn quá hóa giận nói, mày cứ hống hách đi, ông chủ Long sẽ không tha cho mày đâu. Đắc tội hoàng tộc đúng là tự tìm chết. Ông chủ Long nói xem, nếu tôi giết ông, bọn họ có trả thù cho ông không? Ông ta ra lệnh cho 7 gia tộc bên phe mình, các người lập tức giết chết thằng danh này cho tôi. Nếu không sau này các người sẽ là kẻ thù của nhà họ Long. Không ai nghĩ tới Dương Thanh sẽ thả Long Đằng. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào gia tộc khác. Nhưng thực lực Dương Thanh vừa thể hiện đã khiến tất cả kinh sợ. Người của 7 gia tộc kia ngơ ngác nhìn nhau, không ai chịu đứng ra đối phó Dương Thanh. Trái lại bên phía Dương Thanh,
Hoàng Chính dẫn đầu hơn 100 cao thủ kề vai sát cánh bên anh. Ai dám động đến cậu Thanh, nhà họ Hoàng đập chết kẻ đó. Hoàng Chính đứng chắn trước người Dương Thanh, căm tức nhìn đám người Long Đằng lớn tiếng hét. Ai dám động đến cậu Thanh, nhà họ Quan cũng sẽ không buông tha. Ai dám động đến cậu Thanh, nhà họ Hàn sẽ đấu lại đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mấy gia tộc kém xa bảy gia tộc bên phe Long Đằng liên thủ lại dọa bảy gia tộc bọn họ sợ hãi. Ông chủ Long thấy chưa? Đây chính là các gia tộc ông muốn che chở đấy. Bọn họ chỉ muốn lợi dụng ông, không ai chịu xông pha chiến đấu vì ông. Dương Thanh cười híp mắt nhìn Long Đằng, đám vô ơn này có đáng để ông đối đầu chúng tôi không? Vũ Văn Bân nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Thanh cố ý đấy. Nó ỷ có võ biết trong chúng tôi không có ai đánh lại được nên mới khiêu khích ông. Phải đó, ông chủ Long mau gọi cao thủ nhà họ Long tới đối phó cậu ta đi. Đừng mắc mưu cậu ta. Chủ của bảy gia tộc thi nhau thuyết phục. Chẳng phải là đang cố ý khiêu khích quan hệ giữa chúng ta sao? Rõ ràng bọn họ đang cố ý lừa ông chủ Long đối phó tôi, sau đó mượn tay tôi tiêu diệt vài cao thủ nhà họ Long. Bọn họ cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ chúng ta đều bị tổn thất mới liên thủ tấn công. Nghe Dương Thanh nói vậy, Long Đằng ngày càng tức giận. Đám người Vũ Văn Bân hốt hoảng sốt ruột. Bởi vì đúng là có khả năng này. Ông chủ Long đừng nghe thằng danh kia nói nhăng nói cuội. Cậu ta đang cố tình chia rẽ chúng ta đấy. Ông chủ Tôn nghĩ tôi đang chia rẽ các người, sao các ông không đấu với tôi trước? Dương Thanh khoanh tay trước ngực, cười híp mắt nói. Cả Triệu Vô Song và Triệu Vô Địch đều bị Dương Thanh dễ dàng đánh bại. Nhà họ Tôn còn ai có thể đánh lại anh? Sao hả, ông chủ Tôn sợ à? Tôn Húc liên tục phản bội khiến Dương Thanh muốn giết ông ta. Tôi thấy cậu ta nói không sai. Nhà họ Tôn các cậu lên trước đi. Tôn Húc bất lực nói. Ông chủ Long, không phải tôi không muốn ra tay mà nhà họ Tôn thực sự không phải đối thủ của cậu ta. Chỉ người nhà họ Long mới đánh lại được Dương Thanh. Long Đằng tát mạnh vào mặt Tôn Húc, giận dữ hét lên, cậu muốn nhà họ Long làm kẻ chết thay hả? Tôi nói cho cậu biết nhà họ Tôn không chịu ra tay thì đừng trách. Tôn Húc sắp khóc đến nơi. Hiện giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan, dù là Long Đằng hay Dương Thanh, ông ta đều không đắc tội nổi. Ông chủ Long, nhà họ Tôn thật sự đánh không lại. Xin ông tha cho chúng tôi, phái cao thủ nhà họ Long tới đi. Bốp! Long Đằng lại tát thêm cái nữa, loại sâu mọt như cậu cũng dám lợi dụng nhà họ Long sao? Người nhà họ Tôn đông như vậy mà không dám động tới một thằng nhóc, cậu còn dám nói mình thuộc 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Long Đằng tiếp tục vung tay lên tát. Gia tộc Vũ Văn lên đối phó cậu ta đi. Long Đằng bỗng nhìn sang Vũ Văn Bân, lạnh giọng nói. Bốp! Anh ta chưa nói hết câu đã bị Long Đằng vả mặt. Tôi bảo các người đối phó cậu ta, không phải bảo các người đề nghị với tôi. Vũ Văn Bân vừa mới mở mồm ra đã bị ăn vả tiếp. Long Đằng quát, nhưng nhị cái gì? Nói mau, gia tộc Vũ Văn các người có định đối phó Dương Thanh không? Vũ Văn Bân còn định mượn sức nhà họ Long giải quyết Dương Thanh hoàn toàn tuyệt vọng. Gia tộc Vũ Văn có ai đấu lại được Dương Thanh? Nhưng anh ta cũng không dám đắc tội Long Đằng, chỉ có thể ngậm miệng. Long Đằng lại nhìn về nhà họ Tống, các người đối phó Dương Thanh đi. Tống Thanh Sơn lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng. Long Đằng tát bay lão ta, giận dữ quát, vô dụng. Nhà họ Lâm, nhà họ Diệp. Mỗi lần Long Đằng gọi tên một gia tộc, chủ gia tộc đó đều cuống quýt cúi đầu, không dám nói lời nào. Long Đằng cả giận giống lên, các người đều là một lũ vô dụng. Các người thực sự coi tôi là đồ ngu à? Muốn lợi dụng tôi giúp các người dọn chướng ngại vật sao? To gan quá nhỉ? Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi. Nhà họ Long liên thủ với cậu Thanh tuyên chiến với các người. Không biết cậu Thanh có đồng ý hợp tác với nhà họ Long hay không? Vừa rồi Long Đằng còn hống hách đòi lấy mạng Dương Thanh, bây giờ lại đi tới khiêm tốn hỏi. Xong đời rồi. Tôn Húc chỉ cảm thấy sống lưng rét lạnh, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống. Chủ các gia tộc còn lại cũng chết sững người. Dương Thanh cong môi cười đáp, ông chủ Long đã muốn liên thủ với tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Long Đằng cười lớn nói. Anh lớn hơn em vài tuổi, để anh làm anh. Sau này em chính là em trai tôi. Ha ha, được, sau này anh chính là anh của em. Dương Thanh cũng cười đáp, dường như rất vui vẻ. Một ông già 70 tuổi kết nghĩa anh em với một người chưa tới 30. Đúng là quá hoang đường. Đám khốn nạn các người dám động vào em trai tôi, sau này các người chính là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Long. Long Đằng nổi giận nói. Tôn Húc vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Cậu ta chỉ là một thằng ở rể có chút võ công,
không xứng làm anh em với ông. Lúc Long Đằng bị Dương Thanh dẫm đạp dưới chân, ông ta tin chắc hôm nay anh sẽ phải chết. Nào ngờ sau đó Long Đằng lại kết nghĩa anh em với Dương Thanh, còn quay sang đối phó bọn họ. Bịch, trước khi mặt trời lặn phải bồi thường cho em trai tôi 10 tỷ, sau đó giao nộp trang viên nhà họ Tôn. Nếu không đêm nay tôi sẽ dẫn người tới diệt nhà họ Tôn. Tôn Húc bị đạp bay ngẩn người. Tôi đồng ý bồi thường. Tôi sẽ bồi thường cậu Thanh 20 tỷ, 30 tỷ cũng được. Chỉ cần ông cho nhà họ Tôn tồn tại. Tôn Húc thật sự hoảng hồn. Bồi thường không đáng sợ, đáng sợ nhất là bị đuổi khỏi Yến Đô. Cậu còn dám nói thêm một câu, tôi thiến cậu đấy. Long Đằng lườm ông ta, mặt đằng đằng sát khí. Long Đằng nói muốn diệt nhà họ Tôn thật sự không còn đường sống. Mấy gia tộc khác đều kinh hãi không dám nói xấu Dương Thanh, sợ bị Long Đằng chèn ép. Long Đằng uy hiếp nhìn các gia tộc khác. Ông chủ Long, 10 tỷ nhiều quá thì phải. Nhà họ Tống bồi thường 20 tỷ. Long Đằng bá đạo nói, ông còn dám nói thêm một chữ không, tôi sẽ tăng lên gấp đôi. Các gia tộc khác thấy thế, không ai dám từ chối. Em trai thấy anh xử lý như vậy có hài lòng không? Em rất hài lòng, cảm ơn anh đã ra mặt giúp em, Dương Thanh cười đáp. Ha ha, em trai hài lòng là được. Đám người như được tha bổng vội vàng rời đi. Dương Thanh, chuyện giải quyết xong rồi, anh phải về đây. Ngày khác chúng ta gặp lại. Được, anh đi thong thả. Dương Thanh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Cậu Thanh, tốt quá rồi. Không ngờ Long Đằng lại nhận cậu làm em trai. Sau này không còn ai ở Yến Đô dám đối đầu chúng ta nữa. Hoàng Chính kích động nói. Hoàng Chính sững sờ hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Long Đằng đang tự bảo vệ mình thôi. Đến cả Triệu Vô Địch và Triệu Vô Song liên thủ cũng không đánh lại được cậu Thanh, ông ta có thể làm gì? Bề ngoài ông ta nhiệt tình kết nghĩa anh em với cậu Dương, thực ra đây là cách thoát thân của ông ta. Dương Thanh không ngờ Hồng Hưng có thể nhìn ra được điều này. Hành động của Long Đằng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bị Dương Thanh đánh còn chủ động cúi đầu nhận anh em với anh chỉ để thoát thân. Hoàng Chính kinh ngạc nói, dù sao Long Đằng cũng là chủ nhà họ Long trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Có lẽ bây giờ ông ta đã bắt đầu nghĩ cách đối phó cậu Thanh rồi. Hồng Hưng nói, với sự hiểu biết của tôi, Long Đằng rất linh hoạt. Chỉ cần giữ mạng, bảo ông ta quỳ xuống dập đầu cũng được. Kẻ lỗ mãng không đáng sợ, loại người nhẫn nhịn giỏi như vậy mới đáng sợ. Long Đằng híp mắt nói, đến cả hoàng tộc và vương tộc cũng không dám xưng vương ở Yến Đô. Một thằng nhóc con làm thế nào được, yên tâm, chúng ta không giải quyết ắt có người khác giải quyết cậu ta. Tung tin Yến Đô sắp có người xưng vương đi. Xế chiều hôm đó, Dương Thanh đang ở văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh, các gia tộc đứng đầu Yến Đô ngoại trừ nhà họ Hoàng và nhà họ Tôn thi nhau tìm đến. Chủ tịch, trừ nhà họ Hoàng và nhà họ Tôn, các gia tộc khác đều chuyển khoản cho tập đoàn 10 tỷ. Chuyện ở khách sạn Đế Đô không được truyền ra ngoài, Lạc Bân cũng không biết gì. Anh cao mày hỏi, nhà họ Tôn chưa chuyển khoản sao? Nhà họ Hoàng đứng về phía anh ngay từ đầu đương nhiên không phải bồi thường. Nhưng Long Đằng đã nói nhà họ Tôn phải bồi thường 20 tỷ. Tôn Húc vốn nhát gan sợ phiền phức, không thể không nghe lời. Lạc Bân đáp, Dương Thanh im lặng một lúc, ánh mắt lạnh hẳn xuống, xem ra nhà họ Tôn tìm được chỗ dựa mới rồi. Phần lớn sản nghiệp của nhà họ Tôn đều ở Yến Đô, muốn di rời hết phải mất một khoảng thời gian dài. Vậy nên Tôn Húc không thể không bồi thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao 6 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đều gửi cho tập đoàn chúng ta 10 tỷ? Lạc Bân vẫn chưa hết kinh ngạc. Tài khoản tập đoàn đột nhiên nhiều hơn 60 tỷ, đây là một khoản tiền khổng lồ. Lạc Bân nghe vậy sợ ngây người. Dương Thanh nói số tiền khổng lồ ấy là tiền bồi thường. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Thanh reo lên, là số lạ. Giọng nói của Long Đằng. Dương Thanh cười đáp, anh đấy à, anh nói gì vậy, chúng ta là anh em, thất vọng cái gì chứ? Em trai nói đúng, nhưng mà quả thật là do anh không giúp em tốt, nhất định phải giải thích rõ ràng với em. Chắc em biết sau lưng Club Hoàng Kim chính là vương tộc họ Tào. Tuy anh là người hoàng tộc họ Long nhưng đã bị đuổi đi, không thể sánh bằng dòng chính vương tộc. Tào Huy sợ chuyện này lộ ra sẽ bị nhà họ Tào trừng phạt nên không dám báo cáo. Nhưng 3 ngày trước, không biết làm thế nào mà nhà họ Tào biết được, nghe nói rất tức giận, lập tức phái người của nhánh ba tới Yến Đô. Còn Tào Huy chắc là bị gọi về chịu phạt rồi. Dương Thanh nhíu chặt mày. Long Đằng không biết người thắng 10 tỷ của Club Hoàng Kim chính là anh. Vì chuyện này, Tào Huy bị gia tộc trừng phạt,
còn phái người khác tới Yến Đô. Chỉ e Club Hoàng Kim đã nhằm vào anh từ trước. Club Hoàng Kim có vương tộc họ Tào chống lưng, bị bọn họ để mắt tới không phải chuyện tốt. Không biết người thắng 10 tỷ của Club Hoàng Kim là ai nhỉ? 10 tỷ đấy. Long Đằng cảm thán, nhưng chỉ sợ lần này người kia gặp xui xẻo rồi. Thắng tiền của vương tộc chính là đánh vào mặt bọn họ. Nghe nói Tào Chí rất độc ác, làm việc ngang ngược. Em phải cẩn thận đấy. Bây giờ nhà họ Tôn đi theo Tào Chí, 20 tỷ kia coi như mất rồi. Em cũng đừng nhớ mong nữa. Chúng ta không đấu lại được người có khả năng trở thành chủ của vương tộc đâu. Dương Thanh đã hiểu kha khá về người phụ trách Club Hoàng Kim, cười nói, anh yên tâm, em biết chừng mực. Có chừng mực là được. Nếu gặp phải rắc rối nhớ gọi cho anh. Anh nhất định sẽ giúp em. Long Đằng hứa hẹn. Được, nếu cần em sẽ gọi cho anh. Dương Thanh cười nói. Sau khi cúp máy, Dương Thanh sa sầm mặt. Anh không phải kẻ ngu. Bề ngoài Long Đằng gọi tới để giải thích nhà họ Tôn muốn quyệt nợ nhưng thực chất là truyền tin Club Hoàng Kim đổi chủ cho anh. Nếu là người của gia tộc khác có thể không biết người thắng 10 tỷ của Club Hoàng Kim là anh, nhưng Long Đằng chắc chắn sẽ biết. Ngoài miệng Long Đằng khuyên anh đừng đối đầu với nhà họ Tào nhưng kỳ thực là đang cố tình khích bác anh. Dương Thanh chờ Tôn Húc nói dứt lời mới hỏi. Tôn Húc cười đáp, nói xong rồi, cậu Thanh còn gì muốn nói không? Ông chủ Long bảo trước khi mặt trời lặn ông phải bồi thường cho tôi 20 tỷ, chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi. Dương Thanh lạnh giọng nói, trước khi mặt trời lặn, nếu tôi chưa nhận được 20 tỷ chỉ đành tự mình tới tìm ông chủ Tôn đòi tiền. Nhưng mà quá hạn phải tính thêm lãi đấy. Dứt lời, Dương Thanh không thèm đợi Tôn Húc lên tiếng đã cúp máy. Dương Thanh dứt khoát cúp máy. Lạc Bân chứng kiến không khỏi khiếp sợ. Ông ta biết Dương Thanh rất mạnh, cũng rất giàu, tiện tay lấy một tấm thẻ đen của Ngân hàng Thế giới cũng có được hạn mức chục tỷ. Nhưng ông ta không ngờ Dương Thanh nói chuyện với chủ nhà họ Tôn không thèm nể mặt, vừa gọi đã đòi đối phương trả 20 tỷ tiền bồi thường. Dường như Dương Thanh định đi tìm Tôn Húc nếu ông ta không gửi 20 tỷ cho tập đoàn Nhạn Thanh trong vòng 10 phút trước khi mặt trời lặn. Nghĩ vậy, Lạc Bân cảm thấy lòng mình căng thẳng. Chủ tịch, nếu ông chủ Tôn vẫn không chịu chuyển khoản 20 tỷ, cậu thực sự sẽ đi tìm ông ta sao? Lạc Bân không nhịn được dè dặt hỏi. Dương Thanh gật đầu đáp, ông cứ quản lý Nhạn Thanh cho tốt, không cần lo chuyện này. Lạc Bân giật nảy mình, chợt phát hiện hôm nay mình hơi lắm lời. Đến lúc mặt trời xuống núi mà Tôn Húc vẫn chưa gửi tiền thì báo lại cho tôi, Dương Thanh nói xong đứng dậy rời đi. Đến khi bóng lưng của anh khuất hẳn, Lạc Bân mới dám mở miệng thở dốc, lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy nói, chẳng lẽ mấy gia tộc kia gửi 10 tỷ cũng là bị chủ tịch ép gửi sao? Càng nghĩ Lạc Bân càng thấy sợ hãi. Tại nhà họ Tôn, Tôn Húc nghe thấy tiếng máy bận trong điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông ta vội vàng gọi điện thoại, cậu chủ Tào, tôi cần cậu giúp đỡ. Cùng lúc đó ở trang viên nhà họ Long, phía đông trang viên có hai người đứng cạnh một chiếc hồ nhân tạo. Long Đằng đang cầm dụng cụ đựng thức ăn cho cá, ném từng nắm vào hồ. Ao ao. Trong hồ nước, một đàn cá chép tranh cướp đồ ăn. Sau lưng lão ta có một lão già tóc trắng. Lão ta mặc áo vải màu đen, đứng sau Long Đằng tựa như cái bóng. Chủ gia tộc, Dương Thanh đã gọi cho Tôn Húc đòi tiền. Tôn Húc giận dữ nhờ Tào Chí giúp đỡ. Tôi đoán Dương Thanh đang trên đường tới nhà họ Tôn rồi. Lão già tóc trắng đợi Long Đằng cho cá ăn xong mới lên tiếng. Long Đằng đặt dụng cụ lên bàn đá, cầm khăn lông ướt lão già kia đưa cho để lau tay, ngồi xuống ghế đá. Không có gì bất ngờ. Long Đằng đưa mắt nhìn về phương xa, chậm rãi nói. Nếu phần thắng của Dương Thanh lớn như vậy, chúng ta ra mặt sẽ càng có khả năng thắng hơn. Chúng ta có cần ra mặt không? Long Chiến lại hỏi. Long Đằng lắc đầu, bây giờ vẫn chưa phải lúc, cứ im lặng theo dõi đã. Dứt lời, lão ta híp mắt nói. Gọi 12 tướng của Long Môn về nước trong đêm nay. Vâng. Long Chiến vội vàng đáp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng lúc đó ở trang viên nhà họ Tôn. Một chiếc Rolls Royce phiên bản dài màu đen chậm rãi tiến vào. Tôn Húc chờ sẵn ở cổng tức tốc chạy lên. Một người trẻ tuổi bước ra khỏi xe. Cậu chủ Tào, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Tôn Húc khúm núm nói, cậu chủ Tào tới thăm là vinh hạnh của nhà họ Tôn, mời cậu vào. Người tới chính là Tào Chí, người thừa kế nhánh ba nhà họ Tào. Tào Chí khoảng chừng 30 tuổi, mặc toàn hàng hiệu, chiếc Rolex đang đeo cũng là bản siêu tập trị giá chục triệu. Trên gương mặt trẻ tuổi tràn đầy kiêu ngạo. Một thằng danh con cũng giải quyết không xong, ông đúng là đồ ăn hại.
Tào Chí lạnh lùng nhìn Tôn Húc, xem thường trắng trợn. Tôn Húc cúi đầu khom lưng nói, cậu chủ Tào dạy rất phải. Cả nhà họ Tôn chúng tôi đều là lũ ăn hại. Nếu hôm nay cậu chủ Tào không tới, chỉ e nhà họ Tào sẽ bị xóa sổ. Đừng phí lời nữa. Bao giờ thằng nhóc Dương Thanh kia mới xuất hiện? Tào Chí lạnh lùng hỏi. Tôn Húc vội đáp, nếu tôi đoán không sai, có lẽ cậu ta đang trên đường rồi. Chắc chắn trong vòng 20 phút nữa cậu ta sẽ tới đây. Được, tôi sẽ đợi 20 phút. Tào Chí hống hách đi thẳng vào trong. Sau lưng hắn ta là một người trung niên theo sát như hình với bóng, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt. Tôn Húc không dám tới gần, dường như chỉ cần đến gần một chút sẽ lập tức mất mạng. Cậu chủ Tào, tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi và ký tên rồi, chỉ cần cậu ký vào, toàn bộ nhà họ Tôn đều sẽ thuộc về cậu. Tôn Húc cung kính đưa cho Tào Chí một bản hợp đồng. Tào Chí tiện tay ném hợp đồng cho luật sư của mình. Luật sư đọc một lượt rồi đưa cho hắn ta, cậu chủ Tào, không có vấn đề. Coi như ông biết điều. Lúc này Tào Chí mới nở nụ cười, từ nay về sau nhà họ Tôn chính là gia tộc phụ thuộc của riêng tôi. Nếu tôi có thể trở thành Tào Vương đời tiếp theo, nhà họ Tôn sẽ lập công đầu. Đám vệ sĩ chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay. Dương Thanh không thèm nhìn bọn họ, chắp tay cất bước đi vào nhà họ Tôn. Bị tấn công rồi. Có người xông vào. Tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp trang viên rộng lớn. Vô số vệ sĩ mặc đồng phục vọt ra từ bốn phương tám hướng ngăn cản Dương Thanh. Dương Thanh quá bá đạo khiến đám vệ sĩ kinh hãi. Rốt cuộc mày là ai? Dám tự tiện xông vào nhà họ Tôn, muốn chết hả? Một người trung niên bước tới, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm Dương Thanh. Xung quanh anh ít nhất cũng phải có hàng trăm cao thủ nhà họ Tôn. Gọi Tôn Húc lăn ra đây. Dương Thanh lạnh giọng nói. Câu nói này như mang theo sấm sét rền vang bao phủ khắp toàn bộ nhà họ Tôn, khiến đám cao thủ hốt hoảng. Ông chủ Tôn đang tiếp đón khách quý. Mày muốn gặp ông ấy cũng được, nhưng phải hẹn trước 3 ngày. Người trung niên cầm đầu trầm giọng nói, tao khuyên mày nên cút đi thì hơn, nếu quấy rầy khách quý của ông chủ, mày không gánh nổi tội đâu. Xem ra nhà họ Tôn đã quyết tâm đi tới diệt vong. Dương Thanh nhắm mắt lại, nhà họ Tôn đã muốn chết, tôi sẽ giúp các người toại nguyện. Nói xong, anh tiếp tục tiến lên, bước chân hùng dũng, ánh mắt lạnh lẽo. Ngăn cậu ta lại. Người trung niên cầm đầu thấy thế lập tức ra lệnh. 5, 6 gã cao thủ đồng loạt xông tới. Cút. Dương Thanh gầm thét một tiếng, vừa đi vừa hời hợt vung tay ra. Bốp. Tiếng và mặt chói tai vang lên. Gã cao thủ xông tới trước tiên bị đánh bay ra ngoài. Mày muốn chết hả? Lại có thêm một gã xông tới, tức giận đấm vào đầu Dương Thanh. Bịch. Dương Thanh đấm thẳng vào mũi đối phương, tiếng xương gãy lập tức vang lên. Gã cao thủ này hét thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó lại có 3 gã cao thủ cùng tung đấm về phía Dương Thanh. Bịch bịch bịch. Mọi người không nhìn thấy Dương Thanh ra tay thế nào, chỉ thấy anh biến mất tại chỗ, đến lúc anh xuất hiện 3 tên cao thủ kia đã đồng loạt bị đánh bay. Từ lúc Dương Thanh bắt đầu ra tay đến giờ chỉ mới có vài giây ngắn ngủi. Các cao thủ nhà họ Tôn đều trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Sao có thể như vậy được? Có người khiếp sợ nói, ở đây đều là cao thủ hàng đầu cẩu nhà họ Tôn, sao lại không chịu nổi một đòn? Cậu ta đang làm ảo thuật à? Ngu ngốc, ảo thuật khiến người khác bị thương được à? Cậu ta là cao thủ chân chính. Một cao thủ nhà họ Tôn khác bị dọa sợ, cắn răng nói. Bấy giờ, sắc mặt của gã trung niên cầm đầu đã hoàn toàn trắng bệch. Ông ta cứ tưởng Dương Thanh có mạnh đến đâu cũng không thể sống sót dưới sự bao vây của nhiều cao thủ hàng đầu như vậy. Nhưng giờ đây, không một ai có thể chạm vào người Dương Thanh, còn bị Dương Thanh đánh bay hết. Mỗi cao thủ đều bị đánh bay trong vòng một nốt nhạc. Dường như đám cao thủ nhà họ Tôn tốn bao công sức bồi dưỡng này chẳng chịu nổi một đòn của Dương Thanh. Xông lên, lên hết cho tao, đánh nó tàn phế gì. Người trung niên cầm đầu bỗng gào lên. Tôn Húc đã dặn dò. Vị khách ông ta đang tiếp đón rất quan trọng, không được để kẻ nào quấy rầy. Dù là ai xông vào đều phải giết không tha. Ông ta không thể không nghe lời ông chủ. Dù Dương Thanh có mạnh cỡ nào, ông ta cũng phải liều mạng làm theo lệnh. Nhưng hàng trăm cao thủ nhà họ Tôn chỉ bao vây Dương Thanh lại, không ai dám xông lên. Dương Thanh bước lên một bước, đám người chặn đường phía trước cùng lùi lại một bước. Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Hàng trăm cao thủ lại bị một người trẻ tuổi dọa lui. Chết tiệt, xông lên đi, đánh cậu ta đi. Người trung niên cầm đầu giận dữ hét, nếu tao thấy ai lùi lại, người đó sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tôn mãi mãi.
Nghe thấy ông ta uy hiếp, những cao thủ bị Dương Thanh dọa lùi về sau lập tức ngừng bước, nhưng vẫn không ai dám xông lên. Tất cả đều lo lắng nhìn chằm chằm Dương Thanh, sợ anh bất chợt ra tay lấy mạng bọn họ. Xông lên hết đi, nhìn cái gì mà nhìn. Người trung niên cầm đầu nổi giận đá vào mông của một cao thủ nhà họ Tôn. Vèo. Đúng lúc này, Dương Thanh lại biến mất. Bốp. Mọi người chưa hết kinh ngạc, Dương Thanh đã xuất hiện trước mặt người trung niên cầm đầu, bóp cổ ông ta nhấc lên như gà con. Tôn Húc chưa kịp lên tiếng, Tào Chí đã cười lạnh nói, tám gia tộc Yến Đồ đúng là càng ngày càng yếu kém. Một thằng danh con cũng có thể xông thẳng vào. Tôn Húc dè dặt nói, cậu chủ Tào, Dương Thanh không đơn giản đâu. Cậu ta rất giỏi võ, nghe nói là cao thủ bước ra từ chiến trường. Chiến trường. Tào Chí cười nhạo một tiếng, đi ra từ chiến trường thì đã sao? Chẳng lẽ cậu ta còn có thể né được đạn nữa à? Nghe vậy, hai mắt Tôn Húc sáng rực. Tào Chí đang ám chỉ ông ta dùng súng đối phó Dương Thanh sao? Tôi biết phải làm gì rồi. Tôn Húc vội vàng nói rồi làm động tác bắn súng với cấp dưới, đi làm đi. Lúc này Dương Thanh như vào trốn không người. Mấy trăm vệ sĩ nhà họ Tôn không ai dám xông lên. Không ổn, còn đi tiếp chính là biệt thự của ông chủ. Không thể cho cậu ta đi vào. Thấy Dương Thanh sắp đi vào cánh cổng hình vòm, một vệ sĩ nhà họ Tôn hoảng hốt cầm gậy dẫn đầu xông tới. Thấy thế, mấy gã vệ sĩ khác cũng nhao nhao lên theo. Bịch bịch bịch, vẫn giống như trước đó, không ai chạm tới người Dương Thanh đã bị đánh bay ra ngoài. Dương Thanh vẫn không ngừng tiến lên. Răng rắc, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Một cao thủ ngã xuống dưới chân anh bị nghiền nát đầu gối. Á, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ nhà họ Tôn. Hơn trăm vệ sĩ thấy vậy đều sợ hãi run rẩy. Danh con dám đến nhà họ Tôn làm càn, đúng là chán sống rồi. Một cao thủ chặn lại trước cánh cổng hình vòm, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng mày có chút võ công là có thể đến đây Dương Oai. Nếu mấy trăm anh em chúng tao không xử lý nổi thằng danh con như mày, sau này còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Tôn? Dứt lời, gã ta nhìn về phía đám vệ sĩ còn lại, tức giận quát, mau qua đây chặn đường, không được để nó xông vào cánh cổng này. Nếu không ông chủ sẽ không tha cho chúng ta đâu. Vừa rồi nó đã đánh bại nhiều người như vậy, sức lực cạn kiệt rồi. Chẳng lẽ mấy trăm người chúng ta còn sợ nó sao? Nghe gã ta kêu gọi, vệ sĩ nhà họ Tôn lập tức chạy tới hai bên cổng canh giữ. Thoáng chốc, cánh cổng vòm đã được hàng trăm vệ sĩ nhà họ Tôn che chắn. Tôn Húc đang ở trong căn biệt thự sau cánh cổng này. Dương Thanh muốn tìm ông ta phải đi qua đây. Các người thực sự muốn làm con tốt thí mạng cho Tôn Húc sao? Dương Thanh nhíu mày hỏi. Nó đang câu giờ để hồi sức, các anh em mau tranh thủ lúc nó mất sức xông lên đập chết nó. Bỗng có người hô hào, mười mấy cao thủ lao tới. Ánh mắt Dương Thanh lạnh lẽo, không hề né tránh hiên ngang tiến lên. Vệ sĩ xông lên đầu tiên đã tới trước mặt anh. Dương Thanh tiện tay vỗ một cái. Bịch, lồng ngực gã ta bị đập một cái, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Trong lúc bay ra còn đâm vào ba gã vệ sĩ khác đang chuẩn bị lao tới, khiến họ ngã lăn ra đất. Một đòn hạ gục bốn gã vệ sĩ. Đánh nó đi, tiếp tục lên đánh nó đi. Gã vệ sĩ cầm đầu giận dữ hét, luân phiên lên đi, phải đập chết nó. Nó sắp kiệt sức rồi, các anh em mau tiến lên. Bị gã cầm đầu kích động, lại có mười mấy gã vệ sĩ xông tới. Dương Thanh không hề nương tay, lúc đấm lúc đá, mỗi lần ra đòn lại có một tên vệ sĩ phun máu bay ra ngoài. Vẫn còn không ít người bị đánh gãy xương. Thấy Dương Thanh không hề kiệt sức, còn càng đánh càng hăng, người chịu xông lên cũng ngày càng ít. Sau lưng anh đã có mấy chục vệ sĩ ngã xuống. Tiếp tục đi, mau lên tiếp đi, nó sắp kiệt sức rồi, đừng dừng lại, mau xông lên cho tao. Gã cầm đầu thấy không ai chịu tiến lên nổi giận quát tháo. Nhưng sự tàn nhẫn của Dương Thanh đã dọa sợ tất cả mọi người. Nào còn ai dám xông lên? Bịch! Gã cầm đầu định nói tiếp, Dương Thanh chợt xuất hiện trước mặt đạp bay gã ta ra ngoài. Lúc bị Dương Thanh đạp trúng gã ta đã gãy mất mấy cái xương sườn, sau khi rơi xuống đất lại gãy thêm vài cái, mặt mày nhăn nhó vì đau. Lúc này, không còn ai chặn đường trước. Đám vệ sĩ nhà họ Tôn trơ mắt nhìn Dương Thanh bước vào trong cánh cổng. Chuyện đến nước này, bọn họ có muốn ngăn cản cũng hết cách. Không một ai có thể đánh lại Dương Thanh. Đúng lúc đó, một người trung niên mặc áo trắng đi ra. Ông ta cầm một khẩu súng ngắn bóng loáng, họng súng chĩa thẳng vào giữa trán Dương Thanh. Còn anh rốt cuộc cũng dừng bước, híp mắt nhìn tay súng áo trắng. Danh con, mày quá kiêu ngạo.
tay súng áo trắng nhàn nhạt nói. Trong mắt Dương Thanh tràn đầy lạnh lẽo, anh híp mắt nói, ông biết mình đang làm gì không? Đương nhiên biết, tao đang chĩa súng vào đầu mày. Chỉ cần tao động đậy một ngón tay là mày sẽ mất mạng. Tay súng áo trắng cười lạnh nói, tao biết mày rất mạnh, nhưng giỏi võ thì đã sao? Trong trí nhớ của tao, người nào bị tao chĩa cái đồ chơi này vào đầu đều chết cả rồi. Dương Thanh vặn cổ tay, ánh mắt sắc bén. Bị anh nhìn vào, tay súng áo trắng bỗng thấy hoảng hốt. Rõ ràng người cầm súng là ông ta nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy bị uy hiếp. Dường như chĩa súng vào Dương Thanh không phải sự lựa chọn sáng suốt. Ông ta là tay súng của riêng Tôn Húc, đã từng ám sát rất nhiều người cho Tôn Húc. Hôm nay là lần đầu tiên ông ta không nấp trong bóng tối mà hiên ngang chĩa súng vào đầu kẻ địch ngay trước mặt đối phương. Mày nghĩ súng của tao ở ngay trên đầu mày còn không giết nổi mày nữa sao? Tay súng áo trắng đột nhiên cười lạnh hỏi. Dương Thanh gật đầu đáp, ông không giết được tôi. Người đâu rồi? Tay súng áo trắng giật mình gào lên. Tôi đã nói cái đồ chơi này vô dụng với tôi, sao ông không chịu tin? Đúng lúc đó, một giọng nói trêu tức xen lẫn bất lực vang lên sau lưng ông ta. Nghe thấy giọng nói sau lưng, tay súng áo trắng thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, sự nguy hiểm khủng khiếp ập tới. Đám vệ sĩ nhà họ Tôn xung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không biết tại sao Dương Thanh vốn đang bị chĩa súng vào đầu lại xuất hiện sau lưng tay súng áo trắng. Chết đi! Tay súng áo trắng hoảng hồn, tức giận gào lên rồi di chuyển họng súng. Đoàng đoàng đoàng! Tiếng súng không ngừng vang lên. Nhưng giây phút ông ta chuyển họng súng, Dương Thanh đã biến mất. Răng rắc! Bỗng một tiếng xương gãy chói tai vang lên. Cổ tay phải đang cầm súng của tay súng áo trắng gãy rời lộ ra xương trắng. Á! Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp trang viên nhà họ Tôn. Tay súng áo trắng vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, Dương Thanh đã nắm cánh tay còn lại của ông ta lên, lại một tiếng rắc nữa vang lên. Lúc này, hai tay của ông ta đều đã gãy rời. Ông muốn giết tôi chỉ bẻ tay ông để trừng trị. Dương Thanh bình thản nói. Tay súng bị gãy hai tay, dù sau này có thể chữa khỏi nhưng thực lực sẽ không thể như xưa nữa. Hàng trăm vệ sĩ nhà họ Tôn khiếp sợ nhìn chàng trai trẻ bình tĩnh đứng đó. Ai cũng biết từ hôm nay tay súng áo trắng này sẽ không còn lăn lộn trong giới nữa. Bọn họ sợ hãi vì thực lực của Dương Thanh. Có người không sợ súng, nhưng chưa thấy ai bị chĩa súng vào đầu còn có thể thong dong tránh né. Còn kẻ cầm súng lại bị phế hai tay. Dương Thanh không thèm nhìn ông ta, cất bước đi qua cánh cổng hình vòm. Quả nhiên, đằng sau chính là một căn biệt thự độc lập theo kiến trúc châu Âu. Xung quanh biệt thự là thảm cỏ xanh mướt, còn có đình đài lầu các, suối nước róc rách, chim hót hoa nở. Đây là phiên bản hiện đại của sự kết hợp giữa kiến trúc châu Âu và thời cổ đại của Chiêu Châu. Hai bên cửa biệt thự có hai gã vệ sĩ cao to lực lưỡng, là cao thủ hàng đầu nhà họ Tôn. Dương Thanh hơi híp mắt lại, vì anh cảm nhận được từ lúc mình bước vào trên trán đã xuất hiện ba chấm đỏ của súng bắn tỉa. Tôn Húc không chỉ nhát gan còn rất cẩn thận, bố trí người gác bên ngoài rất tốt, nhưng lại gặp phải Dương Thanh. Không ngờ trong biệt thự của ông ta vẫn còn ba tay súng bắn tỉa. Ngoại trừ hai gã vệ sĩ ở cửa còn có mấy luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Biệt thự nho nhỏ, một cõi trời riêng. Dương Thanh mỉm cười bước về phía trước. Ba tay súng bắn tỉa kia vẫn luôn nhắm vào đầu anh nhưng anh lại như không phát hiện ra, chắp tay sau lưng nhanh chân bước tới. Số 2, số 3, số 1 không thể khóa chặt mục tiêu. Số 1, số 3, số 2 cũng không thể khóa chặt mục tiêu. Số 1, số 2, số 3 cũng không thể khóa chặt mục tiêu. Ba tay súng bắn tỉa ở ba hướng khác nhau âm thầm báo cáo vào bộ đàm, ai cũng vô cùng kinh hãi. Rõ ràng Dương Thanh chỉ nhàn nhã bước đi nhưng lần nào cũng né tránh được chấm đỏ của súng bắn tỉa. Vốn là điều kiện bắn tỉa tốt nhất, từ lúc Dương Thanh cất bước đã không thể nhắm chuẩn mục tiêu được nữa. Vừa nói anh vừa ngồi xuống ghế sofa đối diện Tào Chí. Anh tự nhiên như ở nhà mình, lấy một chiếc ly bên cạnh rót đầy rượu từ chai Lafite đã mở nắp. Anh nhấp thử một ngụm, cau mày nói, hương vị không đủ thuần khiết, chắc chắn đã ủ rượu vào mùa mưa to. Thấy bộ dạng bình thản của Dương Thanh, Tôn Húc thấy chân mình nhũn ra. Nếu không có Tào Chí, có lẽ ông ta đã ngồi bệt xuống đất. Danh con, rượu của tao quý lắm đấy, mày dám uống sao? Tào Chí cười híp mắt hỏi, ánh mắt khát máu. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Tào Chí, lấy một đồng xu trong túi ném xuống chân hắn ta. Keng, đồng tiền rơi xuống đất, lăn một vòng về dưới chân Tào Chí. Nụ cười trên mặt hắn ta lập tức biến mất, trong mắt tràn ngập sát khí.
Tôn Húc vô cùng hoảng sợ. Mặc dù cả Dương Thanh và Tào Chí đều không nói gì, cũng không đánh nhau nhưng bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Khiến ông ta không dám thở mạnh, chân không ngừng run rẩy. Không biết một đồng đủ chưa? Không đủ thì tôi có thể cho anh thêm một đồng. Dương Thanh cười híp mắt nhìn chằm chằm Tào Chí. Ha ha! Tào Chí cười lớn, bỗng nâng ly với anh, mày có tư cách uống rượu của tao. Tao mời. Tí tách. Dứt lời, hắn ta chậm rãi đổ rượu xuống đất như đang mời rượu người chết. Ý tứ chính là Dương Thanh đã chết. Hai tên vệ sĩ sau lưng Tào Chí cũng trở nên căng thẳng, vô thức nhích lại gần hơn, sợ Dương Thanh ra tay bất ngờ. Dương Thanh không hề tức giận, vẫn tươi cười đổi tư thế ngồi thoải mái hơn. Anh Tào đang cúng bái tổ tiên sao? Nhưng mà tôi họ Dương, hình như không phải tổ tiên của anh đâu. Dương Thanh híp mắt nói. Tào Chí có bình tĩnh đến đâu cũng bị lời này chọc giận. Chỉ là vẻ mặt của hắn ta cũng chỉ dữ tợn hơn một chút, không hề hạ bất cứ mệnh lệnh gì. Tao không thể không thừa nhận, tao đã coi thường mày. Mày cũng được coi là người tài trong thế hệ trẻ. Tào Chí bỗng lên tiếng. Lời nói khen ngợi Dương Thanh nhưng thái độ vẫn cao ngạo như cũ, mày đã dám đến đây, tao cũng không vòng vo nữa. Từ nay nhà họ Tôn do tao bảo vệ. Hắn ta còn giơ hợp đồng lên nói, không chỉ vậy, toàn bộ mọi thứ của nhà họ Tôn đều thuộc về tao. Nghĩa là nhà họ Tôn chỉ đang quản lý sản nghiệp cho tao thôi. Dương Thanh vẫn mỉm cười nhìn Tôn Húc trốn sau lưng Tào Chí. Ông ta hốt hoảng, cố nén nỗi sợ hãi run rẩy nói, cậu chủ Tào nói đúng đấy. Hiện giờ mọi thứ của nhà họ Tôn đều là của cậu ấy. Nhà họ Tôn chỉ là người làm thuê cho cậu chủ Tào thôi. Từ nay trở đi, tôi chính là người của cậu chủ Tào. Tôi khuyên cậu biết thân biết phận cút đi. Nếu cậu chủ Tào tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Thanh bật cười, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hả? Tôn Húc thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói, cậu đừng có hống hách. Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, nhưng vậy thì đã sao? Lần này cậu chủ Tào dẫn theo hai cao thủ hàng đầu nhà họ Tào. Cậu có mạnh đến đâu cũng không đấu lại được. Tôi khuyên cậu đi không phải vì sợ, mà là vì nể tình lúc trước cho cậu một con đường sống. Dương Thanh lạnh lùng nói, đường sống, ông nghĩ tôi tới đây để xin ông đường sống à? Tôn Húc không nói nữa. Sau một lúc nói chuyện với anh, ông ta đã bớt sợ hơn nhiều. Dương Thanh đúng không? Lúc này Tào Chí chợt lên tiếng, tao cho mày hai lựa chọn, một là đi theo tao, giúp tao quản lý sản nghiệp ở Yến Đô. Cho tao 3 năm tao sẽ nâng đỡ mày thành người vương của Yến Đô. Hai là tao lấy mạng mày. Tôn Húc hốt hoảng không ngờ bản thân đã giao cả gia tộc cho Tào Chí chỉ để xin hắn ta che chở. Nhưng hắn ta lại muốn lôi kéo Dương Thanh. Nếu Dương Thanh đồng ý, ông ta còn đường sống sao? Dương Thanh cũng khá bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu được. Hiện giờ Yến Đô vững như thành đồng. Tuy có 8 gia tộc cầm đầu nhưng không một vương tộc hay hoàng tộc nào có thể nhúng tay. Ông ta cũng biết giữa mình và Dương Thanh, chắc chắn Tào Chí sẽ chọn Dương Thanh. Rất nhiều người có thể quản lý gia tộc, nhưng người vừa có năng lực vừa giỏi võ như Dương Thanh lại không nhiều. Nếu ông ta là Tào Chí cũng sẽ biết nên chọn thế nào. Cậu đừng hòng chia rẽ chúng tôi. Tôi đã tặng cậu chủ Tào cả nhà họ Tôn, cậu ấy sẽ không vứt bỏ tôi. Tôn Húc kích động gào lên, nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Tôn Húc như một tên hề nhảy nhót, dù ông ta nói gì cũng không ai để ý. Lúc này rốt cuộc Tào Chí cũng đặt ly đế cao xuống nhìn Dương Thanh. Tuy tao biết mày đang chia rẽ bọn tao, nhưng tao không thèm để ý. Dù mày có thật sự thành công thì đã sao? Tào Chí vênh váo nói, mày hỏi thử xem. Tôn Húc dám làm gì? Cho nên, mày đúng là không thông minh khi giở trò vặt trước mặt tao. Nghe Tào Chí nói vậy, Tôn Húc mới thở phào một hơi. Nhưng Tào Chí vẫn còn chưa nói cho Dương Thanh biết, rốt cuộc hắn ta có bằng lòng lấy cái chết của Tôn Húc để đổi lại sự quy thuận của Dương Thanh hay không, vì vậy ông ta vẫn rất hồi hộp. Tao chắc chắn với mày một điều, chỉ cần mày đồng ý thần phục tao, đừng nói là giết Tôn Húc, dù tặng cả nhà họ Tôn cho mày cũng chẳng sao. Tào Chí cười nói. Tôn Húc chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung, mặt dại ra. Vì muốn Dương Thanh quy thuận mình, Tào Chí thật sự bằng lòng giết Tôn Húc. Thậm chí còn muốn đưa cả nhà họ Tôn cho Dương Thanh. Ngay cả Dương Thanh cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh biết Tào Chí có thể phát hiện được là anh cố tình gây xích mích ly gián, nhưng anh không ngờ đối phương lại nói thẳng ruột ngựa trước mặt Tôn Húc như vậy. Dù sao nhà họ Tôn cũng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, sản nghiệp của bọn họ ít nhất cũng mấy trăm tỷ trở lên. Sợ là ngay cả Tào Chí cũng không thể kiểm soát được khối tài sản hàng trăm tỷ, đúng không?
nhưng lúc này, hắn ta lại bằng lòng chắp tay nhường ra tài sản mấy trăm tỷ này cho Dương Thanh chỉ để anh quy thuận hắn ta. Điều này khiến Dương Thanh khá là xem trọng Tào Chí. Hắn ta hoàn toàn khác xa Tiết Khải nhà họ Tiết. Dương Thanh, tao đã trả lời mày rồi, bây giờ đến lúc mày nên cho tao đáp án. Tào Chí cười híp nói với Dương Thanh. Duệt. Dương Thanh bỗng giơ tay ra xé nát mấy bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản nhà Tôn của Tôn Húc đưa cho Tào Chí. Dương Thanh, cậu đang làm gì đấy? Tôn Húc lập tức nổi giận, mấy bản hợp đồng này chính là chỗ dựa của ông ta thế mà bây giờ Dương Thanh lại xé nát hết rồi. Tào Chí vẫn không ngăn cản, để mặc Dương Thanh xé nát. Ý mày là những bản hợp đồng này đã vô hiệu, cần phải ký lại để chuyển giao toàn bộ tài sản của nhà họ Tôn cho mày, đúng chứ? Tào Chí cười nói, tao có thể hiểu mày làm vậy coi như đã đồng ý với tao không? Cả người Tôn Húc run lên, lúc này mới chợt hiểu ra. Lúc nãy Tào Chí đã nói, nếu Dương Thanh đồng ý thần phục thì sẽ giao mọi thứ của nhà họ Tôn cho cậu ta. Tuy Dương Thanh vẫn không trả lời đồng ý quy thuật, nhưng cậu ta lại xé nát hợp đồng. Điều này có nghĩa là cậu ta muốn ký hợp đồng với nhà họ Tôn đúng không? Đây cũng là câu trả lời của cậu ta với Tào Chí. Thế chẳng phải Tào Chí sẽ giết mình vì Dương Thanh sao? Tôn Húc càng nghĩ càng sợ. Nhưng sau khi Dương Thanh xé nát hợp đồng lại cười nói, tôi không nói sẽ quy thuận anh. Tào Chí chau mày, hắn ta không ngờ Dương Thanh lại không hề có ý định quy thuận mình. Tôn Húc bỗng ngẩn ra, dường như nhìn thấy cơ hội sống sót. Tôi không quan tâm nhà họ Tôn có giao hết mọi thứ cho anh không, tôi chỉ muốn đòi lại những thứ nhà họ Tôn nợ tôi mà thôi. Dương Thanh nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay rồi nhìn Tôn Húc nói, mặt trời lặn đã hơn 2 tiếng rồi, tính tròn thành 3 tiếng. Trước đó đã nói, tiền lãi 1 tiếng là 10 tỷ. Ông vốn nợ tôi 20 tỷ, cộng thêm tiền lãi quá hạn 30 tỷ, tổng cộng là 50 tỷ. Ông trả nợ cho tôi trước đã, sau đó nhà họ Tôn muốn tặng cho nhà họ Tào cũng được, hoặc tự sinh tự diệt cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôn Húc há to miệng, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Ông ta vốn dĩ còn lo lắng Dương Thanh sẽ quy thuận Tào Chí, sau đó bảo Tào Chí giết ông ta. Nhưng không ngờ Dương Thanh xé nát hợp đồng là vì muốn tạm thời giữ lại tài sản nhà họ Tôn, để bọn họ bồi thường cho anh trước. Sau đó nhà họ Tôn và nhà họ Tào muốn giao dịch thế nào cũng không liên quan đến anh. Nụ cười trên mặt Tào Chí hoàn toàn biến mất, trong mắt lóe lên hai vệt sáng lạnh lẽo, híp mắt nói, Yến Đô, sẽ không cho phép một nhân vật lợi hại như mày tồn tại. Nếu mày lợi hại như vậy thì chỉ có nước diệt vong. Tao cho mày cơ hội cuối cùng, một là quy thuận, hai là chết. Dương Thanh không thèm nhìn Tào Chí, chỉ nhìn chằm chằm Tôn Húc, cho ông 10 giây suy nghĩ. Nếu sau 10 giây, qua 1 phút sẽ tính 10 tỷ. Tôn Húc chỉ cảm thấy hai vai nặng như bị núi đè. Lúc này khí thế của Dương Thanh quá mạnh, khiến ông ta không dám phản bác. Nhưng mà Tào Chí cũng là một nhân vật mà ông ta không trêu chọc nổi. Cho dù là ai, ông cũng không muốn đối mặt. Nhưng bây giờ ông ta lại phải đối mặt với hai nhân vật lợi hại này. Đã hết 10 giây, nói cho tôi biết câu trả lời của ông, Dương Thanh bỗng nói. Lúc này Tôn Húc mới lấy lại tinh thần, giận dữ nói, Dương Thanh, cậu đừng được đằng chân lân đằng đầu. Tôi không hề thiếu cậu một đồng một cắc nào, còn về khoản bồi thường 20 tỷ kia, cũng là do lão già ngu xuẩn long đằng kia tự nói mà thôi. Lão ta kêu tôi bồi thường cho cậu 20 tỷ thì tôi phải bồi thường sao? Dựa vào cái gì, lão ta là ai chứ? Còn cậu là cái thá gì? Các người có tư cách gì mà bắt tôi bồi thường? Bây giờ tôi là người của cậu Tào, dù cậu có xé bỏ hợp đồng của chúng tôi, nhưng hết thảy mọi thứ của nhà họ Tôn cũng vẫn thuộc về cậu Tào. Cậu muốn đụng đến tôi thì phải hỏi cậu Tào có đồng ý hay không trước đã. Tôn Húc nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt tràn ngập căm tức. Bây giờ ông ta đã không còn cơ hội lựa chọn nữa rồi nên đành tiếp tục đi theo Tào Chí, có lẽ vẫn còn đường sống. Dương Thanh, tao muốn giết mày. Tào Chí nổi giận giống lên, sau đó vung tay lên muốn tát mặt Dương Thanh. Bốp! Chỉ là hắn ta chưa kịp đụng tới Dương Thanh, đã bị anh đạp một cước nôn máu, bay ngược ra ngoài. Lại qua 3 phút, số nợ ông thiếu tôi tăng thêm 30 tỷ nữa. Tôi tính chẵn cho ông 100 tỷ. Ông chủ Tôn dự định lúc nào trả đây? Sau khi Dương Thanh đánh bay Tào Chí lại làm như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt trêu tức đòi nợ Tôn Húc. Tôn Húc ngây ra như phỗng. Cậu chủ Tào đến từ vương tộc ngồi tít trên cao lại bị Dương Thanh tát vào mặt, đã vậy còn bị đạp nôn máu bay ra ngoài. Dương Thanh, sao cậu dám đánh cậu chủ Tào? Cậu ấy là người thừa kế của nhánh ba trong nhà họ Tào, tương lai sẽ là người nắm quyền của nhánh ba đấy. Cậu dám đụng đến cậu ấy,
chính là đụng đến vương tộc họ Tào. Cậu có biết vương tộc họ Tào đại diện cho cái gì không? Tôn Húc hỏi dồn dập. Bởi vì sợ hãi nên sắc mặt ông ta trở nên méo mó. Dương Thanh dửng dưng nói, tôi chẳng cần biết anh ta là ai, cản tôi đòi nợ là không được. Nếu ông tiếp tục lãng phí thời gian, tiền bồi thường sẽ tiếp tục tăng lên, mỗi phút là 10 tỷ đấy. Nếu ông không vội tôi cũng chẳng gấp, ông cứ việc câu giờ đi, thử xem cậu chủ Tào này có bảo vệ được ông không. Dương Thanh lộ ra nụ cười ngây thơ vô tội, nhưng lại khiến Tôn Húc thấy sởn tóc gáy. Tôi không có 100 tỷ, nhiều lắm chỉ được 50 tỷ mà thôi. Tôn Húc giận dữ nói. Mặc dù ông ta không muốn đưa tiền, nhưng khí thế của Dương Thanh quá mạnh, ngay cả Tào Chí mà Dương Thanh còn dám đánh huống chi là ông ta. Nhưng 50 tỷ quả thật là hạn mức lớn nhất ông ta có thể lấy ra. Con người của tôi rất hẹp hòi, một cách tôi cũng không muốn cho người khác thiếu. Dương Thanh lạnh nhạt nói, không đủ tiền có thể lấy sản nghiệp gán nợ. Đúng rồi, tôi nhớ dưới trướng của nhà họ Tôn hình như có công ty giải trí, tên là công ty giải trí ngôi sao phải không? Giá thị trường hơn 40 tỷ đấy. Như vậy đi, công ty giải trí ngôi sao cộng thêm 50 tỷ tiền mặt, tôi và nhà họ Tôn coi như giải quyết xong. Tôn Húc nghe vậy cả người run lên, không ngờ ngay cả công ty giải trí ngôi sao có giá thị trường hơn 40 tỷ mà Dương Thanh cũng biết rõ. Chỉ là mấy năm gần đây đà phát triển của công ty giải trí ngôi sao đang rất tốt, nó chẳng khác nào cái cây hái tiền của nhà họ Tôn. Mỗi năm có thể mang lại vài tỷ lợi nhuận cho bọn họ. Theo đà phát triển hiện nay, phỏng chừng giá trị thị trường năm tới sẽ còn tăng đến hơn 50 tỷ, thậm chí là 60 tỷ. Cứ giao cho Dương Thanh như vậy ông ta thật sự rất tiếc. Sao thế, ông chủ Tôn không muốn sao? Dương Thanh cau mày, đối với người thiếu nợ tôi, chỉ có hai lựa chọn, một là trả hết, hai là bị tôi giết. Nhìn dáng vẻ này của ông là định chọn đường chết sao? Tôn Húc liếc nhìn Tào Chí bị Dương Thanh đạp bay ra ngoài, đến bây giờ còn chưa hoàn hồn lại, ông ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Được, tôi đồng ý với cậu. Tôn Húc cắn răng nói, sau đó lập tức gọi một cuộc điện thoại, chuyển khoản cho tập đoàn Nhạn Thanh 50 tỷ, ngoài ra chuyển nhượng công ty giải trí ngôi sao vô điều kiện cho bọn họ luôn. Dường như đối phương vô cùng khiếp sợ nên hỏi lại, liền bị Tôn Húc quát, tôi bảo cậu làm thế nào thì làm thế đó đi, lắm lời làm gì. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Húc nói, tôi đã làm theo lời cậu rồi. Bắt đầu từ bây giờ tôi và cậu không còn nợ nần gì nhau nữa đúng không? Dương Thanh nghiền ngẫm nhìn Tôn Húc, tuyệt đối đừng nghĩ cách trả thù tôi, nếu không lần sau không phải có 100 tỷ là ông có thể dễ dàng thoát nạn đâu. Dứt lời, Dương Thanh xoay người chuẩn bị rời đi. Dương Thanh, mày đứng lại cho tao. Tào Chí đã được hai vệ sĩ đỡ dậy, đứng lên lần nữa, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Một cước vừa nãy của Dương Thanh khiến hắn ta nghẹt thở trong giây lát, suýt chút nữa hắn ta chết vì nghẹt thở rồi. Không chỉ có Tào Chí mà ngay cả hai cao thủ bên cạnh hắn ta cũng bị bàn trà bằng gỗ gụ đánh bay, gãy tận mấy cái xương. Sao vậy, anh Tào có gì chỉ dạy sao? Dương Thanh dừng chân, xoay người qua nhìn Tào Chí, cười ha ha hỏi. Tào Chí giận dữ nói, Dương Thanh, nếu mày dám bước ra khỏi cửa nhà họ Tôn một bước, tao sẽ chơi mày đến chết mới thôi. Ồ, nói xong rồi. Vẻ mặt Dương Thanh dưng dừng hỏi, không hề sợ hãi bởi câu nói này của Tào Chí. Nếu bây giờ mày quỳ xuống xin tha, đồng ý quy thuận tao thì tao có thể cho mày thêm một cơ hội nữa. Tào Chí lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm Dương Thanh nói. Vậy anh cứ việc sống mái với tôi đi. Dương Thanh mỉm cười, quay người đi luôn. Lúc anh xoay người, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Tâm tính Tào Chí thể hiện ra hoàn toàn vượt xa những người cùng lứa, thậm chí ngay cả đám chủ nhà của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng kém xa hắn ta. Đắc tội người như thế cũng không phải là một chuyện tốt. Dương Thanh không sợ Tào Chí nhưng chỉ sợ kiểu người làm việc không có nguyên tắc như hắn ta. Mong rằng anh ta sẽ không vì tức giận mà mất lý trí. Dương Thanh hờ hững nói một câu. Nghe Tào Chí nói vậy, Tôn Húc lập tức có cảm giác được thương mà sợ, kích động nói, sau này, cậu chủ Tào Chính là chủ nhân của tôi, cậu muốn tôi làm cái gì, tôi sẽ làm cái đó, tuyệt đối không khiến cậu thất vọng nữa. Tào Chí nheo mắt. Tôi giao cho ông một nhiệm vụ quan trọng, sáng ngày mai tôi muốn nhìn thấy tất cả tài liệu liên quan đến Dương Thanh. Ngay cả tài liệu lúc học mẫu giáo cậu ta đã đi tè bao nhiêu lần cũng phải điều tra cho rõ ràng, hiểu chưa? Tôn Húc không khỏi dùng mình vội nói, dạ. Dương Thanh vừa rời khỏi nhà họ Tôn thì điện thoại đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên xem thì thấy đó là một số lạ. Dương Thanh, xin chào, tôi là Hạ Hà, bây giờ đang ở Yến Đô, anh có thời gian không? Tôi muốn nhờ anh giúp một việc.
Một giọng nói lém lỉnh phát ra từ ống nghe của điện thoại di động, hóa ra là Hạ Hà. Dương Thanh luôn vô cùng cảm kích cô gái này, nếu không có cô ta, có lẽ Tiêu Tiêu đã phải chịu sự tổn thương rất lớn. Tính ra, cô gái này được xem như một vị cứu tinh của Tiêu Tiêu. Được, giờ cô đang ở đâu, tôi qua đó tìm cô, Dương Thanh hỏi. Số 320 quán Ba Hồng Nhan, đường Dân Thái, Hạ Hà nói địa chỉ. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thanh mới nhận ra rằng nơi mà cô gái này hẹn gặp là một quán bar. Đã nửa năm không gặp, rốt cuộc cô gái này đã xảy ra chuyện gì nhỉ, Dương Thanh tự lẩm bẩm. Lúc trước khi còn ở Giang Hải, mẹ của Hạ Hà bị nhiễm trùng đường tiết niệu và cần ghép thận. Dương Thanh đã thành lập một quỹ cứu trợ dành riêng cho bệnh nhân nhiễm trùng đường tiết niệu ở Bệnh viện Nhân dân Giang Hải, quỹ này có thể được coi là giúp Hạ Hà giải quyết vấn đề chi phí y tế. Sao một cô gái từng ngây thơ như vậy lại có thể đến quán bar? Mặc dù Dương Thanh đang nghi hoặc, nhưng anh vẫn lao đến quán Ba Hồng Nhan càng sớm càng tốt. 20 phút sau, Dương Thanh đậu xe ở trước cửa một quán bar, đèn LED lớn phía trên cửa là bốn chữ quán Ba Hồng Nhan. Dương Thanh. Vừa đi tới cửa quán bar, Dương Thanh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh quay lại và nhìn thấy Hạ Hà đang chạy lon ton tới với vẻ đầy kích động. 6 tháng trước, khuôn mặt thanh tú của Hạ Hà không hề trang điểm, nhưng bây giờ cô ta đã trang điểm. Và bộ đồ của cô ta cũng quyến rũ hơn nhiều so với nửa năm trước. Người còn chưa đến gần mà đã có một mùi hương ập đến. Phải thừa nhận rằng cô gái này quả thật rất xinh đẹp, sau khi trang điểm nhẹ, cô ta còn đẹp hơn nhiều so với những ngôi sao, người đẹp kia. Tuy nhiên, Dương Thanh vẫn quen với một Hạ Hà ngây thơ của trước đây hơn. Hạ Hà, cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Dương Thanh thờ ơ hỏi, giọng điệu không mặn không nhạt, không mang sự nhiệt tình như Hạ Hà mong đợi. Hạ Hà chợt cảm thấy hơi chạnh lòng. Nhưng ngay sau đó, cô ta liền nở nụ cười, Dương Thanh, tôi vừa xuống máy bay Yến Đô một giờ trước. Lần này tôi đến đây là để trả tiền cho anh. Xin lỗi, vừa rồi tôi đã nói dối anh. Thực ra tôi khá ổn, không cần anh giúp đỡ gì cả. Chỉ là tôi không nói như vậy, sợ rằng anh sẽ không đến. Sau khi nghe Hạ Hà nói xong, trong lòng Dương Thanh đột nhiên có chút áy náy. Hóa ra cô gái này đến Yến Đô là tìm mình để trả tiền. Đương nhiên Dương Thanh biết Hạ Hà định trả tiền gì. Dương Thanh đã âm thầm giúp đỡ mẹ của Hạ Hà, anh còn thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu, giúp giảm bớt gánh nặng rất lớn cho Hạ Hà. Sau khi Hạ Hà biết rằng Dương Thanh giúp đỡ mình, cô ta đã hứa sau này sẽ trả lại tiền cho Dương Thanh. Tôi thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu chỉ là để giúp đỡ nhiều người phụ nữ giống như mẹ của cô hơn. Cô không cần phải cảm thấy rằng mình nợ tôi bất cứ điều gì. Dương Thanh chân thành nói, tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn, và lẽ ra phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Lúc trước nếu không có cô, Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ bị tổn thương. Hạ Hà bất lực nói, tôi đã biết là anh sẽ nói như vậy mà. Nói rồi cô ta nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào tay Dương Thanh, dù sao thì đúng là nhờ có sự giúp đỡ của anh nên mẹ tôi mới vượt qua được. Mẹ tôi vẫn luôn nói là phải cảm ơn anh đàng hoàng. Chỉ là vẫn luôn không liên lạc được với anh. Trong thẻ này cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ có 1 triệu tệ thôi, xem như là tôi đã trả tiền cho anh rồi nhé. Dương Thanh cảm thấy bất ngờ, anh không ngờ rằng Hạ Hà nửa năm trước vẫn đang phải kiêm một số công việc để lo chi phí điều trị cho mẹ mình giờ vừa vung tay là chi hẳn 1 triệu tệ. 1 triệu tệ không là gì đối với anh, nhưng đối với gia đình của Hạ Hà, đó là một con số không nhỏ. Hạ Hà, tôi đã nói rồi, cô đừng khách sáo như vậy. Cô như thế này là không coi tôi là bạn rồi. Dương Thanh vội vàng trả lại thẻ ngân hàng cho Hạ Hà, nghiêm mặt nói, nếu cô thật sự muốn trả lại tiền cho tôi sẽ rời đi ngay bây giờ, sau này chúng ta coi như không ai nợ ai nữa. Hạ Hà đang muốn tiếp tục nhét lại chiếc thẻ ngân hàng vào tay Dương Thanh, nghe thấy Dương Thanh nói vậy liền vội vàng lấy lại chiếc thẻ ngân hàng. Dương Thanh, anh như thế sẽ khiến tôi có cảm giác nợ anh quá nhiều. Hạ Hà chua xót nói, trước đây tôi không có tiền. Giờ khó khăn lắm mới có tiền mà anh lại không chấp nhận tôi trả tiền cho anh. Dương Thanh nở nụ cười, cô biết mà, giúp đỡ cô và mẹ cô đối với tôi mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Tôi không muốn mất đi người bạn duy nhất là anh đâu. Hạ Hà nói với vẻ bất đắc dĩ, lúc đầu tôi cũng ngăn cản, sau đó thấy công việc làm thêm của mẹ tôi không vất vả lắm nên tôi mới để mặc bà ấy làm. Mẹ tôi là một phụ nữ lao động thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội. Dù cuộc sống của bà có tốt đến đâu thì cũng khó cho phép mình có thời gian nghỉ ngơi. Bà ấy cứ phải làm chút gì đó thì mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Cả hai đang trò chuyện thì một cô phục vụ bất ngờ mang một ly Bloody Mary tới. Chào người đẹp, cái này là anh Tào mời cô. Hạ Hà còn chưa kịp từ chối thì cô nhân viên phục vụ đã đặt ly Bloody Mary sáng loáng trước mặt Hạ Hà. Cùng lúc đó, ở một chỗ cách đó không xa, một thanh niên ăn mặc sang chảnh đang vẫy tay với Hạ Hà. Nhìn thấy người kia, sắc mặt Hạ Hà chợt thay đổi, rõ ràng cô ta biết hắn. Bạn cô à, Dương Thanh hỏi. Hạ Hà cắn đôi môi đỏ mọng của cô, rồi nói, hắn tên là Tào Khánh, là một tên lưu manh mà tôi gặp ở sân bay hôm nay, hắn cứ bám lấy tôi. Ngay khi ra khỏi sân bay tôi đã bắt một chiếc taxi mới cắt đuôi được hắn. Sau khi nghe Hạ Hà nói, Dương Thanh mới biết chuyện gì đang xảy ra. Khắp người Tào Khánh toàn là đồ xa xỉ, chiếc đồng hồ Patek Philippe hàng triệu tệ trên cổ tay hắn là tượng trưng cho thân phận. Sở thích của đám cậu ấm con nhà giàu này chính là săn gái đẹp. Hạ Hà vốn đã rất xinh đẹp, bị đối phương nhắm trúng cũng là chuyện bình thường. Tôi không uống rượu của người lạ. Hạ Hà nói với nhân viên phục vụ vừa giao rượu, cô mang trả lại người ta đi. Cô phục vụ có vẻ khó xử, người đẹp, anh Tào là khách quý của quán Ba Hồng Nhan chúng tôi. Cô bảo tôi đem trả lại rượu anh Tào sẽ không vui. Mong cô đừng làm khó tôi. Hạ Hà định nói nhưng bị Dương Thanh chặn lại. Nếu là của cậu chủ Tào mời thì sao chúng tôi có thể từ chối chứ? Dương Thanh nhìn Hạ Hà cười, sau đó cầm lấy ly Bloody Mary trực tiếp vứt vào thùng rác bên dưới chỗ ngồi. Hạ Hà sững sờ một lúc mới nhận ra rằng Dương Thanh đang muốn giúp mình thoát khỏi Tào Khánh. Chỉ là Dương Thanh làm như vậy là không hề nể mặt Tào Khánh, chắc chắn sẽ khiến hắn tức giận. Tuy rằng không biết Tào Khánh là ai, nhưng cũng có thể cảm giác được lai lịch của người ta nhất định không nhỏ. Cô phục vụ giao rượu cũng há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi. Anh lại dám đổ rượu của anh Tào đi ư, anh to gan thật đấy. Cô phục vụ hét lên với Dương Thanh. Dương Thanh liếc nhìn đối phương một cái, lạnh lùng nói, bạn gái tôi đã nói là cô trả lại rượu đi, là cô tự mình không đem trả đấy chứ. Hơn nữa cô cũng đã nói rồi, ly rượu này là của cậu chủ Tào tặng cho bạn gái của tôi. Nếu đã tặng cho bạn gái tôi rồi thì xử lý ly rượu như thế nào liên quan gì đến cô chứ? Nghe Dương Thanh nói rằng mình là bạn gái của anh. Hai má của Hạ Hà bỗng trở nên đỏ bừng. Nhưng cô ta biết rõ Dương Thanh nói cô ta là bạn gái của mình chỉ vì giúp đỡ cô ta thôi. Anh Tào có thân phận như thế nào chứ? Còn các người có thân phận như thế nào? Các người có tư cách gì mà không nhận rượu anh Tào tặng? Nhân viên phục vụ tức giận nói, như kiểu việc Hạ Hà không nhận rượu của Tào Khánh là chuyện không thể tha thứ được vậy. Cô! Hạ Hà tức giận đến mức không biết phải nói gì. Cô cái gì mà cô? Nếu cô không xinh đẹp thì anh Tào thèm nhìn cô chắc. Cô phục vụ vẻ mặt ngạo nghễ nói, bạn trai cô đổ rượu của anh Tào đi là không được. Hôm nay anh ta nhất định phải xin lỗi anh Tào. Xin lỗi? Dương Thanh cau mày, cô là cái thá gì mà cũng dám léo nhéo trước mặt tôi. Trong vòng 10 giây hãy biến khỏi tầm mắt của tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Dương Thanh từng thấy loại người coi thường người khác nhưng chưa từng gặp cái thứ chó cậy thế chủ như này. Rõ ràng cô ta chỉ là một nhân viên phục vụ quán bar, nhưng vì thân phận của Tào Khánh, cô ta lại dám khua chân múa tay với khách hàng đến đây. Sao hả, không lẽ anh còn định đánh tôi sao? Đánh đi, tôi đứng ở đây, có giỏi thì anh đánh tôi đi. Thái độ của nhân viên phục vụ càng thêm hống hách, thậm chí cô ta còn đưa mặt về phía Dương Thanh, giống như không hề lo lắng Dương Thanh sẽ đánh mình. Bốp! Dương Thanh không chiều theo cái thói của nhân viên phục vụ này được, anh tát vào mặt cô ta. Hạ Hà cũng sững sờ, cô ta chỉ muốn mời Dương Thanh uống chén trà, nhưng không ngờ lại gây phiền phức cho Dương Thanh. Anh dám đánh tôi? Cô phục vụ che mặt với vẻ mặt khó tin. Cô chìa mặt lại bảo tôi đánh, lẽ nào không phải cô bảo tôi đánh cô sao? Dương Thanh cười nói, tôi đã từng gặp những người rẻ mạt nhưng chưa gặp ai rẻ rúng như cô, lại thích bị ăn đánh như vậy. Tào Khánh hơi kinh ngạc, dường như hắn không ngờ có người lại từ chối 10 triệu tệ của mình. Thằng danh, tao đã để mắt đến người phụ nữ của mày. Hãy để cô ấy ở lại với tao một đêm, chiếc thẻ này sẽ thuộc về mày. Tào Khánh đưa thẻ ngân hàng mà Hạ Hà đã ném trả lại đặt trước mặt Dương Thanh. Theo hắn thấy, Dương Thanh mặc quần áo rất bình thường, thoạt nhìn biết ngay chỉ là một nhân vật nhỏ bé dưới tầng đáy xã hội. Hắn tin chắc rằng 10 triệu sẽ lay động được Dương Thanh. 10 triệu, không đủ. Dương Thanh lắc đầu, năm ngón tay đột nhiên duỗi ra. Đưa cho tôi 50 triệu thì tôi có thể cân nhắc. Dương Thanh. Hạ Hà chợt nhìn Dương Thanh với vẻ mặt không thể tin nổi. Tào Khánh cũng sững người trong giây lát,
nhưng ngay sau đó hắn lại phá lên cười vui vẻ và lại lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng. Trong thẻ này có 50 triệu tệ, không có mật khẩu, mày có thể kiểm tra luôn. Tào Khánh đặt chiếc thẻ ngân hàng đến trước mặt Dương Thanh, cười nói, nhưng từ nay về sau, cô ấy không liên quan gì đến mày nữa. Dương Thanh mỉm cười và cất luôn chiếc thẻ vào túi. Hạ Hà hoàn toàn sững sờ, dựa vào hiểu biết của cô ta đối với Dương Thanh, anh tuyệt đối không phải loại người này, nhưng sự thật đang ở trước mắt, Dương Thanh đúng là đã lấy đi của Tào Khánh 50 triệu tệ. Chẳng lẽ sau nửa năm không gặp mà Dương Thanh đã biến thành một con người khác ư? Chúng ta nên về nhà rồi. Trong lúc Hạ Hà còn đang suy nghĩ miên man, giọng nói nhẹ nhàng của Dương Thanh đột nhiên vang lên bên tai cô ta. Hạ Hà còn chưa hoàn hồn, Dương Thanh đã nắm tay cô ta và dắt cô rời đi. Tào Khánh cũng sững sờ, thấy Dương Thanh đã kéo Hạ Hà đi được mấy mét, hắn mới nhận ra mình đã bị chơi khăm. Thằng danh, đứng lại cho tao. Tào Khánh tức giận hét lên. Sau tiếng hét giận dữ của hắn, 7-8 nhân viên bảo vệ quán ba lao ra chặn đường của Dương Thanh và Hạ Hà. Nhìn thấy cảnh tượng này, các khách hàng trong quán đều có vẻ phấn khích, họ nóng lòng muốn xem chuyện gì sắp xảy ra. Cậu chủ Tào còn định giữ chúng tôi lại đây sao? Dương Thanh cười tủm tỉm hỏi. Nụ cười trên mặt Tào Khánh đã biến mất, hắn liếc mắt nhìn Dương Thanh nói, danh con, mày lấy tiền của tao mà lại dám bỏ đi ư. Dương Thanh giả bộ tỏ vẻ kinh ngạc, tiền này không phải cậu tặng cho tôi sao? Tiền, mày có thể mang đi, nhưng người phụ nữ của mày thì nhất định phải ở lại, Tào Khánh nói. Hạ Hà đột nhiên trở nên rất căng thẳng, Dương Thanh nhẹ nhàng nắm tay cô ta, điều này làm cô ta bớt sợ hãi hơn rất nhiều. Dương Thanh, hay là anh trả lại thẻ ngân hàng cho anh ta đi, Hạ Hà thì thào. Dương Thanh cười, cái này là do cậu chủ Tào tặng cho anh. Một cậu chủ hào phóng như vậy đã tặng tiền cho người khác rồi sao có thể đòi lại được chứ? Thế chẳng phải tự tát vào mặt mình hay sao? Nói xong, Dương Thanh nhìn Tào Khánh nói, tôi nói đúng không, cậu chủ Tào? Mày như thế này là đang tự tìm cái chết đấy. Tào Khánh rất tức giận, hắn bỏ ra 50 triệu tệ, không những không thu phục được một người phụ nữ, thay vào đó còn bị Dương Thanh nuốt chừng. Cậu chủ Tào, vừa rồi tôi đâu có đồng ý là lấy tiền thì sẽ tặng bạn gái của tôi cho cậu, tôi chỉ nói là sẽ cân nhắc thôi mà. Dương Thanh cười nói, có điều tôi cũng đã cân nhắc rồi. Tôi muốn 50 triệu tệ cậu đưa, nhưng tôi vẫn không thể đưa bạn gái của tôi cho cậu được. Cậu chủ Tào, không phải cậu định giết tôi chỉ vì chút tiền này đấy chứ? Giết người là phạm pháp đấy. Dưới bao nhiêu con mắt thế này, chắc chắn cậu chủ Tào sẽ không làm ra chuyện gì manh động phải không? Dương Thanh nói xong liền dắt Hạ Hà sải bước đi. Tào Khánh không nói, chỉ là lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt Dương Thanh. 7-8 nhân viên bảo vệ quán ba đứng chặn trước mặt Dương Thanh và Hạ Hà, nhìn thấy Dương Thanh đang đi về phía mình, trong lòng họ chợt cảm thấy bất lực. Đánh nó tàn phế cho tôi. Tào Khánh cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn ra lệnh xong, 7-8 nhân viên bảo vệ liền lao về phía Dương Thanh. Hạ Hà tái mặt, vô thức nhắm mắt lại, đã làm lớn chuyện rồi, bây giờ cô ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào Dương Thanh thôi. Binh binh binh. Nhưng, Hạ Hà muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng bị Dương Thanh cắt ngang, hãy tin anh. Mặc dù chỉ có 3 chữ, nhưng Hạ Hà liền bình tĩnh lại. Danh con, mày thật là to gan, dám gây chuyện trong quán ba hồng nhan của tao. Mày muốn chết phải không? Một người đàn ông trung niên mặc vest bên cạnh Tào Khánh trừng mắt nhìn Dương Thanh rồi chất vấn. Rõ ràng, ông ta chính là chủ quán ba và có quan hệ rất tốt với Tào Khánh. Kẻ gây rối là người đang đứng ở bên cạnh ông thì đúng hơn. Dương Thanh bình tĩnh nói, lúc cậu ta muốn cướp người phụ nữ của tôi đi, sao không thấy ông ra mặt chủ trì lẽ phải? Danh con, ở địa bàn của tao thì phải nghe theo lời tao. Chủ quán ba nói với vẻ mặt hung dữ. Bây giờ mày lập tức quỳ xuống xin lỗi, sau đó dâng con đàn bà của mày cho cậu chủ Tào. Nếu không hôm nay mày đừng mong bước chân ra khỏi quán ba hồng nhan này. Ông nghĩ cho kỹ vào, nếu giờ không để tôi đi, lát nữa muốn bảo tôi đi, tôi cũng không đi đâu đấy. Dương Thanh nheo mắt cười nói. Chủ quán ba rất tức giận, xua tay, xử nó cho tao. Mấy gã đàn ông vạm vỡ phía sau trực tiếp lao về phía Dương Thanh. Những nhân viên bảo vệ trói gà không chặt trước đó đương nhiên không thể so sánh được với những gã đàn ông vạm vỡ này. Dương Thanh một tay giữ chặt Hạ Hà, tay kia nắm chặt, đột ngột vung ra nắm đấm. Rầm! Một cú đấm trúng ngực của người đàn ông lao tới trước. Cơ thể người đàn ông to lớn như thể bị một chiếc xe tải nặng đâm phải, hắn nôn ra máu và văng ra ngoài. Rầm 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 rầm! Dương Thanh không hề tung ra chiêu thức nào, anh chỉ hời hợt vung nắm đấm, chỉ trong vài chục giây.
ngoại trừ Tào Khánh và chủ quán Ba Gia, những gã đàn ông vạm vỡ khác đều ngã xuống đất. Những người này hoàn toàn không ăn nhầm gì, tôi còn chưa nóng người lên đây. Tiếp tục gọi người đi, đừng khiến tôi phải thất vọng. Dương Thanh cười ha hả nói. Chủ quán Ba Hồng Nhan và Tào Khánh đều sững sờ, những người vừa được gọi ra đã là những cao thủ lợi hại nhất của quán rồi, làm gì còn ai nữa. Dương Thanh mạnh như vậy, cho dù bọn họ thật sự có thể gọi người thì có thể làm gì chứ? Không phải tất cả đều bị một mình Dương Thanh giải quyết hết sao? Cậu nhóc, cậu là ai? Ở Yến Đô tôi chưa từng gặp cao thủ nào như cậu. Chủ quán Ba nhìn Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vẻ mặt của Tào Khánh cũng rất khó coi, xem ra hắn không có được người đẹp mà còn bị nuốt không 50 triệu tệ nữa. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu mất mát lớn như vậy, điều này khiến hắn rất không thoải mái. Dương Thanh hờ hững nhìn chủ quán Ba nói, tôi là ai thì liên quan gì đến chuyện xảy ra ở đây hôm nay? Ông chủ quán Ba chỉ vào Tào Khánh bên cạnh nói, cậu chủ Tào này là một nhân vật lớn của vương tộc nhà họ Tào, hôm nay mới tới Yến Đô. Cậu không nể mặt cậu chủ Tào như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không? Coi như vì bản thân mình và cũng vì gia tộc mình, tốt nhất cậu nên quỳ xuống xin lỗi, chưa biết chừng cậu chủ Tào còn có thể cho cậu một con đường sống. Ông chủ quán Ba tuy sợ thực lực của Dương Thanh, nhưng lại càng sợ thân phận của Tào Khánh hơn. Trong lời nói của ông ta nồng nặc mùi vị của sự uy hiếp. Vừa rồi khi Dương Thanh biết được tên của Tào Khánh, anh đã đoán được thân phận của đối phương. Ở Yến Đô, có rất nhiều người có thể bỏ ra 50 triệu tệ, nhưng người trẻ tuổi như Tào Khánh, để có được một phụ nữ mà tùy tiện vung ra 50 triệu tệ thì không có. Tào Khánh chỉ có thể là người của vương tộc họ Tào, xem ra tên này có địa vị cao trong nhà họ Tào, nếu không thì cũng không thể chi được nhiều tiền như vậy. Dương Thanh nhìn Tào Khánh vài lần nữa, đối phương trông ra chỉ khoảng 27-28 tuổi, trên mặt hắn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Tào Chí. Tào Khánh này rất giống với Tào Chí, rất có thể hắn là anh em ruột của Tào Chí. Nhóc con, giờ mày biết thân phận của tao rồi, chắc mày đã biết là mình đã đắc tội với nhân vật lớn như thế nào rồi chứ. Tào Khánh nhìn Dương Thanh nói với vẻ đầy kiêu ngạo, mày nên biết trong mắt vương tộc, cho dù là 8 gia tộc lớn ở Yến Đô liên thủ với nhau cũng chỉ là con kiến thôi. 8 gia tộc lớn ở Yến Đô là 8 gia tộc mạnh nhất ở Yến Đô, cho dù mày là người của 8 gia tộc ở Yến Đô thì dám đắc tội với tao, gia tộc mày cũng tuyệt đối không tha cho mày đâu. Thấy Dương Thanh không lên tiếng, Tào Khánh còn tưởng rằng Dương Thanh bị thân phận của hắn làm cho sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Hạ Hà nghe nói đến vương tộc và 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Nhưng từ lời nói của Tào Khánh, cô ta đã hiểu ra cảnh nhà họ Tào lớn mạnh như thế nào. Nhất thời, Hạ Hà càng thêm căng thẳng. Hai tay ôm chặt lấy tay Dương Thanh, trong lòng tràn đầy sự hối hận, sớm biết thì cô ta đã không hẹn Dương Thanh đến đây rồi. Tào Khánh, có gì anh cứ nhằm vào tôi đây này, đừng có nhằm vào bạn trai tôi. Hạ Hà đột nhiên tiến lên, đứng chắn trước mặt Dương Thanh, trừng mắt nhìn Tào Khánh rồi nói. Tào Khánh cười ha hả, vốn dĩ anh nhằm vào em mới tới đây, là bạn trai em không biết tốt xấu, không những cầm tiền của anh mà còn đòi mang em đi. Dù sao anh cũng là dòng dõi của vương tộc. Đã khi nào bị người ta chơi khăm như thế này đâu chứ. Muốn anh không nhằm vào bạn trai em cũng được thôi, bảo nó trả lại tiền cho anh, sau đó em ở cùng anh một đêm. Nếu không, hôm nay anh không chỉ có được em mà còn phải giã chết thằng bạn trai em. Hạ Hà tái mặt, cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình và đấu tranh nội tâm. Việc cô ta qua đêm với Tào Khánh là điều tuyệt đối không thể, nhưng nếu cô ta không đi cùng hắn thì đối phương nhất định sẽ không tha cho Dương Thanh. Dương Thanh chính là ân nhân cứu mạng của mẹ cô ta, nếu Dương Thanh không âm thầm giúp đỡ, không giúp mẹ cô ta tìm Ngải Lâm, một bác sĩ nổi tiếng quốc tế để giúp thực hiện ca phẫu thuật thì chưa chắc mẹ cô ta đã gượng được đến bây giờ. Khi Hạ Hà đang đấu tranh nội tâm, thậm chí đã muốn thỏa hiệp để đổi lấy sự an toàn của Dương Thanh, thì Dương Thanh đột nhiên nắm lấy tay cô ta. Hạ Hà, nói nhiều với loại rác rưởi như thế làm gì? Hạ Hà giận run lên, nhưng cũng không làm gì được Tào Khánh. Một người không giỏi ăn nói như cô ta, nói ra ba chữ, đồ khốn nạn, đã là lời nói cay độc nhất rồi. Dương Thanh chợt híp hai mắt lại, vốn đã định rời đi trong yên bình, không ngờ Tào Khánh lại khiêu khích, thậm chí còn muốn giữ Hạ Hà lại. Các người chắc chắn muốn giữ người phụ nữ của tôi lại, Dương Thanh đột nhiên hỏi. Ông chủ quán Ba ngạo nghễ nói, này nhóc, mày làm màu quá thành nghiện luôn à. Cậu chủ Tào muốn người phụ nữ của mày chính là coi trọng mày. Nếu mày cứ còn léo nhéo. Cho dù cậu chủ Tào muốn tha cho mày, tao cũng không tha cho mày đâu. Tào Khánh nhìn Dương Thanh với vẻ đùa cợt, như thể hắn đã quên mất sức chiến đấu mạnh mẽ mà Dương Thanh vừa thể hiện. Và phía sau hắn, không
không biết từ lúc nào đã có thêm hai vệ sĩ của nhà họ Tào, điều này khiến Tào Khánh càng cậy thế hống hách hơn. Nếu như ông đã thích làm chó săn như vậy thì tôi sẽ đánh gãy cái chân chó của ông trước. Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, giọng nói trùng xuống, giơ chân đá vào ly rượu dưới chân. Rầm. Chủ quán ba không nhận ra ý tứ trong lời nói của Dương Thanh, chiếc ly bị đá đã đập vào chân ông ta một cách nặng nề. Với một tiếng, rắc, chân của ông ta bị gãy luôn, ngay lập tức một cảm giác vô cùng đau đớn ập đến. Á! Tiếng than khóc thảm thiết vang lên khắp cả quán ba Hồng Nhan. Tào Khánh sững sờ, không ngờ hắn đã nói thân phận của mình cho Dương Thanh rồi mà Dương Thanh vẫn còn dám ra tay. Ông chủ quán ba ngã trên mặt đất, đau đến mức lăn lộn. Nỗi đau gãy xương ở bắp chân thực sự là đau thấu tim gan, đau đến mức khiến ông ta chết đi sống lại. Đồng tử hai vệ sĩ phía sau Tào Khánh đanh lại, họ bất giác tiến lên một bước nhỏ để đảm bảo có thể bảo vệ sự an toàn cho Tào Khánh bất cứ lúc nào. Dương Thanh vẫn còn cách chủ quán ba hơn chục mét, việc anh có thể đánh gãy bắp chân của chủ quán ba bằng cách tùy tiện đá vào ly rượu cho thấy Dương Thanh là một mối đe dọa lớn. Hạ Hà cũng sững sờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh của Dương Thanh hết lần này đến lần khác đã làm mới lại nhận thức của cô ta. Mày vẫn còn dám ra tay sao? Tào Khánh tức giận hỏi Dương Thanh. Mày đã muốn cưỡng ép người phụ nữ của tao ở lại rồi, tao chỉ phế bỏ một con chó của mày thôi. So với mày, tao chỉ là châu chấu đá với voi thôi. Dương Thanh đầy vẻ châm chọc nói. Mày có biết tao là ai không? Tào Khánh tức giận hỏi, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi nghi ngờ. Vừa rồi không phải chủ quán ba mới nói rõ thân phận của hắn rồi hay sao? Bằng không, hắn đường đường là con cháu vương tộc, sao Dương Thanh vẫn còn dám đối đầu với hắn chứ? Theo kịch bản của hắn, chẳng phải sau khi biết được thân phận của hắn, Dương Thanh nên quỳ xuống dập đầu xin tha, sau đó hai tay dâng lên người phụ nữ của anh cho hắn hay sao? Không phải mày chỉ là người của vương tộc họ Tào thôi sao? Dương Thanh thờ ơ nói. Tôi chẳng những biết mày là người nhà họ Tào mà còn biết mày là người của nhánh ba nhà họ Tào. Mày còn có một người anh là người thừa kế nhánh ba, tên là Tào Chí nữa. Làm sao mày biết? Tào Khánh bất giác hỏi. Hôm nay hắn mới đến Yến Đô, còn chưa kịp đi gặp Tào Chí, hơn nữa lần này hắn tới Yến Đô chỉ là chuyến đi rất kín tiếng. Ngoài thuộc hạ của mình và Tào Chí ra, người ngoài căn bản không hề hay biết. Dương Thanh không chỉ biết rằng hắn là người của nhánh ba mà còn biết hắn là em trai của người thừa kế nhánh ba Tào Chí. Tao chỉ cần bấm tay tính là chuyện gì cũng biết, Dương Thanh cười ha hả nói. Tào Khánh nhíu mày, nếu hắn thật sự tin Dương Thanh bấm tay mà tính được thì hắn thật sự là một tên ngốc. Nhóc con, nếu như mày biết anh trai Tào Chí của tao là người thừa kế nhánh ba nhà họ Tào thì sao mày còn dám đối đầu với tao? Mày không sợ anh tao biết được sẽ dã chết mày sao? Tào Khánh híp mắt. Nhìn chằm chằm Dương Thanh và hỏi. Dương Thanh cười nhạt, nếu tao nói với mày là một tiếng trước tao mới tát anh mày vài cái bạt tai thì sao nhỉ? Mày nói nhảm. Tào Khánh bỗng nhiên tức giận, căn bản không tin Dương Thanh dám tát vào mặt Tào Chí. Tào Chí là người thừa kế nhánh ba nên vệ sĩ bên cạnh hắn đều là những cao thủ số một của gia tộc. Hơn nữa những vệ sĩ đó luôn ở bên cạnh để bảo vệ Tào Chí. Chỉ một yến đâu còn con, làm sao có thể có ai tát được Tào Chí cơ chứ? Danh con, nếu mày còn dám ăn nói linh tinh, tao sẽ cắt lưỡi của mày. Tào Khánh tức giận nói, vốn dĩ tao chỉ muốn giữ người phụ nữ của mày lại ở với tao một đêm thì sẽ không so đo với mày nữa. Nhưng mày lại dám ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục anh tao, tao tuyệt đối không tha cho mày. Kẻ ngu dốt không biết sợ là gì. Tao khuyên mày tốt nhất nên gọi điện thoại cho anh mày nói một tiếng trước đi, nếu không mày nhất định sẽ phải hối hận đấy. Dương Thanh cười ha hả nói. Được thôi. Nếu như mày đã muốn chết thì tao sẽ cho mày được toại nguyện. Tào Khánh vừa lấy điện thoại di động ra bấm số vừa nói, anh tao còn thủ đoạn hơn tao nhiều, chỉ dựa vào những lời mày vừa nói đã đủ để anh tao lấy cái mạng chó của mày rồi. Đang nói chuyện thì bên kia đã bắt máy. Anh à, em đến Yến Đô rồi đây, em gặp một thằng danh ngu si ngông cuồng ở quán Ba Hồng Nhan. Hắn đánh rất nhiều người trong quán Ba Hồng Nhan, ngay cả chân của ông chủ cũng bị hắn đánh gãy. Hắn còn cao giọng nói rằng ngay cả anh gặp hắn cũng phải quỳ xuống xin tha, còn nói là hắn sẽ ở đây chờ một tên phế vật nhát gan như anh đến nhưng anh cũng sẽ không dám đến tìm hắn đâu. Tào Khánh thêm mắm thêm muối, hoàn toàn không nhắc tới tên của Dương Thanh. Nhưng không phải hắn không nhắc tới tên Dương Thanh, mà là cho đến lúc này hắn vẫn chưa biết Dương Thanh tên là gì. Xem ra, chỉ cần người đàn ông này ở bên cạnh, không ai có thể ức hiếp cô ta cả. Nhưng ngay sau đó,
một khuôn mặt ngây thơ và dễ thương khác xuất hiện trong đầu cô ta. Nghĩ đến Tiêu Tiêu, cô ta lại buộc phải loại bỏ mấy ý nghĩ phi thực tế ra khỏi đầu mình. Lúc cô ta nhìn lại Dương Thanh, gương mặt cô ta vẫn còn chút tội lỗi. Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ trong 10 phút, có tiếng bước chân ở cửa quán ba vọng tới. Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi. Tào Khánh lập tức vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy người đang đến, hắn vội vàng đi về phía trước. Thằng nhóc này, đến đây rồi cũng không tìm anh mà lại tự mình chạy đến đây vui chơi. Tào Chí vỗ vai Tào Khánh thật nặng và nói với vẻ không vui. Rõ ràng mối quan hệ giữa hai anh em rất thân thiết. Anh à, sao trách em được? Vốn dĩ em chỉ định đến đây uống rượu rồi đi tìm anh. Tào Khánh thêm mắm thêm muối, chỉ tay về phía Dương Thanh, nhưng không ngờ lại gặp phải một thằng ngu ở đây, cao giọng muốn anh phải quỳ lạy xin tha. Trong mắt Tào Khánh tràn ngập trêu tức như đang nói với Dương Thanh đây là hậu quả khi chống đối hắn. Danh con ngông cuồng, dám bảo Tào Chí tao quỳ xuống cầu xin sao? Tào Chí không nhìn thấy rõ mặt của Dương Thanh, vừa đến gần anh vừa nói, mày là cái thá gì mà dám? Nhưng hắn ta mới đi được mấy bước đã không nói nên lời. Bởi vì hắn ta đã thấy rõ gương mặt của Dương Thanh, vô cùng khiếp sợ. Danh con vừa rồi huynh hoang tuyên bố bắt anh tao quỳ xuống xin tha cơ mà. Giờ anh tao tới rồi, huynh hoang tiếp đi. Mày cũng dám bắt anh tao quỳ xuống sao? Tào Khánh không nhận ra vẻ mặt Tào Chí thay đổi, lại càng ngông nghênh hơn, đi tới trước mặt Dương Thanh giơ tay định tát anh. Bốp! Tiếng bạt tai vang dội. Nhưng không phải Tào Khánh tát Dương Thanh mà là Tào Chí tát Tào Khánh. Sao anh lại đánh em? Tào Khánh trợn tròn mắt không dám tin. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên Tào Chí đánh hắn. Tào Chí cả giận nói, đánh mày đấy. Bốp bốp bốp. Nói xong, hắn ta lại tát thêm vài cái. Mặt Tào Khánh nhanh chóng sưng vù. Tào Chí, đầu anh uống nước à? Tào Khánh vội vàng né tránh bàn tay của Tào Chí, giận dữ nói, em trai anh bị người ta bắt nạt. Anh không tính sổ còn đánh lại em anh hả? Mày câm mồm ngay cho tao. Tào Chí tức giận quát, còn nói nhảm thêm một câu, mày lập tức cút về gia tộc tao tao. Câu nói này có lực sát thương rất mạnh, Tào Khánh lập tức ngậm miệng. Dương Thanh cười híp mắt nhìn Tào Chí. Anh biết tại sao hắn ta đánh Tào Khánh. Bản thân hắn ta cũng từng bị Dương Thanh vả mặt ở nhà họ Tôn, nói gì đến Tào Khánh. Sợ là Dương Thanh dám đánh Tào Khánh tàn phế thật. Dương Thanh! Mặc kệ cậu và em tôi có xích mích gì, tôi cũng muốn xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho nó. Tào Chí đi tới trước mặt Dương Thanh, trầm giọng nói. Hắn ta căm hận Dương Thanh đến mức muốn tự tay lấy mạng anh, nhưng cũng biết mấy gã vệ sĩ bên người mình không làm gì được anh. Lần này tới Yến Đô, hắn ta vẫn còn việc quan trọng hơn cần làm, không thể vì Dương Thanh làm hỏng chuyện lớn. Cho nên dù không cam lòng, hắn ta cũng chỉ có thể tạm thời cúi đầu trước Dương Thanh. Sao anh lại xin lỗi thằng đó? Tào Khánh sững sờ, không ngờ Tào Chí, người thừa kế của nhánh ba nhà họ Tào có thể hô mưa gọi gió trong gia tộc lại cúi đầu xin lỗi một người trẻ tuổi ở Yến Đô. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu được, chắc chắn Dương Thanh có thân phận đặc biệt nên Tào Chí mới phải cúi đầu. Nghĩ tới đây, mặt hắn thoát cái trắng bệch. Lúc này hắn mới hiểu tại sao vừa rồi Tào Chí lại đánh mình. Chỉ sợ nếu Tào Chí không làm vậy, Dương Thanh sẽ bắt hắn phải chịu hậu quả nặng hơn. Dù sao hắn đã tự khoe thân phận nhưng Dương Thanh vẫn đánh gãy chân ông chủ quán ba. Người sai đâu phải anh Tào, anh xin lỗi làm gì? Dương Thanh cười nói, anh không biết vừa nãy em trai anh phách lối lắm đấy, dám bắt người phụ nữ của tôi hầu hạ hắn một đêm, còn đòi đánh tôi tàn phế. Nếu có người uy hiếp anh như vậy, anh có đập chết kẻ đó không? Tào Chí bất giác run lên. Hắn ta biết ý của Dương Thanh là, nếu hắn ta không tỏ ra thành ý thì sẽ không tha cho Tào Khánh. Đồ chết tiệt, xin lỗi đi. Tào Chí quát Tào Khánh, nếu không được cậu Thanh tha thứ, tao đánh gãy chân chó của mày. Tào Khánh bị dọa sợ hết hồn. Tuy đoán được Dương Thanh không đơn giản nhưng hắn vẫn không thể xin lỗi một người trẻ tuổi ở Yến Đô được. Anh ơi, nó chỉ là một thằng danh con ở Yến Đô, có tư cách gì bắt em phải xin lỗi? Tào Khánh cả giận nói, anh cúi đầu với nó, nhưng em sẽ không cúi đầu trước một thằng ngu ở Yến Đô đâu. Bốp! Tào Chí lại tát Tào Khánh. Quát tháo, xin lỗi. Tào Khánh lập tức hoảng loạn. Dường như Tào Chí rất giận, nếu hắn không xin lỗi có lẽ sẽ bị đánh gãy chân thật. Xin lỗi. Tào Khánh đi tới nhìn Dương Thanh, cắn răng nói. Không có thành ý gì cả. Không biết như vậy đã đủ để đổi lấy tình bạn của cậu Thanh chưa? Vừa rồi còn đưa 1 tỷ, bây giờ đã đổi thành 10 tỷ. Tào Khánh chết lặng. Hạ Hà cũng trố mắt nhìn,
ngơ ngác che miệng. Chỉ có Dương Thanh vẫn bình thản giống như 10 tỷ chỉ là một con số nhỏ, không đáng là bao. Thấy vẻ mặt chân thành của Tào Chí, Dương Thanh khá bất ngờ. Mấy tiếng trước anh vừa mới đánh hắn ta xong. Lúc ấy Tào Chí còn tuyên bố muốn giết mình, sao bỗng nhiên lại đổi tính. Ông chủ quán bà bị Dương Thanh đập gãy chân bằng cốc rượu lập tức xám xịt mặt mày. Ông ta còn đang chờ mong Tào Chí tới trả thù cho mình, nào ngờ đến cả Tào Khánh cũng bị Tào Chí tát cho mấy cái. Bây giờ Tào Chí còn bỏ ra 10 tỷ để lấy lòng Dương Thanh. Rốt cuộc người trẻ tuổi này là ai? Lúc sau Dương Thanh đột nhiên cười nói, anh Tào cho tôi 10 tỷ không phải chỉ để làm bạn với tôi đúng không? Dương Thanh nhanh chóng hiểu ý hắn ta. Ở nhà họ Tôn, Dương Thanh đã dọa Tào Chí sợ. Hiện giờ dù là vương tộc họ Tiết hay vương tộc họ Tào đều muốn nắm giữ thêm nhiều quyền lực ở Yến Đô. Chắc chắn Tào Chí đã biết chuyện xảy ra hôm nay ở cổng khách sạn Đế Đô. Mấy gia tộc đứng về phe Dương Thanh đã chứng minh anh rất có tiếng nói ở Yến Đô. Chỉ cần lôi kéo được Dương Thanh, nhà họ Tào có thể lập tức đạt được quyền lực lớn nhất ở Yến Đô. 10 tỷ rất nhiều, nhưng chẳng đáng là bao với quyền lực ở Yến Đô. Cậu Thanh quả nhiên thông minh. Tào Chí không phủ nhận cười đáp. Tôi cần cậu Thanh làm giúp tôi một chuyện. Nếu cậu làm được sẽ có lợi ích rất lớn. Chắc chắn hơn xa lợi nhuận của tập đoàn Nhạn Thanh. Dương Thanh cười hỏi, chắc là chuyện anh muốn tôi là không đơn giản đâu nhỉ. Tào Chí gật đầu, tôi muốn cậu Thanh ra mặt thống nhất 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Chỉ cậu mới có thể làm được chuyện này. Nhà họ Tào sẽ dốc hết sức nâng đỡ cậu trở thành vương của Yến Đô. Nghe thấy thế, Tào Khánh và ông chủ quán ba đều khiếp sợ. Tuy Hạ Hà không biết vương của Yến Đô nghĩa là gì nhưng có thể đoán được thân phận này rất khủng bố, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Anh ơi, thằng đó có tài cán gì mà nhà họ Tào phải ủng hộ trở thành vương của Yến Đô? Tào Khánh không nhịn được lên tiếng hỏi. Tào Chí cau mày, ánh mắt lạnh lẽo, nếu mày còn dám vô lễ với cậu Thanh, đêm nay lập tức cút về gia tộc cho tao. Tào Khánh tức tốc ngậm miệng, nhưng vẫn nhìn Dương Thanh với ánh mắt khinh thường. Hắn ta thấy Dương Thanh chỉ biết chút đánh đấm mà thôi. Cậu Thanh không cần lập tức trả lời tôi. Cậu cứ cầm thẻ này trước đi, tôi chờ tin tốt của cậu. Tào Chí đưa thẻ ngân hàng cho Dương Thanh. Nhưng anh không thèm nhận, chỉ cười hỏi, tôi muốn biết nếu tôi từ chối sẽ có hậu quả gì. Tào Chí sững sờ, dường như không ngờ Dương Thanh sẽ hỏi như vậy. Bởi vì hắn ta không nghĩ Dương Thanh sẽ từ chối. Được nhà họ Tào ủng hộ trở thành vương của Yến Đô là lợi ích khổng lồ. Sau một hồi kinh ngạc, Tào Chí bỗng bật cười. Tôi tin cậu Thanh sẽ không từ chối. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhưng câu trả lời này đã cho Dương Thanh biết đáp án. Chỉ bằng việc anh đánh cả hai anh em nhà họ Tào và thắng 10 tỷ từ tay Tào Huy khi anh ta vẫn còn phụ trách lắp hoàng kim. Chừng đó đã đủ để sỉ nhục nhà họ Tào. Vậy nên nếu anh từ chối sẽ phải đối mặt với sự trả thù của bọn họ. Thế tôi không còn lựa chọn nào khác nữa à? Dương Thanh hỏi. Tào Chí chỉ cười không đáp. Anh Tào đã nói vậy. Tôi không nhận 10 tỷ này là không được rồi. Dương Thanh bật cười nhận lấy thẻ ngân hàng 10 tỷ kia, tùy ý cất vào túi. Thấy vậy, khóe miệng Tào Khánh co giật, rất không nỡ. Ai nói tôi đồng ý để nhà họ Tào nâng đỡ làm vương của Yến Đô chó má gì đó? Dương Thanh nghiền ngẫm hỏi Tào Chí. Sắc mặt Tào Chí lập tức cứng đờ, cậu cầm 10 tỷ của tôi không phải là thỏa hiệp rồi sao? Thỏa hiệp, đây chỉ là tiền bồi thường các người đắc tội với tôi thôi. Dương Thanh cười nhạo, ngạo nghễ nói, cả Chiêu Châu này có ai có thể bắt tôi thỏa hiệp. Thái độ của Dương Thanh cực kỳ bá đạo. Tào Chí và Tào Khanh đều sợ ngây người, thậm chí còn hoài nghi mình vừa nghe lầm. Ý của cậu là cậu coi 10 tỷ là tiền chúng tôi bồi thường cho cậu à? Tào Chí khó tin nói, cậu không hề muốn chúng tôi nâng đỡ làm vương của Yến Đô sao? Chẳng lẽ 10 tỷ này không đáng để đổi lại mạng chó của em trai anh à? Dương Thanh châm chọc nhìn Tào Khánh. Lấy thẻ ngân hàng Tào Chí vừa đưa cho mình ném ra. Phập, Tào Chí khiếp sợ thấy thẻ bay sượt qua cổ mình cắm vào trụ đá cẩm thạch sau lưng. Hắn ta kinh hãi thấy một nửa chiếc thẻ cắm sâu trong cột đá mà cái cột không vỡ vụn. Không chỉ vậy, chỗ bị sượt qua trên cổ hắn ứa ra máu tươi. Hai gã vệ sĩ của Tào Chí vội vàng xông lên chắn trước người hắn ta, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Thanh. Tào Khánh sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn nửa tấm thẻ lộ ra ngoài cột đá, ánh mắt hoảng sợ. Tiện tay ném một cái thẻ ngân hàng đã có thể làm được như vậy. Nếu vừa rồi Dương Thanh muốn giết Tào Chí, hắn ta đã chết thảm rồi. Sao, sao lại như vậy? Tào Khánh ngây ngốc hỏi. Tào Chí cũng dần lấy lại tinh thần, trong mắt cũng tràn ngập sợ hãi.
hắn ta thực sự bị Dương Thanh dọa sợ. Các người tránh ra đi. Nếu cậu Thanh muốn giết tôi thì đã giết từ vừa nãy rồi. Tào Chí nói với hai gã vệ sĩ trước mặt mình. Nghe vậy, hai gã vệ sĩ kia mới tránh ra. Bởi vì họ biết Tào Chí nói đúng, nếu Dương Thanh muốn giết hắn ta đã mất mạng rồi. Cậu Thanh, tôi xin lỗi vì những lời mắng chửi trước đó, mong cậu rộng lượng không chấp nhận. Tào Chí hơi cúi đầu, thành khẩn xin lỗi. Nếu trước đó hắn ta xin lỗi vì có mục đích riêng thì hiện giờ là vì sợ hãi. Ồ, anh Tào biết sai rồi à? Dương Thanh cười nói, vừa rồi anh Tào đâu có như vậy, rõ ràng dung túng em trai sỉ nhục tôi đủ kiểu. Còn nói tôi chỉ là con rối của nhà họ Tào. Trong mắt các người tôi chỉ là một con chó, các người bảo cắn ai tôi phải cắn kẻ đó. Còn uy hiếp tôi nếu dám lộ răng nanh sẽ rút răng chó của tôi ra. Nếu là trước kia, Tào Khánh đã chửi mắng Dương Thanh từ lâu rồi. Nhưng giờ đây hắn đã sợ vỡ mật, trốn sau lưng hai gã vệ sĩ không dám thở ra tiếng. Dương Thanh không thèm nhìn Tào Khánh, chỉ cười híp mắt hỏi Tào Chí. Tào Chí cắn răng nói, cậu Thanh yên tâm, em tôi làm sai sẽ phải trả giá. Trong từ điển của tôi chưa từng có hai từ tha thứ. Em trai anh vừa sỉ nhục tôi đã đủ để phán tội chết rồi. Dương Thanh lạnh nhạt nói, tôi định thu lại 10 tỷ tiền bồi thường coi như các người mua lại mạng chó của em trai anh. Nhưng hình như các người hiểu lầm gì đó. Bây giờ tôi trả lại tiền, nhưng tôi phải lấy mạng của em trai anh. Tào Khánh sợ phát khóc, toàn thân nhũn ra, chân run lẩy bẩy. Dương Thanh, mày không thể giết tao. Tao là người của vương tộc họ Tào. Nhà họ Tào sẽ không tha cho mày đâu. Tào Khánh lắp bắp nói. Đến lúc này rồi mày còn muốn uy hiếp tao à? Dương Thanh lắc đầu cười, đến cả nhà họ Tào đề nghị nâng đỡ tao làm vương của Yến Đô tao cũng từ chối. Mày nghĩ tao sẽ sợ một thằng vô dụng như mày uy hiếp sao? Mày mới là đồ vô dụng, mày. Tào Khánh thẹn quá hóa giận. Bốp, hắn chưa nói ra lời mắng chửi đã bị Tào Chí tát, cả giận quát, câm miệng cho tao. Nó sắp trèo lên đầu chúng ta rồi, anh còn muốn tha thứ sao? Tào Khánh giận dữ nói, nó mạnh thì đã sao, chẳng lẽ nhà họ Tào chúng ta không có cao thủ? Chúng ta là đời sau của vương tộc, sao lại phải chịu nỗi nhục nhã này? Tào Chí muốn xông lên đập chết Tào Khánh. Thằng em này quá ngu xuẩn, đúng là đồng đội heo. Chỉ bằng việc Dương Thanh tiện tay ném thẻ ngân hàng rạch một vết thương trên cổ hắn ta rồi cắm vào cột đá cẩm thạch. Chứng tỏ Dương Thanh muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Dù nhà họ Tào có cao thủ manh hơn nữa nhưng trước mắt ở Yến Đô không một ai có thể đánh lại anh. Vậy mà Tào Khánh còn dám uy hiếp Dương Thanh, không phải muốn chết thì là gì? Mau đè Tào Khánh xuống đất cho tôi. Tào Chí ra lệnh. Vệ sĩ của hắn ta và của Tào Khánh đều ngây dại. Đứng ngây ra đó làm gì? Mau đè nó xuống đất đi. Thấy bọn họ không phản ứng, Tào Chí nổi giận gầm lên. Bốn gã vệ sĩ mới giật mình bừng tỉnh, cuống quýt đè Tào Khánh ra đất. Anh định làm gì? Tào Khánh hoảng hồn hỏi. Tào Chí không thèm đáp lại, đập cái ghế bên cạnh nát thành từng mảnh, chỉ còn lại một cái chân ghế. Anh định làm gì thế? Em là em trai anh đấy. Anh không thể làm vậy với em. Mau bảo họ thả em ra đi. Thấy Tào Chí cầm chân ghế tới gần, da đầu Tào Khánh trở nên tê dại. Hắn đã biết anh trai muốn làm gì. Mày liên tục sỉ nhục cậu Thanh. Nếu tao không bắt mày trả giá, sợ là mày vẫn không biết trời cao đất dày. Giọng nói của Tào Chí cực kỳ lạnh lẽo. Anh ơi, em sai rồi, em thực sự biết sai rồi. Anh đừng đánh em sẽ xin lỗi anh ta. Sau này em không khinh nhờn anh ta nữa. Tào Khánh hốt hoảng nói, bây giờ em sẽ lập tức cút khỏi Yến Đô, về gia tộc ngay. Anh bảo bọn họ thả em ra đi, em biết sai rồi mà. Bịch, Tào Chí không hề do dự hung hăng đập xuống tay Tào Khánh. Răng rắc, tiếng xương gãy thanh thúy, ngay sau đó Tào Khánh kêu gào thảm thiết. Thấy cảnh tượng này, Hạ Hà hãi hùng, vô thức nắm chặt tay Dương Thanh. Dương Thanh híp mắt lại. Tào Chí quả nhiên không tầm thường, làm việc rất quyết đoán. Có thể tự tay đánh gãy tay em mình. Cậu Thanh, tôi xin thay mặt em trai chân thành xin lỗi cậu. Tào Chí cúi đầu nói rồi lại nhìn Dương Thanh, không biết tôi làm vậy đã khiến cậu hài lòng chưa? Dương Thanh cười lạnh một tiếng, tôi đâu có bảo anh đánh người. Anh tự đánh gãy tay cậu ta rồi lại đổ thừa cho tôi sao? Cậu Tào, người này rất không đơn giản, thực lực cực mạnh. Chỉ mấy cao thủ đứng đầu của nhà họ Tào mới có thể đối phó được. Một vệ sĩ của Tào Chí đột nhiên lên tiếng, nhưng cậu là người thừa kế của nhánh ba nhà họ Tào, chỉ có thể sử dụng cao thủ của nhánh ba. Tào Chí cười lạnh một tiếng,
ông nghĩ tôi đánh gãy chân tay Tào Khánh chỉ vì để Dương Thanh tha thứ thôi sao? Mấy gã vệ sĩ đều sửng sốt. Các người đã không đánh lại cậu ta lại hùng hổ dọa người như vậy. Nếu tôi không làm thế, cậu ta sẽ tha cho chúng ta sao? Tào Chí híp mắt giảo hoạt nói, tôi đánh Tào Khánh cũng vì muốn cứu nó. Nhưng quan trọng là nếu đưa Tào Khánh về gia tộc trong tình trạng này, nhất định bố tôi sẽ rất tức giận. Chỉ cần ông ấy ra mặt chắc chắn có thể gọi được mấy cao thủ mạnh nhất gia tộc kia tới Yến Đô. Đến lúc đó, Dương Thanh lấy của tôi bao nhiêu, tôi sẽ đòi lại gấp bội. Lúc này Dương Thanh đã dẫn Hạ Hà rời khỏi quán Ba Hồng Nhan. Trên đường đi, Hạ Hà không hề lên tiếng. Chuyện vừa xảy ra khiến cô ta hiểu thêm về Dương Thanh. Trước kia cô ta chỉ biết Dương Thanh rất giàu có nhưng không biết anh lợi hại như vậy. Vừa nãy có người chủ động tặng Dương Thanh 10 tỷ làm tiền bồi thường. Chứng tỏ thân phận của Dương Thanh rất khủng. Cô ở đâu, tôi đưa cô về. Đến bãi đỗ xe, Dương Thanh lên tiếng hỏi, Hạ Hà mới lấy lại tinh thần. Tôi ở khách sạn Mễ Phương trên đường Hương Lúa. Làm phiền anh rồi. Hạ Hà khẽ đáp. 30 phút sau, Dương Thanh đưa Hạ Hà tới khách sạn Mễ Phương. Hôm nay vô cùng xin lỗi anh. Sau khi xuống xe, Hạ Hà áy náy nói, mặc dù tôi không biết Tào Khánh là ai nhưng cũng biết một gia tộc có thể tiện tay bỏ ra 10 tỷ để bồi thường sẽ không dễ chọc. Anh lại cứu tôi thêm một lần. Sợ là đời này tôi không đền đáp được ơn huệ của anh. Nếu sau này anh có gì cần giúp cứ nói, tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ. Tuy không hề nói cảm ơn nhưng lời nói của cô ta tràn đầy ý cảm kích. Dương Thanh cười nói, cô không cần cảm thấy nợ tôi. Cô cũng thấy rồi đó, dù không có Tào Khánh thì tôi và anh trai hắn là Tào Chí cũng có thủ oán trước rồi. Hạ Hà biết Dương Thanh không muốn mình áy náy, cũng không nhiều lời, chỉ thầm ghi tạc trong lòng. Tôi về trước đây, anh đi đường cẩn thận. Hạ Hà chào tạm biệt rồi quay lưng rời đi. Hạ Hà, em về rồi à? Nhưng cô ta vừa bước vào khách sạn đã nghe thấy một giọng nam dịu dàng. Hạ Hà cau mày, lạnh lùng nhìn đối phương, Ngô Thiên Hữu, anh tìm tôi có việc gì không? Ngô Thiên Hữu cười nói, không có việc gì, chỉ là muộn rồi vẫn chưa thấy em về nên hơi lo lắng. Thấy em trở về an toàn, anh yên tâm rồi. Hạ Hà lạnh nhạt nói, nếu không có chuyện gì, tôi về trước đây. Dứt lời, cô ta quay sang nhìn Dương Thanh, ngủ ngon nhé. Dương Thanh mỉm cười, ngủ ngon. Nói xong, anh quay lưng định lên xe rời đi. Anh ta là ai vậy? Em không muốn giới thiệu chút sao? Ngô Thiên Hữu cười hỏi. Dương Thanh vốn đã định rời đi, nhưng thấy Ngô Thiên Hữu không ngừng quấy rối Hạ Hà, anh bỗng thấy lo lắng. Thái độ của Hạ Hà rất lạnh nhạt, rõ ràng không thích Ngô Thiên Hữu, thậm chí còn chán ghét. Mà Ngô Thiên Hữu lại có ý với Hạ Hà, tỏ ra hết lòng quan tâm cô ta. Anh ấy là bạn trai tôi. Hạ Hà không chút do dự lôi Dương Thanh ra làm lá chắn. Dương Thanh không khỏi sửng sốt, nhưng thấy ánh mắt cầu khẩn xen chút áy náy, anh mới vỡ lẽ ra. Ngô Thiên Hữu nghe thấy thế, con người lập tức co rút. Bạn trai. Ngô Thiên Hữu bật cười, ý tứ sâu xa. Chúng ta ở cùng đoàn làm phim 2 tháng rồi, trước giờ anh chưa từng nghe nói em có bạn trai. Ngô Thiên Hữu cười nói, anh ta là lái xe taxi em gọi tới phải không? Dù có muốn tìm lá chắn để từ chối anh em cũng nên tìm người nào phù hợp chứ, đâu thể tùy tiện tìm một thằng lái taxi quèn lừa anh được. Dứt lời, anh ta lại nhìn sang Dương Thanh, anh chỉ là tài xế taxi thôi. Không có tư cách theo đuổi Hạ Hà. Tôi khuyên anh sớm từ bỏ ý nghĩ viển vông này, tránh xa cô ấy ra, nghe rõ chưa? Ánh mắt Ngô Thiên Hữu tràn đầy uy hiếp. Dương Thanh buồn cười nhìn anh ta, có phải tránh xa Hạ Hà hay không, anh và tôi nói đều không tính, cô ấy nói mới tính. Danh con, anh đang rượu mời không uống thích uống rượu phạt à? Anh biết tôi là ai không? Ngô Thiên Hữu khinh thường nhìn Dương Thanh. Lúc này, sau lưng anh ta còn có hai gã vệ sĩ mặc vest đi theo. Nhưng so với vệ sĩ của Tào Chí ở quán Ba Hồng Nhan, bọn họ quá yếu. Chỉ cần tôi nói một câu là có thể tiệt đường nghệ sĩ của Hạ Hà. Bây giờ anh biết chỗ dựa của tôi mạnh thế nào chưa? Dương Thanh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Ngô Thiên Hữu và Hạ Hà đều là nghệ sĩ của công ty giải trí ngôi sao. Trước ngày hôm nay, đây đúng là sản nghiệp của nhà họ Tôn. Nhưng Tôn Húc không bồi thường nổi 100 tỷ nên đã tặng lại công ty giải trí ngôi sao cho anh. Tức là hiện giờ, anh mới là chủ tịch của công ty giải trí ngôi sao. Thấy Dương Thanh không nói gì, Ngô Thiên Hữu tưởng anh sợ, phách lối nói, anh biết chỗ dựa của tôi mạnh thế nào chưa? Dương Thanh gật đầu cười đáp, đúng là rất mạnh. Nhưng vẫn còn kém xa tôi. Nghe thấy thế, Ngô Thiên Hữu sững sờ, không.
không nhịn được cười phá lên. Buồn cười chết mất. Một thằng tài xế taxi lại dám nói có chỗ dựa mạnh hơn tôi sao? Ngô Thiên Hữu cười nói, ai cho anh cái dũng khí đó vậy? Ha ha, buồn cười quá đi mất. Mau cầm miệng lại cho tôi. Không được sỉ nhục bạn trai tôi. Hạ Hạ nổi giận gào lên. Bấy giờ Ngô Thiên Hữu mới ngừng cười, híp mắt nhìn Hạ Hạ, anh vốn tưởng anh ta thực sự là bạn trai em, nhưng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Bởi vì anh ta chỉ là một thằng ngu, không xứng làm đối thủ của anh. Em cũng biết chị họ anh là dòng chính nhà họ Tôn trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, nắm quyền lực lớn. Nếu anh ta dám hẹn hò với em, anh sẽ bảo chị họ anh chơi chết anh ta. Hạ Hà sắp khóc đến nơi. Cô ta chợt cảm thấy vô cùng áy náy, vừa rồi ở quán Ba Hồng Nhan đã gây phiền phức lớn cho Dương Thanh. Mới nửa tiếng sau đã gây cho anh thêm một phiền phức lớn nữa. Cô ta biết 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô là gì. Bọn họ nắm quyền lực tối cao, ai dám đắc tội đều phải chết. Dù biết Dương Thanh rất lợi hại, thân phận cũng không tầm thường nhưng không thể sánh bằng 8 gia tộc này. Anh muốn gì thì cứ nhằm vào tôi, lấy chị họ ra uy hiếp bạn trai tôi làm gì. Anh có phải đàn ông không hả? Hạ Hà tức giận chất vấn. Ngô Thiên Hữu hoàn toàn để lộ ý đồ xấu xa của mình, muốn biết anh có phải đàn ông hay không, đêm nay em có thể thử xem. Đồ không biết xấu hổ. Hạ Hà thẹn quá hóa giận. Em đừng quên anh là nam chính của bộ phim này, còn em chỉ là nữ phụ. Nếu làm anh không vui, anh có thể dễ dàng thay vai diễn nữ phụ không có bao nhiêu đất diễn này. Chợt giọng nói của Ngô Thiên Hữu phát ra từ điện thoại của Dương Thanh. Anh ta giật nảy mình, căm tức nhìn Dương Thanh. Anh ta không ngờ Dương Thanh lại ghi âm lời mình nói lúc nãy. Hạ Hà cũng vô cùng ngạc nhiên. Dương Thanh cười nói, Ngô Thiên Hữu đúng không? Anh nói nếu tôi phát tán đoạn ghi âm này lên mạng liệu anh có được lên trang đầu không? Đến cả tiêu đề tôi cũng nghĩ xong giúp anh rồi. Nam diễn viên tuyến 18 cầm thú dùng quan hệ của mình uy hiếp nữ diễn viên lên giường. Đến lúc đó danh tiếng của anh sẽ tăng vọt đấy nhỉ? Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán Ngô Thiên Hữu. Đối với nghệ sĩ, chỉ cần nói sai một câu là có thể khiến dư luận căm phẫn, tự hủy sự nghiệp. Nếu đoạn ghi âm này bị tung lên mạng, chắc chắn sẽ gây chấn động. Khi đó anh ta sẽ không chỉ bị đuổi khỏi đoàn làm phim mà còn phải đền một khoản tiền khổng lồ. Càng nghĩ Ngô Thiên Hữu càng sợ hãi. Danh con, sao mày lại hèn hạ như vậy? Mau xóa ghi âm ngay cho tao. Ngô Thiên Hữu nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Thanh cười đáp, nếu nói về hèn hạ, anh mạnh hơn tôi nhiều. Dùng ra thế uy hiếp một nữ diễn viên không có chỗ dựa. Tôi còn kém xa anh. Danh con, mày đang rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Ngô Thiên Hữu cả giận nói, tao cho mày cơ hội cuối cùng, mau xóa ghi âm đi, nếu không tao sẽ khiến mày biến mất khỏi Yến Đô. Mày nên biết nhà họ Tôn muốn lấy mạng một thằng tài xế taxi quèn dễ như trở bàn tay. Đến nước này Ngô Thiên Hữu vẫn còn dám uy hiếp Dương Thanh. Anh bỗng tò mò không biết kẻ hống hách này lớn lên kiểu gì. Tao cho mày cơ hội cuối cùng, mau xóa ghi âm đi, nếu không tao sẽ khiến mày biến mất khỏi Yến Đô. Mày nên biết nhà họ Tôn muốn lấy mạng một thằng tài xế taxi quèn dễ như trở bàn tay. Giọng nói của Ngô Thiên Hữu lại vang lên trong điện thoại của Dương Thanh. Dương Thanh bật cười, ngã một keo leo một nấc. Tôi nên nói anh bản tính khó rời hay là ngu xuẩn đây? Bây giờ tôi sẽ đăng hai đoạn ghi âm này lên mạng. Nếu tôi thực sự xảy ra chuyện, chắc chắn anh không thoát nổi tội. Dương Thanh bật điện thoại lên. Ngô Thiên Hữu hốt hoảng quát lớn, dừng tay, mày dừng ngay lại cho tao. Sao thế, bây giờ biết sợ rồi hả? Dương Thanh cười nói, biết sai thì xin lỗi đi. Danh con, mày đừng có được nước lấn tới. Ngô Thiên Hữu cắn răng nói. Diễn viên tuyến 18 lại định uy hiếp người ta rồi. Dương Thanh bất đắc dĩ nói, tôi vẫn nên đăng lên mạng thì hơn. Chỉ có vậy mới có thể đảm bảo an toàn. Xin lỗi, tôi sai rồi. Ngô Thiên Hữu bị dọa sợ run lên, cuống quýt xin lỗi. Anh yên tâm, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp. Chỉ cần anh không quấy rối bạn gái tôi nữa, những thứ này sẽ chỉ là kỷ niệm. Ngô Thiên Hữu xa sầm mặt. Giận dữ hét, mày đã muốn chết thì đừng trách tao. Nói xong, anh ta vung tay lên, cướp điện thoại của nó cho tao. Hai gã vệ sĩ sau lưng anh ta lập tức xông tới chỗ Dương Thanh. Ngô Thiên Hữu đã tức phát rồi, không thèm tin lời Dương Thanh. Chỉ khi tự xóa video và ghi âm anh ta mới có thể yên tâm. Anh ta rất có lòng tin với vệ sĩ của mình. Hai gã vệ sĩ lao vào tới chỗ Dương Thanh. Dương Thanh vẫn đứng im tại chỗ, không coi họ ra gì. Dương Thanh cẩn thận.
trông thấy hai gã vệ sĩ đồng loạt tung đấm, Hạ Hà hốt hoảng hô lên. Ngô Thiên Hữu khinh thường cười lạnh, vệ sĩ của tao là top đầu của công ty vệ sĩ nổi tiếng toàn quốc, lương 1 triệu một năm. Một thằng lái xe taxi quen. Bịch, bịch. Ngô Thiên Hữu chưa nói hết câu đã im bặt, trợn tròn mắt không dám tin. Bởi vì hai gã vệ sĩ mà anh ta lấy làm kiêu ngạo chưa chạm được tới quần áo Dương Thanh đã bị đánh bay ra ngoài như quả bóng. Thậm chí anh ta còn chưa kịp thấy Dương Thanh ra tay thế nào. Sao, sao lại như vậy? Ngô Thiên Hữu trừng to mắt, khó tin nói, sao một thằng lái taxi như mày lại đánh bại được vệ sĩ lương 1 triệu một năm của tao? Không đúng, nhất định mày đã giở trò gì đó. Mày dùng ám khí. Không sai, nhất định là mày đã dùng ám khí. Nếu không sao vệ sĩ của ta còn chưa chạm vào người mày đã tự bay ra ngoài. Đồ hèn hạ. Dương Thanh cạn lời, anh bảo họ cướp điện thoại của tôi, coi như tôi dùng ám khí thì đã sao. Kẻ hèn thật sự phải là anh mới đúng. Tôi vốn định nể mặt Hạ Hà tha cho anh một mạng. Không ngờ anh lại sai vệ sĩ cướp điện thoại của tôi. Anh đã không biết xấu hổ như vậy, tôi cũng không cần do dự, cứ đăng hết lên đi. Ngô Thiên Hữu hốt hoảng quỳ rạp xuống. Anh Thanh, tôi sai rồi. Tôi thực sự biết sai rồi. Tôi không dám nữa đâu. Xin anh đừng đăng những cái đó lên mạng. Sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt thật đấy. Tôi có tiền. Chỉ cần anh không đăng lên mạng, anh đòi bao nhiêu tôi cũng cho. Ngô Thiên Hữu thật sự biết sợ. Dương Thanh cười hỏi, cát xê của anh trong bộ phim kia là bao nhiêu? 8 triệu. Ngô Thiên Hữu vội vàng đáp. Được, tôi cũng không làm khó anh, lấy 8 triệu thôi. Dương Thanh ném một thẻ ngân hàng ra, lập tức chuyển tiền tới tài khoản này trong vòng 5 phút. Nếu không cứ đợi ngày mai lên báo đi. Ngô Thiên Hữu run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đối với anh ta, 8 triệu không phải số tiền nhỏ. Anh ta chỉ là diễn viên hơi nổi một chút, có cát xê 8 triệu đã rất cao rồi. Nhưng nếu không đưa tiền, chắc chắn Dương Thanh sẽ đăng video và ghi âm lên mạng, sự nghiệp của anh ta cũng sẽ bị hủy. Sau này đừng nói là 8 triệu, 80.000 cũng không ai thèm mời anh ta quay phim. Nghĩ vậy, Ngô Thiên Hữu không do dự nữa, vội vàng mở điện thoại chuyển tiền. Chưa đầy 2 phút sau, Dương Thanh đã nhận được tin nhắn chuyển khoản. Tôi đã gửi tiền theo như anh bảo. Bây giờ anh đã có thể xóa video và ghi âm được chưa? Ngô Thiên Hữu dè dặt hỏi. Có bài học vừa rồi, anh ta không còn dám phách lối nữa, thái độ rất khúm núm. Dương Thanh cười híp mắt nói, với đạo đức rác rưởi của anh, tôi chỉ có thể tạm thời giữ lại video và ghi âm làm kỷ niệm. Anh yên tâm, chỉ cần anh không quấy rối bạn gái rồi nữa. Chúng sẽ chỉ là đồ kỷ niệm mà thôi. Mặc dù Ngô Thiên Hữu chưa yên tâm nhưng không làm gì được Dương Thanh nên chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Được, hy vọng anh Thanh có thể giữ lời hứa. Anh ta cắn răng nói. Mau cút đi, đừng quấy rầy bạn gái tôi nghỉ ngơi, Dương Thanh phất tay nói. Ngô Thiên Hữu vội vàng dẫn vệ sĩ rời đi. Hạ Hà áy náy nói, xin lỗi anh, tôi lại liên lụy anh rồi. Cảm ơn anh lại giúp tôi thêm lần nữa. Dương Thanh vội vàng xua tay, đừng nói vậy, tôi cảm ơn cô còn không kịp. Cô đúng là thần tài của tôi. Vệ sĩ đã chuẩn bị trước, vội vàng mở trang web trên điện thoại giới thiệu chiếc Phaeton đặt làm riêng, cậu chủ xem đi, xe của cậu ta chính là chiếc này. Giá khởi điểm 12 triệu 900 nghìn. Đây còn là phiên bản cấp thấp nhất. Không phải cứ có tiền là mua được loại xe này đâu. Chỉ những nhân vật có máu mặt được Volkswagen chủ động mời mới có tư cách mua. Trong mắt Ngô Thiên Hữu bừng bừng lửa giận, nghiến răng nói, anh ta có thân phận đặc biệt thì đã sao? Chị họ tôi là người nhà họ Tôn của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cơ mà. Ở Yến Đô này, ai dám chống đối nhà họ Tôn đều phải chết. Sáng hôm sau, Dương Thanh tới tập đoàn Nhãn Thanh. Lạc Bân đứng trước bàn làm việc, đang báo cáo tài chính cho Dương Thanh. Ông cho tôi một bản báo cáo này là được, không cần phải nói lại từng chữ đâu. Dương Thanh chỉ nghe vài câu rồi chỉ vào sofa trước bàn làm việc, ngồi xuống đi, nói mấy thứ không có trong báo cáo. Lạc Bân rất tốt. Chỉ là mỗi lần gặp Dương Thanh đều rất căng thẳng, anh bảo ngồi mới dám ngồi. Sau khi ngồi xuống, ông ta nói tiếp, chi nhánh nước ngoài của chúng ta đang phát triển rất tốt. Lý Hải Vinh dẫn theo Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã làm việc rất hiệu quả. Cứ thế này chẳng bao lâu nữa, lợi nhuận của chi nhánh nước ngoài có thể đạt được 1/4 lợi nhuận của tập đoàn trong nước rồi. Dương Thanh khẽ gật đầu, khá kinh ngạc. Tuy lúc trước anh giao cho Lý Hải Vinh và hai con phát triển thị trường nước ngoài của tập đoàn Nhãn Thanh một phần là do Lạc Bân đề cử nhưng chủ yếu là vì muốn giúp đỡ bọn họ khi bị đuổi khỏi nhà họ Tống.
Không ngờ bọn họ lại có năng lực như vậy, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã phát triển chi nhánh nước ngoài được như hiện giờ. Hiện giờ tập đoàn Nhạn Thanh nằm trong top 500 công ty của thế giới, xếp hạng vốn đã tăng vọt. Nếu lợi nhuận của chi nhánh nước ngoài có thể đạt được 1/4 trong nước, đây quả thực chính là sự biến đổi lớn về chất. Xem ra giao nhiệm vụ khai thác thị trường nước ngoài cho bọn họ là sự lựa chọn sáng suốt. Dương Thanh cười nói, Lý Hải Vinh do ông tiến cử. Vậy nên thành tựu của chi nhánh nước ngoài cũng có công của ông. Lạc Bân vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói, đây là nhờ bọn họ có năng lực xuất sắc, tôi không thể tranh công của họ được. Dương Thanh chỉ cười không nói thêm nữa, chợt hỏi, dự án thành Cửu Châu thế nào rồi? Vốn lưu động rất dồi dào, tiến độ xây dựng cũng nhờ đó mà tăng lên nhanh chóng. Ngôn tình hay. Lạc Bân vội đáp, theo tình hình hiện giờ, cuối năm sau có thể hoàn thành sơ bộ. Mất thêm 4, 5 tháng của năm tiếp theo là có thể vận hành. Dương Thanh biết đây đã là tốc độ nhanh nhất, cũng không thúc giục, chỉ nghiêm giọng dặn dò, tiến độ nhanh càng tốt, nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn. Mỗi lần hỏi đến dự án này, Dương Thanh đều nhấn mạnh vấn đề an toàn với Lạc Bân. Lạc Bân lập tức đáp, cậu yên tâm, tôi vẫn tự mình phụ trách vấn đề an toàn của dự án thành Cửu Châu. Người quản lý an toàn ở công trường cũng do tôi tự lựa chọn. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lạc Bân bỗng reo lên. Lạc Bân cuống quýt tắt máy. Phải rồi, hoàn thành thủ tục chuyển nhượng công ty giải trí ngôi sao chưa? Dương Thanh đột nhiên nhớ tới chuyện nhà họ Tôn dùng sản nghiệp gán nợ. Lạc Bân gật đầu, làm xong rồi. Hiện giờ cậu chính là chủ tịch công ty giải trí ngôi sao, tất cả đều do cậu định đoạt. Dương Thanh khẽ cong môi, nhớ tới Ngô Thiên Hữu là nghệ sĩ của công ty này, tự xưng có nhà họ Tôn làm chỗ dựa. Dạo này công ty giải trí ngôi sao đang quay phim mới à? Dương Thanh lại hỏi. Tôi không biết cụ thể, nhưng có nghe nói đang quay một bộ phim chiếu mạng có vốn đầu tư thấp. Bởi vì kịch bản lấy bối cảnh ở Yến Đô nên đoàn phim mới tới đây từ mấy ngày trước. Lạc Bân cười nói, nhưng bộ phim này chỉ là dự án nhỏ, diễn viên cũng không nổi, không phải dự án trọng điểm của công ty. Tôi biết tới bộ phim này bởi bây giờ nó đang rất hot, còn bị đánh giá là bộ phim đầu tiên có nữ phụ sinh hơn nữ chính. Cũng nhờ có nữ phụ nên nam nữ chính của bộ phim này mới có chút tiếng tăm. Nghe Lạc Bân báo cáo, Dương Thanh bật cười. Không ngờ bộ phim chiếu mạng có vốn đầu tư thấp này lại được Hạ Hà giúp nổi tiếng. Nhưng nghĩ tới nhan sắc xinh đẹp của cô ta, Dương Thanh có thể hiểu được. Hạ Hà vốn rất xinh đẹp, lúc quay phim lại có thợ trang điểm chuyên nghiệp tô điểm nên càng hoàn mỹ. Cho nữ phụ tiền lương gấp đôi. Dương Thanh đột nhiên nói. Vậy nên dự án thành Cửu Châu chỉ đem lại lợi ích khổng lồ cho mảnh đấy kia và khu vực xung quanh, không thể uy hiếp tới lợi ích của người khác được. Chúng ta cũng không đắc tội với ai. Hiện giờ không có mấy ai dám ngáng chân dự án thành Cửu Châu. Dương Thanh nheo mắt nói, vậy thì chỉ có thể là tôi đắc tội ai đó rồi. Lạc Bân sững sờ há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Bây giờ mau điều tra toàn bộ thông tin về hai công nhân ngã chết kia, gần đây đã tiếp xúc với ai, trạng thái tinh thần có gì bất thường không, sức khỏe thế nào. Dương Thanh dặn dò Lạc Bân. Chuyện đã xảy ra, còn có khả năng rất lớn là có người cố ý gây chuyện, đương nhiên phải điều tra rõ ràng. Lạc Bân vội vàng gọi người đi điều tra. Hai người vẫn chưa tới công trường, Lạc Bân đã nhận được điện thoại, biết được một vài manh mối. Hai người đã chết là công nhân mới được đốc công tuyển vào. Trùng hợp nhất là hai bọn họ đều không mua bảo hiểm. Kỳ lạ nhất là hôm nay đốc công đó không tới công trường, cũng không liên lạc được. Còn tình trạng sức khỏe của họ, dạo gần đây có tiếp xúc với ai không thì tạm thời chưa rõ. Nhưng lại nghe ngóng được trạng thái tinh thần của họ. Có công nhân nói dạo gần đây hai người gặp nạn kia có vẻ có tâm sự, thái độ làm việc rất tiêu cực. Chỉ là đốc công không quan tâm, các công nhân khác cũng không dám nói gì. Lạc Bân kể lại toàn bộ cho Dương Thanh nghe. Xem ra chuyện này thực sự không phải ngoài ý muốn mà là âm mưu nhằm vào chúng ta. Dương Thanh gần như có thể chắc chắn, lạnh giọng nói, điều tra tiếp về gia đình người gặp nạn liệu có ai mắc bệnh nặng không. Ngoài ra, chặn sóng liên lạc ở công trường cho tôi. Chuyện xảy ra chưa đầy 5 phút đã có phóng viên chạy tới, rõ ràng rất bất thường. Nếu thực sự là lỗi của tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Thanh sẽ không giấu giếm công chúng. Nhưng nếu là âm mưu, anh cũng không cho phép bất cứ ai sỉ nhục tập đoàn Nhạn Thanh. Vâng, Lạc Bân vội đáp. Lúc trước Châu Ngọc Thúy thuê người tông chết Tần Đại Dũng đã chọn người có con gái bị bệnh máu trắng không có tiền chữa trị nên mới không còn cách nào khác. Dương Thanh nhớ tới chuyện này nên mới bảo Lạc Bân thăm dò tình cảnh của công nhân gặp nạn.
hiệu suất của Lạc Bân rất nhanh, chưa đầy 10 phút đã nhận được điện thoại. Chủ tịch, gia cảnh của hai người kia không có gì bất thường, chỉ là gia đình bình thường, bố mẹ và con cái đều ở quê, vợ theo chồng ra ngoài làm công. Lạc Bân thất vọng nói. Lúc này, hai người đã tới công trường thành Cửu Châu. Dương Thanh biết Lạc Bân rất áy náy, vỗ vai ông ta nói, đừng mặt ủ mày trao nữa, chuyện này không liên quan đến ông. Rất có khả năng là vì tôi mới gặp phải phiền phức này. Hiện giờ điều chúng ta cần làm là phải trấn an người nhà họ, gánh chịu những trách nhiệm phải gánh, phối hợp điều tra với cảnh sát. Tạm dừng thi công ở công trường đi. Lạc Bân khiếp sợ hỏi, nếu bây giờ tạm dừng thi công sẽ bị tổn thất rất lớn. Trong công trường có rất nhiều công nhân làm thời vụ. Sau này sẽ rất khó tìm được nhiều công nhân như thế. Rõ ràng đang có người cố ý hãm hại chúng ta. Làm vậy chẳng phải là đúng ý kẻ ác sao? Có thể công chúng cũng sẽ cho rằng chúng ta chột dạ nên mới tạm dừng thi công. Dương Thanh lạnh lùng nói, ông nghĩ chúng ta không tạm dừng, chính phủ sẽ cho chúng ta thi công tiếp à? Nghe vậy, sắc mặt Lạc Bân trở nên cứng đờ. Ông ta biết Dương Thanh nói đúng. Dù sao chết người mà vẫn chưa điều tra rõ ràng, chắc chắn công trường sẽ bị cưỡng chế dừng thi công. Ông ta bỏ ra rất nhiều công sức cho dự án này, đương nhiên không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Ông yên tâm. Tổn thất của chúng ta sẽ có người trả giá, hơn nữa còn là gấp bội. Dương Thanh lạnh giọng nói. Tôi biết rồi. Lạc Bân mất mát nói. Hai người vừa xuống xe đã thấy sâu trong công trường tập trung đầy người. Cảnh sát cũng phong tỏa hiện trường trong đó. Bên ngoài giải phân cách có rất nhiều phóng viên vác máy quay, còn có mấy chiếc xe nối đuôi nhau đi vào, đều là đám phóng viên tới để lấy tin. Dương Thanh cau mày hỏi, không phải ông đã dặn dò phải phong tỏa hiện trường rồi sao? Tại sao vẫn còn phóng viên đi vào được? Lạc Bân cũng vô cùng kinh ngạc, cắn răng nói, chủ tịch, tôi đi giải quyết ngay đây. Dứt lời, ông ta liền gọi một cuộc điện thoại. Nhưng mãi không thấy ông ta nói chuyện, rõ ràng là không thể liên hệ được. Chết tiệt! Lạc Bân gọi mấy lần liên tiếp cũng không liên lạc được, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không gọi được cho người quản lý công trường. Nếu tôi đoán không lầm, ông ta cũng bị mua chuộc rồi, có lẽ đã bỏ trốn. Xin lỗi chủ tịch, tại tôi không biết nhìn người gây ra rắc rối lớn cho công ty. Dương Thanh nhíu mày, bây giờ không phải lúc nói mấy lời vô dụng này. Xử lý phiền phức đi đã. Vâng, Lạc Bân vội vàng đáp. Hai người càng đến gần hiện trường tai nạn. Sắc mặt Dương Thanh càng xa sầm. Bởi vì hiện trường vô cùng hỗn loạn, xung quanh ngổn ngang các đồ vật có thể đâm vào người khác hẳn lúc anh đến thị sát trước đó. Tình trạng hiện giờ của công trường không hề đạt chuẩn an toàn. Công trường thế này không xảy ra chuyện mới lạ. Lạc Bân, đây chính là công trường ngày nào ông cũng tới kiểm tra sao? Dương Thanh giận dữ hỏi. Lạc Bân không tin nổi, vội nói, chủ tịch, tôi thực sự đã đến đây mỗi ngày. Chiều hôm qua tôi mới tới công trường. Hoàn toàn khác hẳn hiện giờ. Rõ ràng chiều hôm qua vẫn là công trường gọn gàng an toàn, làm sao có thể trở nên hỗn loạn như vậy chỉ sau một đêm. Nghe vậy, sắc mặt Dương Thanh hòa hoãn hơn, cũng hiểu ra rất nhiều. Nốc công thuê hai công nhân xảy ra chuyện kia đột nhiên biến mất, đến cả người quản lý công trường cũng không thấy đâu. Trong vòng một đêm, công trường bỗng trở nên hỗn loạn. Dương Thanh híp mắt nói, xem ra kẻ địch rất giàu hoạt. Có lẽ đã ủ mưu từ lâu rồi. Lạc Bân cũng vỡ lẽ, cả giận nói, đám hèn hạ này dám dùng mạng người để đối phó chúng ta. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới hiện trường xảy ra tai nạn. Chồng ơi, sao anh lại đi như vậy? Sau này em và con trai phải sống thế nào? Bố mẹ chúng ta phải sống thế nào? Em không muốn sống nữa, em cũng muốn đi theo anh. Một người phụ nữ trung niên nằm sấp cạnh xác công nhân gặp nạn, gào khóc ầm ĩ. Đột nhiên cô ta đứng dậy lao tới bức tường. Mau ngăn bà ấy lại. Một chàng trai trẻ mặc đồng phục nhanh nhẹn chạy tới cản lại bà ta, ngăn được chuyện xấu xảy ra. Bên cạnh xác người còn lại cũng có một người phụ nữ trung niên khác đang khóc lóc om sòm. Gần đó còn có một phóng viên cầm máy quay đang quay lại hiện tường, lên án tập đoàn Nhãn Thanh coi mạng người như cỏ rác. Lạc Bân tức phát điên định ngăn cản lại bị Dương Thanh giữ lại, bây giờ ngăn phóng viên lại sẽ khiến mọi chuyện loạn thêm. Nghe vậy, Lạc Bân mới bình tĩnh lại. Cắn răng nói mấy tên khốn kiếp này quá ghê tởm. Chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn Nhãn Thanh tới rồi. Bỗng có người giật mình hô lên. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh và Lạc Bân. Người vừa hô lên đã lẩn trốn vào đám đông, gia nhập đám người căm giận mắng chửi hai người họ. Đối phương nấp rất kỹ nhưng vẫn bị Dương Thanh phát hiện.
anh rất ít khi ra mặt. Người biết anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh không nhiều. Nhưng người trung niên vừa nhận ra anh rõ ràng là công nhân trên công trường. Lạc Bân vội chạy tới báo lại chuyện đốc công thuê hai công nhân kia và quản lý công trường đều đồng loạt biến mất, cả chuyện phóng viên chạy tới chỉ sau 5 phút xảy ra sự cố cho công chính. Xem ra chuyện này thực sự có vấn đề. Hai người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Công chính nghiêm túc nói. Đúng lúc ấy, một tiếng động rung chuyển đất trời vang lên. Mấy chiếc xe tải quân đội màu xanh lao tới. Ngay sau đó, mấy trăm chiến sĩ trang bị súng ống đầy đủ xông lên bao vây hiện trường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đột nhiên thấy nhiều người xuất hiện như vậy, Dương Thanh cau mày. Trông thấy Mã Siêu tới, chân mày anh mới giãn ra. Cung Chính cũng sợ ngây người. Sau khi có người báo cảnh sát, ông ta là người đầu tiên chạy tới hiện trời. Nhưng bây giờ, người của quân đội lại tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám phóng viên đang quay Dương Thanh lập tức bị bao vây. Tất cả giao ra toàn bộ thiết bị thu hình và ghi âm. Người đàn ông dẫn đầu nghiêm giọng ra lệnh. Các người muốn làm gì? Phóng viên mặc đồ Armani vừa quay Dương Thanh tức giận chất vấn. Chuyện này liên quan tới cơ mật của chúng tôi. Tất cả thiết bị quay phim và ghi âm đều phải được chúng tôi kiểm tra. Nếu không có vấn đề sẽ trả lại nguyên vẹn cho các người. Người đàn ông dẫn đầu lạnh giọng nói. Tuy ở đây có rất nhiều phóng viên nhưng không phải ai cũng có vấn đề. Bị nhiều chiến sĩ vác súng ống bao vây như vậy, bọn họ đã sợ choáng váng, nào dám phản kháng. Chẳng mấy chốc, phần lớn đều chủ động nộp thiết bị quay phim và ghi âm. Nhưng vẫn còn một số người không chịu giao nộp. Trong này có bằng chứng quan trọng của chúng tôi, không thể nộp cho các người được. Đám phóng viên nhằm vào Dương Thanh ôm chặt camera vào ngực không chịu giao ra. Bộ dạng như nếu cướp camera của họ. Họ sẽ liều mạng. Trong vòng 30 giây, ai dám chống đối sẽ xử bắn tại chỗ theo tội phản quốc. Người đàn ông cầm đầu nhíu mày, lạnh lùng nói. Tạch tạch tạch. Hơn 100 khẩu súng được lên nòng. Đám phóng viên kia đều sợ chết khiếp. Bọn họ cứ tưởng kiên quyết chống đối là được, không ngờ đối phương ra tay thật. Tôi sẽ giao ra tất cả thiết bị. Một người đứng sau phóng viên mặc đồ Armani lập tức đứng dậy. Tôi cũng giao toàn bộ thiết bị. Tôi cũng giao. Ngay sau đó, tất cả đều tự giác giao nộp thiết bị, ngoại trừ gã phóng viên mặc đồ Armani kia. Tuy bọn họ biết tư liệu trong máy quay rất giá trị nhưng bọn họ quý trọng tính mạng hơn. Còn 10 giây cuối cùng, người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng nhìn gã ta, giơ súng ngắn lên, họng súng đen ngòm chĩa thẳng giữa trán đối phương. Gã phóng viên mặc đồ Armani bị dọa sợ run lẩy bẩy, cuống quýt giao camera ra, tôi cũng giao. Hừ. Người đàn ông cầm đầu lạnh nhạt nhìn gã ta rồi nhận lấy camera, không thèm nhìn mà tiện tay ném cho chiến sĩ sau lưng. Toàn bộ điện thoại và camera của mấy trăm người ở hiện trường đều tập trung lại một chỗ. Còn có người chuyên kiểm tra những thứ này. Công trường rộng lớn lặng ngắt như tờ, ai cũng hoảng sợ. Nhất là đám phóng viên do gã mặc đồ Armani cầm đầu lại càng khiếp hồn. Mấy chục nhân viên kiểm tra điện thoại chỉ cần kết nối số liệu trên laptop thao tác chưa đầy một phút đã hoàn tất. Hiện trường có cả phóng viên và công nhân nên phải kiểm tra rất nhiều điện thoại. Ai cũng im lặng chờ phối hợp điều tra. May mà nhân viên kiểm tra nhiều nên chỉ mất nửa tiếng đã kiểm tra xong mấy trăm điện thoại và mười mấy camera. Thưa sếp, những thiết bị này đều có vấn đề. Một chiến sĩ mặc đồng phục đi lên báo cáo với người đàn ông dẫn đầu. Người kia lạnh lùng nhìn đống thiết bị có vấn đề bày la liệt trên mặt đất, dẫn chủ của những thiết bị này về điều tra. Vâng. Chiến sĩ vội vàng đáp. Phần lớn những thiết bị này đều là camera và bút ghi âm. Hơn nữa đều là thiết bị của đám người do gã phóng viên mặc đồ Armani cầm đầu. Đúng, chúng tôi sẽ không đồng ý hòa giải. Chúng tôi phải dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi. Tập đoàn Nhạn Thanh chính là doanh nghiệp ăn trên xương máu người khác. Nếu không tại công trường của các người không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, sao chồng tôi lại ngã chết được? Không sai, toàn bộ trách nhiệm đều là của tập đoàn Nhạn Thanh. Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Người nhà của công nhân gặp nạn kích động nhao nhao chỉ trích. Nhưng vẻ mặt của bọn họ lại chẳng hề đau thương, như đã biết người thân của mình sẽ chết từ trước. Dương Thanh không khỏi cau mày, bỗng lên tiếng nói, các người đã muốn dùng pháp luật bảo vệ quyền lợi, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp. Nhưng tôi thấy trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tôi nghi sức khỏe của hai công nhân gặp nạn có vấn đề, đề nghị kiểm tra giấy khám sức khỏe gần nhất của họ. Nếu cần thiết còn có thể khám nghiệm tử thi. Ai ngờ vừa nghe anh nói vậy,
Người thân của công nhân gặp nạn đã hốt hoảng nói, không được, chúng tôi từ chối khám nghiệm tử thi. Rõ ràng là công trường của các người không đạt chuẩn yêu cầu an toàn nên mới xảy ra tai nạn. Bọn họ đã chết rồi, sao còn muốn giày vò thi thể của họ? Các người quá ác độc. Nếu người chết là người nhà các người sẽ làm gì? Chúng tôi phản đối khám nghiệm thi thể và kiểm tra giấy khám sức khỏe gì đó. Các người đúng là công ty hút máu người. Cứ đợi đi, chúng tôi sẽ bóc phốt các người với báo chí. Người thân của công nhân ngã chết kích động kêu trời trách đất. Cảm xúc kích động là thật, nhưng kêu trời trách đất lại rất giả dối. Cung Chính cũng cau mày. Nghe Lạc Bân nói tới mấy điểm đáng nghi, ông ta cũng thấy có vấn đề, nhưng thói quen nghề nghiệp khiến ông ta không thể khẳng định khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Thế nhưng bây giờ vừa nhắc tới kiểm tra giấy khám sức khỏe và khám nghiệm tử thi, bọn họ lại nổi đóa. Nếu là bình thường gặp phải chuyện như vậy, người nhà nạn nhân không thể tiếp nhận được hiện thực, chỉ muốn đập tan doanh nghiệp đó. Nhưng sau đó họ sẽ nhanh chóng khôi phục lý trí, biết hòa giải riêng mới thích hợp nhất. Bình thường mọi người đều sẽ đồng ý. Tai nạn này, cả thái độ của người nhà nạn nhân đều rất bất thường. Cung Chính bỗng có ảo giác, những người thân này không hề để ý tới cái chết của người nhà, không thèm nhận tiền bồi thường, chỉ giáp tâm bôi nhỏ tập đoàn Nhạn Thanh. Điều này rất không bình thường. Dương Thanh không thèm để ý tới bọn họ, nói với Cung Chính, tôi đề nghị kiểm tra cả tài khoản ngân hàng của người nhà nạn nhân xem có phải đột nhiên nhận được tiền hay không. Quả nhiên là bất thường. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, đám người nhà nạn nhân lập tức tỏ ra kinh hãi. Dù bọn họ đã nhanh chóng che giấu nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của Dương Thanh và Cung Chính. Cậu Vương, cậu liên hệ với người trong đội kiểm tra tài khoản ngân hàng của nạn nhân và người nhà bọn họ xem có gì đáng nghi không. Cung Chính ra lệnh cho một cảnh sát trẻ bên cạnh, cả tình trạng sức khỏe của người chết nữa. Vâng thưa đội trưởng Cung. Cậu Vương vội vàng đáp. Đội trưởng Cung, nếu có người bị mua chuộc, giấu giếm sự thật, khai man sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Cố tình khai man vụ oan người khác, khiến người khác phải chịu trách nhiệm hình sự là tội nặng, sẽ bị xử từ 3 năm tù trở xuống, tạm giam hoặc quản chế. Nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ phạt tù từ 3 đến 10 năm. Cung Chính nghiêm túc nói, nếu vụ án này có tình tiết khai man, giấu giếm sự thật sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho tập đoàn Nhạn Thanh. Có thể nói nếu thực sự có người ác ý đứng đằng sau chuyện này vu cáo các cậu, hoàn toàn có thể xử theo tình tiết gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dương Thanh lại nói tiếp, vậy là nếu khiến tập đoàn Nhạn Thanh bị thiệt hại nặng nề, người cố tình khai man vu cáo chúng tôi sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm sao? Cung Chính gật đầu đáp, tập đoàn Nhạn Thanh có thể kiện người khai man, yêu cầu bồi thường thiệt hại. Dương Thanh gật đầu, thản nhiên nói, nếu danh tiếng của tập đoàn Nhạn Thanh bị tổn hại, ít nhất sẽ bị tổn thất 100 tỷ. 100 tỷ đấy, nếu bị cáo không trả nổi thì có thể sẽ liên lụy đến cả 9 đời nhỉ. Nghe thấy hai người họ nói chuyện, người nhà nạn nhân đều hãi hùng. Bọn họ quả thực biết sự thật, cũng đang muốn khai man để kiện tập đoàn Nhạn Thanh. Không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy, còn có nguy cơ phải ngồi tù. Kinh khủng hơn là phải bồi thường cho tập đoàn Nhạn Thanh 100 tỷ. Đừng nói là 100 tỷ, dù là 1 triệu bọn họ cũng không đền nổi. Các người còn muốn kiện tập đoàn Nhạn Thanh nữa không? Dương Thanh hỏi bọn họ. Cậu muốn nói gì? Một người chột dạ, lắp bắp nói, chúng tôi không hãm hại các người, chúng tôi chỉ nói sự thật. Dẫn bọn họ đi. Cung Chính vung tay ra lệnh. Mấy người cảnh sát lập tức tiến lên. Đúng lúc này, một công nhân mặc quần áo lao động bỗng lao tới hai người phụ nữ kia. Trong tay ông ta còn cầm một lưỡi dao sáng loáng đâm thẳng vào tim bọn họ. Không ai nghĩ tới cảnh tượng xảy ra bất thình lình này, ngay cả Dương Thanh cũng ngạc nhiên. Thấy con dao găm trên tay tên sát thủ sắp đâm vào tim người phụ nữ trung niên, Dương Thanh không ngần ngại giật lấy khẩu súng lục từ tay Cung Chính. Bằng! Tiếng súng chát chúa bỗng vang lên, cổ tay của tên sát thủ bị viên đạn xuyên thủng. A! À, tên sát thủ gào lên đau đớn, cây dao găm đã rớt xuống đất, cổ tay cũng trúng đạn. Gã ta muốn giết người diệt khẩu cũng không còn cơ hội. Gã ta xoay người định bỏ chạy. Bằng, bằng. Ngay sau đó, hai tiếng súng liên tiếp vang lên, viên đạn găm chính xác vào chân tên sát thủ. Từ lúc tên sát thủ nổi lên ý định giết người cho đến khi Dương Thanh đoạt súng bắn gã ta, mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Cho đến lúc tên sát thủ ngã trên mặt đất mọi người mới hoàn hồn lại. Ngay khi tiếng súng vang lên, Mã Siêu đã lao ra ngoài. Cạch một cái. Quai hàm của tên sát thủ bị cạy ra, Mã Siêu lấy một túi thuốc độc từ trong miệng tên sát thủ ra, trong miệng gã ta có độc, là một con cá lớn.
vài cảnh sát lao tới, đè tên sát thủ xuống đất, còng tay lại. Tên sát thủ không còn đường thoát thân, hai mắt trợn trừng dữ tợn. Là sát thủ của địa ngục môn. Mã Siêu đi tới bên cạnh Dương Thanh nói. Khi Cung Chính ở bên cạnh nghe được ba chữ địa ngục môn sắc mặt tái mét, khó tin nói, sao có thể? Địa ngục môn là tổ chức sát thủ nổi tiếng quốc tế. Thực lực sát thủ của bọn họ cực kỳ mạnh, ngay cả một số nhân vật nổi tiếng của nước ngoài cũng dám giết. Quan trọng nhất là sát thủ của địa ngục môn rất bí ẩn, gần như chưa từng thất thủ, dù có bắt được cũng chỉ để lại cái xác. Mã Siêu cũng không trả lời Cung Chính mà nói với Dương Thanh, thứ hạng của sát thủ này ở địa ngục môn hẳn là khá cao, phỏng chừng nằm trong top 20. Lúc tên sát thủ kia thấy Mã Siêu nhận ra gã ta, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, dường như không ngờ ở đây lại có người nhận ra mình. Càng khiến gã ta khiếp sợ hơn là Mã Siêu không chỉ nhận ra gã ta mà còn biết được thực lực của gã ta nằm trong top 20 ở địa ngục môn nữa. Rốt cuộc các người là ai? Sát thủ nghiến răng nghiến lợi hỏi Dương Thanh và Mã Siêu. Với thực lực của gã ta, vừa rồi có thể dễ dàng giết chết vợ của hai người đã chết kia nhưng nào ngờ lại gặp phải Dương Thanh. Khả năng bắn súng chính xác và tốc độ phản ứng của Dương Thanh vượt xa người thường. Hơn nữa còn có Mã Siêu, chỉ chớp mắt đã nhận ra gã ta là sát thủ của địa ngục môn càng khiến gã ta sốc hơn. Lắm lời. Mã Siêu đi tới, đá vào cổ tên sát thủ, hai mắt gã ta trợn ngược lên rồi ngất xỉu. Dương Thanh nói với Cung Chính, đội trưởng Cung, hồ sơ bệnh án của người chết cũng đã được tìm thấy, người thân của người chết cũng sẵn sàng hợp tác điều tra với các anh, hơn nữa còn bắt được một tên sát thủ, tôi nghĩ chẳng mấy chốc sẽ điều tra ra sự thật thôi, những chuyện còn lại phiền ông rồi. Cung Chính không dám xem thường Dương Thanh, vội nói, Chủ tịch Thanh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra ra sự thật, cho các cậu một câu trả lời hợp lý. Từ việc Dương Thanh đoạt súng phế bỏ một cánh tay cộng với hai chân của sát thủ và cả việc Mã Siêu nhận ra được sát thủ của địa ngục môn, Cung Chính biết Dương Thanh là một người không đơn giản. Thậm chí ông ta còn nghi ngờ, hơn 100 chiến sĩ trang bị súng ống xuất hiện lúc nãy cũng là có liên quan đến Dương Thanh. Nếu không nơi này chỉ là công trường của một dự án thành Cửu Châu, sao có thể liên quan đến bí mật quân sự được chứ? Có lẽ những thứ này chỉ là viện cớ mà thôi. Bởi vì những người đó đưa phóng viên đi chính là cách bảo vệ danh tiếng của tập đoàn Nhãn Thanh tốt nhất. Mặc dù ông ta cũng biết các phóng viên có vấn đề, nhưng cũng không dám ra lệnh bắt người đi điều tra. Dù sao việc này cũng có liên quan đến danh tiếng của tập đoàn Nhãn Thanh, nên vẫn nhờ đội trưởng Cung xử lý thỏa đáng. Trong lúc Cung Chính vẫn còn đang suy nghĩ thì Dương Thanh lại nói, về việc bắt được sát thủ của địa ngục môn, là do đội trưởng Cung phát hiện sát thủ muốn giết người diệt khẩu, tinh mắt lẹ tay, lập tức nổ súng nên mới bắt được gã ta. Cung Chính nghe vậy hai mắt sáng lên. Ông ta không ngờ Dương Thanh lại nhường công lao lớn như vậy cho ông ta. Dù sao kẻ bị bắt cũng là một tên sát thủ của tổ chức sát thủ nổi tiếng thế giới, chắc chắn gã ta có liên quan đến rất nhiều vụ án giết người. Có thể bắt được một sát thủ như vậy chẳng khác nào lập được công lớn. Nhưng nhận ra thân phận Dương Thanh không đơn giản, ông ta cũng không dám nói gì, chỉ nói, cảm ơn Chủ tịch Thanh. Nói xong ông ta dẫn người rời đi. Sự việc cũng khá là lớn nhưng lại không xảy ra nguy hiểm hiểm gì, cuối cùng cũng qua đi, Dương Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trong mắt anh hơi lóe lên nói, cũng không biết, lần này kẻ nào lại tặng tôi món quà lớn như vậy. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Mã Siêu nhìn Dương Thanh nói, đã điều tra được hung thủ đứng sau lưng việc này rồi. Dương Thanh nghe Mã Siêu nói vậy, hai mắt lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi, ai? Vũ Văn Bân. Mã Siêu nói ra một cái tên. Khi Dương Thanh nghe đến tên Vũ Văn Bân, vẻ mặt chợt cứng ngắc. Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ lại là Vũ Văn Bân. Những phóng viên bị bắt đi đều đã thú nhận, có người đưa cho bọn họ một khoản tiền để vạch trần sự cố ở tập đoàn Nhãn Thanh. Mà người đã đưa tiền cho bọn họ tên là Trần Quân, chính là người của Vũ Văn Bân. Bữa nãy đã tìm được Trần Quân nhưng hắn ta chết rồi. Mã Siêu nghiêm nghị nói, người thân của hai công nhân thiệt mạng ngoài ý muốn trong vụ tai nạn cũng đã khai với cảnh sát chính Trần Quân đã đưa tiền cho bọn họ, bảo bọn họ không chấp nhận bất kỳ hòa giải nào. Hơn nữa, Trần Quân chỉ đưa cho họ 100.000 tiền đặt cọc, nói rằng chỉ cần bọn họ làm lớn chuyện, sau khi thành công sẽ cho mỗi người 1 triệu. Còn cái gã sát thủ của địa ngục môn kia đúng là cứng đầu cứng cổ, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng không chịu khai ra người thuê gã ta là ai. Nhưng dựa vào việc người thân của hai công nhân đã chết và những phóng viên đó đã tiếp xúc với Trần Quân cũng có thể giải thích được mọi vấn đề. Hết thảy mọi việc đều do Vũ Văn Bân đứng sau lưng sai khiến. Sát thủ của địa ngục môn phỏng chừng cũng là tác phẩm của Vũ Văn Bân.
chỉ là tất cả các bằng chứng đều chỉ vào Trần Quân. Hắn ta đã bị diệt khẩu, không thể trực tiếp chứng minh những việc đó đều do Vũ Văn Bân làm. Dương Thanh không nói gì, nhắm hai mắt lại, dựa đầu vào ghế ngồi, trên mặt thoáng hiện lên vẻ đau lòng. Những việc Mã Siêu nói gần như không cần thêm bằng chứng gì nữa cũng đã đủ chứng minh Vũ Văn Bân chính là kẻ sau lưng sai khiến mọi thứ. Một lúc lâu sau, Dương Thanh đột nhiên mở mắt ra, hơi tự giễu nói, anh cả tôi đúng là chưa từng bỏ ý định giết chết tôi mà. Anh đã biết Vũ Văn Cao Dương cũng không phải là bố ruột của mình, và anh cũng không có quan hệ ruột thịt gì với Vũ Văn Bân. Nhưng mà dù sao từ nhỏ anh cũng đã lớn lên ở gia tộc Vũ Văn. Anh đã từng xem Vũ Văn Bân là anh ruột của mình. Nhưng từ trước tới nay Vũ Văn Bân rất xem thường mình, ngược lại lúc nào cũng gây khó dễ cho mình. Bây giờ anh ta lại còn muốn lấy mạng mình. Dương Thanh thật sự rất khó chịu, dù gì nhà họ Vũ Văn cũng có lòng tốt nuôi dưỡng anh. Bây giờ, Vũ Văn Cao Dương còn bị anh liên lụy, đang nằm trong khoa hồi sức tích cực vẫn chưa tỉnh lại. Anh Thanh, em biết được tình cảm của anh dành cho gia tộc Vũ Văn rất phức tạp, không đành lòng ra tay với người của gia tộc Vũ Văn. Mã Siêu bỗng nói, thật ra, em có thể thay anh làm rất nhiều việc. Dương Thanh lắc đầu, tạm thời tha mạng cho anh ta trước đã, hết thảy mọi việc đợi Vũ Văn Cao Dương tỉnh lại rồi tính sau. Dương Thanh rất biết ơn công lao nuôi dưỡng của Vũ Văn Cao Dương, nhưng vẫn rất khó để anh từ bỏ thành kiến với Vũ Văn Cao Dương trong thời gian ngắn. Ngay cả khi anh thực sự muốn xử lý Vũ Văn Bân, thì ít nhất anh cũng phải đợi Vũ Văn Cao Dương tỉnh lại và xem ông ta xử lý thế nào trước đã. Lát sau Mã Siêu bỗng nói, anh Thanh, anh đã thay đổi rồi. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, kể từ khi rời biên giới phía Bắc, nhiệt huyết của anh đã dần biến mất. Nghe nói người của cảnh sát đã đang trên đường đến gia tộc Vũ Văn để tìm cậu điều tra. Lời của gã béo khiến Vũ Văn Bân sững sờ. Mày nói cái gì, tất cả bọn họ đều bị cảnh sát dẫn đi điều tra. Vũ Văn Bân giận như điên nói, người thân của người chết bị mang đi thì thôi, sao mà ngay cả đám phóng viên cũng bị đưa đi luôn chứ? Chẳng lẽ bọn họ làm như vậy không sợ bị đám phóng viên kia vạch trần sao? Gã béo lắc đầu, lo lắng nói, mọi chuyện rất kỳ lạ, dường như đang cố ý nhắm vào chúng ta. Đám phóng viên bị đưa đi điều tra kia, đều là những người do Trần Quân sắp xếp. Về phần các phóng viên khác đều bình thường. Ngay cả khi đưa cho bọn họ một khoản tiền rất lớn, bọn họ cũng không chịu tiết lộ cho chúng ta biết rốt cuộc công trường dự án thành Cửu Châu đã xảy ra chuyện gì. Tôi có cảm giác tất cả những điều này như có một bàn tay đang ở phía sau, thao túng mọi thứ. Khi gã béo vừa nói xong thì vài người đàn ông mặc đồng phục bước vào. Người đi đầu chính là cung chính ở công trường dự án thành Cửu Châu trước đó. Xin chào, chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến một vụ án giết người. Đây là lệnh điều tra, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Cung chính bước tới, lấy lệnh điều tra ra rồi nói với Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân thấy lệnh điều tra nhất thời sắc mặt tái mét. Anh ta cũng không ngờ, nhanh như vậy đám người này đã điều tra đến chỗ mình. Các người đang nói nhăng nói cuội gì đấy? Vũ Văn Bân chỉ sững sờ trong chốc lát sau đó cả giận nói, mấy ngày nay, tôi chưa từng rời khỏi nhà họ Vũ Văn, camera trong trang viên có thể chứng minh việc này. Sao tôi có thể liên quan đến vụ án giết người được chứ? Cung chính lấy một bức ảnh ra, vẻ mặt hờ hững nói, cậu biết người này chứ? Vũ Văn Bân cau mày, tức giận nói, anh ta là nhân viên của công ty thuộc sản nghiệp của gia tộc Vũ Văn chúng tôi, cũng là nhân viên xuất sắc nhất, tên là Trần Quân. Sao tôi có thể không nhận ra anh ta chứ? Chỉ nửa giờ trước, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của cậu ta ở sông Lão Long, hơn nữa cuộc gọi cuối cùng trong lịch sử cuộc gọi của cậu ta là gọi cho cậu. Vũ Văn Bân giả vờ kinh ngạc, ông nói cái gì? Anh ta chết rồi sao? Tại sao lại chết? Mới một giờ trước, anh ta còn gọi điện thoại báo cáo công việc với tôi cơ mà. Anh ta là nhân viên xuất sắc như vậy sao lại chết được? Các người nhất định phải điều tra cho ra hung thủ, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã hung thủ kia đâu. Nhìn dáng vẻ giận dữ của Vũ Văn Bân dường như thật sự rất quan tâm Trần Quân. Cung chính nhíu mày, Vũ Văn Bân này đúng là hỏi một đường trả lời một nẻo, nhưng cũng coi như đã trả lời ông ta rồi. Đồng chí cảnh sát, không phải ông nghĩ cái chết của Trần Quân có liên quan đến tôi đấy chứ? Vũ Văn Bân lại nhìn cung chính nói, nếu chỉ vì cuộc gọi cuối cùng anh ta gọi cho tôi mà các người nghi ngờ tôi, điều này có quá đáng không? Cho dù muốn dẫn tôi đi điều tra thì cũng phải có bằng chứng chứ? Nếu không có bằng chứng tôi sẽ không đi với các người đâu. Bây giờ, bố tôi đang bị thương nặng, vẫn còn đang nằm trong khoa hồi sức tích cực, nhân viên xuất sắc nhất của tôi cũng chết rồi, các người không đi tìm hung thủ ngược lại chạy tới điều tra tôi.
bây giờ tôi tạm thời quản lý gia tộc Vũ Văn thay bố tôi. Nếu các người không có bằng chứng mà dẫn tôi đi như vậy, thì gia tộc Vũ Văn phải làm sao đây? Còn danh tiếng của tôi thì sao? Danh tiếng của gia tộc Vũ Văn thì thế nào? Các người không gánh vác nổi đâu. Cung Chính nhăn mày, không vui nói, cậu Vũ Văn, cậu đây là muốn từ chối hợp tác điều tra sao? Không phải tôi từ chối điều tra mà là các người phải đưa ra được bằng chứng. Không có bằng chứng tôi xem ai dám dẫn tôi rời khỏi gia tộc Vũ Văn này. Thái độ Vũ Văn Bân cực kỳ hung hăng. Được, nếu cậu muốn có bằng chứng tôi sẽ đưa bằng chứng cho cậu xem. Cung Chính hừ lạnh, trực tiếp bật một đoạn ghi âm, lập tức có tiếng nói vang lên. Cậu Bân, tôi thật sự hết cách rồi. Bây giờ có rất nhiều người đang tìm tôi, một khi tôi bị bắt sẽ có rất nhiều việc của cậu Bân bị lộ ra ngoài. Cậu nhất định phải nghĩ cách cứu tôi. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi sẽ cho người đi tìm anh, trước mắt sẽ đưa anh ra nước ngoài tránh sóng gió đã. Cảm ơn cậu Bân, cảm ơn cậu Bân, tôi đang ở nhà kho số 3 của bến cảng sông Lão Long. Chỉ có 3 đoạn ghi âm, nhưng đoạn ghi âm thứ 2 lại là giọng nói của Vũ Vân Bân. 2 đoạn còn lại đều là giọng nói của Trần Quân. Dù nội dung đối thoại rất ít nhưng có thể chứng minh, Trần Quân đã gây ra chuyện lớn gì đó đang bị nhiều người đuổi giết. Nhưng Vũ Văn Bân lại nói sẽ sắp xếp cho hắn ta ra nước ngoài né tránh khó khăn, điều đó đã đủ chứng tỏ Vũ Văn Bân biết Trần Quân gây ra việc gì. Vũ Văn Bân cũng sững sờ. Đoạn đối thoại này là nội dung cuộc gọi cuối cùng của Trần Quân trước khi bị giết, không ngờ lại bị Trần Quân ghi âm lại. Theo điều tra của chúng tôi, dự án Thành Cửu Châu xảy ra chuyện là do Trần Quân tìm đám phóng viên tọa soạn Yến Đô đến, hơn nữa còn sắp xếp bệnh nhân mắc ung thư thời kỳ cuối trà trộn vào công trường Thành Cửu Châu. Mà trong điện thoại của cậu ta còn có đoạn ghi âm cuộc gọi cuối cùng của cậu ta và cậu. Không những vậy, xác của Trần Quân được phát hiện ở sông Lão Long. Mà lúc còn sống cậu ta đã báo cho cậu biết chỗ trốn của mình. Dù những chứng cứ này không thể trực tiếp chứng minh cậu có liên quan đến sự cố công trình dự án Thành Cửu Châu, nhưng ít nhất cũng có thể giải thích cậu chính là nghi phạm lớn nhất đúng không? Ngoài ra cậu cũng là nghi phạm lớn nhất liên quan đến cái chết của Trần Quân, nên hôm nay dù ông trời có xuống đây, cậu cũng phải đi theo chúng tôi về đồn một chuyến. Cung Chính thẳng thắn nói, hoàn toàn không thấy sợ hãi bởi thân phận của Vũ Văn Bân. Được, rất tốt. Nếu ông đã muốn dẫn tôi đi điều tra, tôi theo các ông là được chứ gì. Chỉ là ông có chắc sẽ làm như vậy không? Đối phương vội nói sau đó lại hỏi, anh Thanh, lúc nào anh trở về biên giới phía Bắc thăm anh em vậy? Đám anh em nhớ anh chết đi được. Trên mặt Dương Thanh cũng xuất hiện ý cười nhàn nhạt, vẻ mặt hoài niệm trò chuyện với đối phương vài câu rồi mới cúp máy. Mã Siêu biết được sắp có một đám hạt giống tốt tới đây thì sướng rơn người. Sau khi đưa Dương Thanh trở về tập đoàn Nhạn Thanh thì anh ta chạy thẳng tới căn cứ huấn luyện ảnh vệ. Buổi chiều vừa tới giờ tan tầm, Dương Thanh nhận được điện thoại của Hạ Hà, Dương Thanh, anh có thể giúp tôi một lần nữa không? Không đợi Dương Thanh hỏi thăm chuyện gì, Hạ Hà đã giải thích nói, Ngô Thiên Hữu đã nói sẽ không làm phiền tôi nữa, nhưng anh ta bắt tôi phải đồng ý với anh ta một việc. Đó là anh ta làm chủ mời anh ăn một bữa cơm hơn nữa còn muốn xin lỗi anh. Nghe Hạ Hà nói Ngô Thiên Hữu muốn mời mình ăn cơm, còn muốn xin lỗi mình, vẻ mặt Dương Thanh rất kỳ lạ. Cũng chỉ có cô gái đơn thuần như Hạ Hà mới tin chuyện hoang đường này. Dương Thanh tuyệt đối không tin Ngô Thiên Hữu thật lòng muốn xin lỗi anh. Được, nói cho tôi biết thời gian và địa điểm, tôi sẽ có mặt đúng giờ. Dương Thanh vẫn đồng ý. Một là vì Hạ Hà, hai là anh muốn nhìn thử xem rốt cuộc Ngô Thiên Hữu muốn làm gì. Thấy Dương Thanh đồng ý, Hạ Hà lập tức vui vẻ nói, 7 giờ tối nay, tiệm ăn nhà họ Trần, được không? Không thành vấn đề, đợi lát nữa tôi sẽ tới đón cô. Dương Thanh nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó anh gọi điện cho Lạc Bân hỏi, tiến độ bộ phim chiếu mạng Chiến Thần Bất Bại thế nào rồi? Hạ Hà đảm nhiệm vai nữ phụ trong bộ phim chiếu mạng Chiến Thần Bất Bại này. Buổi sáng, Lạc Bân đã phát hiện Dương Thanh khá thích bộ phim này, nên đã chuẩn bị đầy đủ. Ông ta vội vàng nói, bộ phim này đã quay được 2 tháng, nhưng vì công ty giải trí Ngôi Sao cùng lúc còn quay thêm mấy bộ phim lớn khác, nên tuy bộ phim chiếu mạng này đã quay được 2 tháng, trên thực tế lại chẳng quay được nhiều nội dung. Vì gần đây tạo hình của nữ phụ trong bộ phim này bị lộ ra nên phim mới nổi theo. Vì thế công ty giải trí Ngôi Sao mới đẩy nhanh tiến độ quay. Nếu chủ tịch thích tôi sẽ thông báo với công ty giải trí Ngôi Sao bảo bọn họ đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Sau khi cân nhắc một hồi, Dương Thanh nói cách khác nếu tạm thời đổi diễn viên chính nào đó cũng sẽ không ảnh lớn đến bộ phim này, đúng không? Lạc Bân nói, chỉ cần không đổi nữ phụ Hạ Hà thì sẽ không sao. Được, tôi biết rồi.
Sau khi biết được việc cần biết, Dương Thanh liền cúp điện thoại. Bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, vẻ mặt Lạc Bân mê man, chủ tịch có ý kiến với diễn viên chính nào đó của bộ phim này sao? Ông ta bỗng nhớ tới sáng nay Dương Thanh mới bảo ông ta giảm bớt phân nửa tiền cát xê của nam chính Ngô Thiên Hữu, ngược lại tăng gấp đôi tiền cát xê cho nữ phụ Hạ Hà. Ông ta phản ứng rất nhanh, chủ tịch là vô cùng bất mãn với Ngô Thiên Hữu, lẽ nào chủ tịch đang ám chỉ mình đổi Ngô Thiên Hữu? Lạc Bân nghĩ vậy liền lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách công ty giải trí ngôi sao, chuẩn bị thay đổi Ngô Thiên Hữu bất cứ lúc nào. Đây là lý do chính khiến Lạc Bân được Dương Thanh xem trọng. Ông ta có thể đoán được ý đồ trong mỗi câu nói của Dương Thanh, nên mỗi lần Dương Thanh giao nhiệm vụ cho ông ta đều hoàn thành ngay lập tức. Nhưng Dương Thanh lại không biết chỉ vài lời nói của anh lại khiến cho Lạc Bân âm thầm làm nhiều việc như vậy. Sau khi tan làm, Dương Thanh ở lại phòng làm việc. Ngồi hơn nửa giờ anh mới lái xe đến khách sạn Mễ Phương. Dương Thanh, thật ngại quá, lại làm phiền anh rồi. Hạ Hà thấy Dương Thanh tới, thật sự áy náy nói. Nếu không phải nóng lòng muốn thoát khỏi sự quấy rầy của Ngô Thiên Hữu, chắn chắn cô ta sẽ không tìm Dương Thanh giúp đỡ nữa. Dương Thanh cười lắc đầu nói sang chuyện khác, tôi nghe nói bộ phim chiếu mạng cô đang quay nhờ có cô mới bỗng nhiên trở nên nổi tiếng. Nghe nói cô được giới truyền thông nước ngoài đánh giá là mỹ nữ ngàn năm có một. Hạ Hà hơi xấu hổ, đỏ mặt nói nhỏ, chỉ là những lời đồn đại mà thôi, nào có khoa trương như vậy. Sở dĩ bộ phim này trở nên ăn khách là do kịch bản được viết rất tốt. Dương Thanh mỉm cười nói, khiêm tốn quá sẽ trở thành kiêu ngạo. Nói ra cô là người có công lớn với bộ phim này, tôi nghĩ dù quan hệ của cô và Ngô Thiên Hữu có căng thẳng hơn nữa, công ty cũng sẽ không chèn ép cô đâu. Hơn nữa, công ty giải trí ngôi sao sau này chỉ sẽ lăng xê cô, nói không chừng bộ phim tiếp theo cô sẽ là nữ chính đấy. Hạ Hà thở dài thườn thượt, tôi cũng không muốn làm đại minh tinh gì đó, tôi tiến vào giới giải trí chẳng qua chỉ là muốn kiếm sống mà thôi. Như bây giờ ngược lại ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, chỉ ra cửa thôi cũng phải mang khẩu trang, chỉ sợ bị quần chúng vây xem. Đây là nỗi giàu lớn nhất của tất cả minh tinh, nhất là những minh tinh hơi nổi tiếng kia, bọn họ hoàn toàn không có không gian riêng tư. Nếu không thích thì có thể từ bỏ. Dương Thanh nổ máy xe, vừa lái xe vừa nói, chờ cô quay xong bộ phim này, trong tay hẳn là tích lũy được một khoản tiền, cô có thể thử nghiệm cảm giác tự mình làm chủ công ty. Làm vậy cô cũng không cần lo lắng mất đi không gian riêng tư. Dương Thanh không nói thẳng ra anh sẽ giúp đỡ Hạ Hà. Với địa vị bây giờ của anh, dù Hạ Hà mở công ty gì, chỉ cần anh cho cô ta một dự án nho nhỏ cũng có thể bảo đảm cho Hạ Hà hốt bạc. Hạ Hà lập tức im lặng, tuy cô ta đơn thuần nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Nếu cô mở công ty chắc chắn Dương Thanh sẽ ra tay giúp đỡ. Cô ta luôn thấy bản thân đã thiếu nợ Dương Thanh rất nhiều, nên cô ta không muốn làm phiền anh nữa. Nhưng Dương Thanh lại cũng thấy mình mắc nợ Hạ Hà. Lúc trước Hạ Hà thà rằng hy sinh sự trong sạch của mình cũng nhất quyết bảo vệ Tiêu Tiêu, phần ân tình này Dương Thanh ghi lòng tác giả. Còn về việc Dương Thanh giấu tên giúp đỡ cho mẹ con Hạ Hà, hơn nữa còn giúp tìm được Ngải Lâm, chữa bệnh cho bà ta cũng chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. 20 phút sau Dương Thanh dừng xe trước tiệm ăn nhà họ Trần. Không ngờ anh lại tới đây nữa rồi. Dường như lần nào anh tới đây cũng đều xảy ra một số chuyện. Dưới sự dẫn đường của Hạ Hà, chẳng mấy chốc hai người đã đi tới một phòng VIP xa hoa. Hạ Hà, cô đến rồi à? Người anh em này, rất xin lỗi tối nay là buổi gặp mặt của đoàn phim chúng tôi. Anh cũng thấy rồi đấy, bạn của tôi không chào đón anh. Hơn nữa, đây là tiệm ăn nhà họ Trần, không phải ai cũng có tư cách ăn ở đây đâu. Chỉ mỗi tiền đặt phòng VIP này thôi đã tốn 200.000 rồi đấy. Nếu anh thật sự muốn ăn cơm ở đây thì đợi sau khi chúng tôi ăn uống xong sẽ bảo Hạ Hà gói thức ăn thừa đem về cho anh, xem như nể mặt Hạ Hà cho anh có lộc ăn. Ha 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 ha. Nghe được lời này của Ngô Thiên Hữu, mọi người cùng cười ồ lên. Ngoài Dương Thanh và Hạ Hà ra những người còn lại đều đang cười to. Nhìn đám người đang cười ngả nghiêng kia Dương Thanh bỗng thấy buồn cười. Những người này đều là diễn viên của đoàn phim, nếu bọn họ biết chủ tịch của công ty giải trí ngôi sao chính là Dương Thanh. Bọn họ còn cười được nữa không? Ngô Thiên Hữu anh quá đáng lắm. Hạ Hà giận run người. Có thể khiến một cô gái hiền lành tức giận thành bộ dạng này, có thể tưởng tượng được Hạ Hà giận đến mức nào. Hạ Hà, cô cũng đừng trách anh Thiên Hữu nói chuyện khó nghe, vì sự thật là vậy mà. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Ngô Thiên Hữu cười ha ha nói, làm người phải tự biết mình, chúng ta đều là diễn viên của bộ phim mới. Tuy bây giờ vẫn chưa nổi tiếng lắm nhưng đợi sau khi bộ phim này được công chiếu, thì độ hot của chúng sẽ tăng vọt.
Độ hot tăng vọt có nghĩa là tiền cát xê tăng vọt. Dù gì cô cũng là đồng nghiệp trong đoàn phim chúng ta, nếu có tìm bạn trai cũng phải tìm người tử tế một chút chứ. Một cô gái khác cũng hùa theo, đúng đấy, ví dụ người đàn ông như anh Thiên Hữu đây, không chỉ có tài diễn xuất mà còn có gia thế hùng hậu. Anh chàng bên cạnh cô là hàng gì thế? Cả người cộng lại sợ chưa được 1.000 nữa đúng không? Tiệm ăn nhà họ Trần là nhà hàng đứng đầu Yến Đô, người bình thường hoàn toàn không có tư cách vào đây. Anh Thiên Hữu đồng ý để chúng ăn xong sẽ cho cô gói thức ăn thừa mang về cho bạn trai cô, đây cũng là coi trọng anh ta đấy, cô biết không? Đám diễn viên trong phòng lần lượt chế giễu Dương Thanh. Câm miệng. Rốt cuộc Hạ Hà cũng nổi nóng, quát một tiếng. Lập tức cả căn phòng im lặng như tờ. Không ai ngờ Hạ Hà sẽ nổi giận như vậy. Bởi vì Hạ Hà là diễn viên mới, hơn nữa còn không phải là diễn viên được đào tạo bài bản, nhưng lại được làm nữ phụ trong đoàn phim. Bây giờ phim này nổi tiếng là nhờ Hạ Hà. Mọi người ở đây ai cũng biết rõ việc này nhưng chẳng ai muốn thừa nhận. Mấy tháng này, Hạ Hà luôn là một chú cừu nhỏ, tuy là nữ phụ nhưng chẳng có mấy ai xem trọng cô ta. Về phần Hạ Hà, cô ta vẫn luôn đóng vai chú cừu nhỏ nhẫn nhục chịu đựng, chưa bao giờ tức giận với ai. Ngô Thiên Hữu anh đúng là đồ đê tiện, vô liêm sỉ. Hạ Hà căm tức đỏ mắt quát Ngô Thiên Hữu, rõ ràng là anh nói muốn mời bạn trai tôi ăn cơm, còn nói anh biết sai rồi, muốn xin lỗi bạn trai tôi. Nhưng không ngờ anh lại là kẻ đê hèn như vậy. Tôi nói cho anh biết dù đời này tôi không kết hôn cũng không bao giờ để mắt đến anh. Sau khi Hạ Hà nổi nóng với Ngô Thiên Hữu xong, lại tức giận đùng đùng liếc mắt nhìn những người khác trong phòng, còn các người nữa, những ngày sống trong đoàn phim, tôi luôn nghe theo các người, nhưng chưa từng nhận được chút chân thành nào từ các người. Các người thật sự nghĩ rằng người thành thật rất dễ bắt nạt sao? Tôi không dễ bắt nạt đâu, mà chỉ là không muốn so đo với các người mà thôi. Hôm nay sẵn ở đây tôi nói luôn, sau này chớ dại mà bắt nạt tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tốt nhất các người hãy chịu ẻo tôi đừng bao giờ nổi tiếng được đi. Nói xong Hạ Hà nắm tay Dương Thanh, chúng ta đi. Dương Thanh cười gượng. Thật ra anh không có ý muốn so đo với mấy người trong đoàn phim kia. Nếu gà chó gì cũng phải để anh tới xử lý thì liệu anh có thể sống nổi một ngày không? Có điều khí thế hung hăng và mấy lời nói lúc nãy của Hạ Hà vô cùng mạnh mẽ, khiến Dương Thanh rất tán thưởng. Cũng chỉ có như vậy mới khiến những người khác biết được Hạ Hà không phải là người dễ bắt nạt, nếu không cô ta thật sự không thích hợp với giới giải trí này. Bây giờ cô ta chỉ qua lại với một số diễn viên ít tên tuổi, sau này khi cô ta nổi tiếng rồi, sợ rằng sẽ gặp phải những người mưu mô và xấu xa hơn. Hạ Hà, chờ chút. Thấy Hạ Hà nắm tay Dương Thanh muốn bỏ đi, Ngô Thiên Hữu vội đứng dậy hô lên. Hạ Hà cau mày nhìn Ngô Thiên Hữu nói, anh còn muốn giở trò gì nữa? Bây giờ cũng chỉ có Ngô Thiên Hữu có chỗ dựa là chị họ trong dòng chính của nhà họ Tôn là có thể chèn ép được Hạ Hà. Nào, anh Thanh tôi kính anh một ly. Chúc anh và Hạ Hà trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long. Ngô Thiên Hữu bỗng rót hai ly rượu đưa cho Dương Thanh một ly, cười nói. Dương Thanh vốn không uống rượu, nhưng khi thấy Ngô Thiên Hữu nháy mắt với những người khác thì lập tức hiểu rõ ý đồ của những người này. Anh nhếch miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, sau đó nhận ly rượu uống cạn một hơi. Anh Thanh uống giỏi thật đấy, em đây khâm phục vô cùng, em xin được mời anh một ly. Ngô Thiên Hữu vừa đặt ly xuống. Liễu Nghi vừa sỉ nhục Dương Thanh dữ dội nhất đã cầm ly rượu lên. Dương Thanh cười nhạt, lại uống cạn. Anh Thanh, em và anh vừa gặp đã thân, em cũng muốn mời anh một ly, nếu anh không uống là không nể mặt em đấy. Anh Thanh, còn em nữa, em cũng mời anh một ly. Trong lúc nhất thời, trừ Hạ Hà ra, những người khác đều thi nhau đứng dậy, chủ động mời rượu Dương Thanh. Dương Thanh cũng không từ chối ai, cứ uống hết ly này tới ly khác, như thể đang uống nước lọc vậy. Nếu Hạ Hà không ngăn cản, có lẽ những người này vẫn định kiếm cớ để mời rượu Dương Thanh tiếp. Sau khi uống xong ly rượu từ người cuối cùng, Dương Thanh hơi nhếch môi, mỉm cười dí dỏm. Anh chủ động rót một ly rượu đầy cho mình, nếu mọi người đã nhiệt tình như thế, đương nhiên tôi không thể khiến mọi người mất hứng được. Nào, anh Thiên Hữu, tôi cũng mời anh một ly đây. Dương Thanh cười nói, chủ động mời rượu Ngô Thiên Hữu. Trong mắt Ngô Thiên Hữu lóe lên vẻ kinh ngạc, từ đầu đến giờ. Dương Thanh đã uống mười mấy ly nhưng vẫn không si nhê. Bây giờ Dương Thanh còn mời lại anh ta nữa. Ha ha, được, cảm ơn anh Thanh. Ngô Thiên Hữu phá lên cười, cụng ly rồi uống cạn. Nào, người đẹp Liễu, tôi mời cô một ly, chúc cô nổi như cồn trong tương lai nhé. Dương Thanh lại rót một ly rượu đầy cho mình, bước đến trước mặt Liễu Nghi, cười ha hả. Lúc này,
Liễu Mi đã uống mấy ly, sắc mặt ửng hồng, dưới ánh đèn lờ mờ, trông cô ta rất quyến rũ. Cảm ơn anh Thanh, em cũng chúc anh và Hạ Hà hạnh phúc. Liễu Mi nháy mắt với Dương Thanh, dán sát vào người anh. Sau khi mời Liễu Mi xong, Dương Thanh tiếp tục mời rượu những người khác. Chỉ trong thoáng chốc, trừ Hạ Hà ra, Dương Thanh đã mời mỗi ngôi sao một ly rồi. Mọi người cứ tưởng Dương Thanh đã mời xong, nào ngờ anh lại rót một ly rượu đầy cho mình. Anh Thiên Hữu, tôi và anh đúng là mới gặp đã thân, ngày càng hợp nhau, nào, chúng ta uống tiếp. Dương Thanh thân mật khoác vai Ngô Thiên Hữu, như thể đã say quắc cần câu. Trong mắt Ngô Thiên Hữu lóe lên vẻ danh mãnh, anh ta cười lớn, được thôi, chúng ta uống tiếp, hôm nay không say không về. Những người khác cũng nhốn nháo theo. Thấy Dương Thanh sắp say, Hạ Hà cuống phát khóc, liên tục khuyên, Dương Thanh, anh đừng uống nữa, bằng không sẽ say đấy. Hạ Hà, hiếm khi bạn trai cô được uống thỏa thuê, cô đừng ngăn anh ta, cứ để anh ta uống cho đã. Liễu Nghi ôm tay Hạ Hà, nói với vẻ thân mật, chúng ta cứ im lặng nhìn là được. Dương Thanh bỗng cầm một cái cốc lớn lên, mỉm cười, anh Thiên Hữu, cứ uống thế này thôi thì chán lắm, hay chúng ta đổi cốc to hơn đi. Ngô Thiên Hữu cười ha hả, được chứ, chuyển sang cốc to nào. Bên Ngô Thiên Hữu có tận ba người đàn ông, cho dù uống kiểu gì thì Dương Thanh cũng chịu thiệt. Dương Thanh vẫn chưa gục, chuyện này khiến Ngô Thiên Hữu cảm thấy rất thất bại, giờ Dương Thanh lại chủ động yêu cầu đổi cốc to hơn, đương nhiên anh ta sẽ không từ chối. Chỉ sau thoáng chốc, trước mặt bốn người đàn ông đã có thêm mấy cốc uống bia to. Nào, anh Thanh, chúng tôi mời anh thêm cốc nữa. Bành Huy, anh đang khinh thường ai thế? Anh Thanh uống giỏi thế kia, sao chúng ta có thể cùng mời anh ấy được? Chẳng phải là đang xem thường anh Thanh à? Ha ha, đúng đấy nhỉ, vậy chúng tôi sẽ lần lượt mời anh Thanh, mọi người đừng cắt ngang nhé. Đám người cười lớn, Ngô Thiên Hữu vừa cười vừa hỏi, anh Thanh, mỗi người chúng tôi mời anh một cốc cũng không sao chứ? Mọi người mời tôi như thế tức là coi trọng tôi vui còn không kịp, sao lại trách mọi người được? Dương Thanh hùng hồn nói. Ha ha, anh Thanh thẳng thắn lắm. Nào, tôi mời anh. Ngô Thiên Hữu cười lớn rồi giơ cốc lên, uống cạn. Tốc độ của Dương Thanh còn nhanh hơn, Ngô Thiên Hữu chưa đặt cốc xuống, anh đã uống xong rồi. Ha ha, đã thật đấy. Nào, tiếp tục. Các anh em, khô máu đi. Anh Thiên Hữu, uống tiếp đi, đàn ông không được nói không đâu, chúng ta uống tiếp. Chỉ sau mười mấy phút ngắn ngủi, chai rượu đã xếp đầy bàn, đám Ngô Thiên Hữu và Bành Huy đã đi vệ sinh hai lượt. Lúc này, trừ Dương Thanh ra, ba người khác đã gục hết. Dương Thanh kéo Ngô Thiên Hữu đã ngã lăn ra đất dậy, mở nắp chai rượu vang, một tay nắm cổ áo Ngô Thiên Hữu, còn tay kia thì đổ rượu vào miệng anh ta. Ha ha, anh Thiên Hữu, uống tiếp nào. Có vẻ Dương Thanh đã say hẳn, bắt đầu lắp bắp. Ngô Thiên Hữu đã vào nhà vệ sinh nôn hai lần, giờ lại bị Dương Thanh đổ rượu vào miệng, anh ta cảm thấy dạ dày như không còn thuộc về mình nữa, điên cuồng giãy giụa. Nhưng cho dù anh ta giãy kiểu gì thì cũng không thoát được. Quẹ! Hạ Hà lập tức nói với vẻ áy náy, Dương Thanh, xin lỗi anh. Được rồi, hôm nay cô cũng cảm ơn với xin lỗi tôi mấy lần rồi đấy, nếu nói thêm nữa thì chúng ta không còn là bạn đâu. Dương Thanh cố tình nghiêm mặt. Hạ Hà không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Thanh bằng đôi mắt đỏ hoe, bỗng bật khóc. Sao cô lại khóc, có phải tôi nói sai gì không? Tôi xin lỗi mà. Thấy Hạ Hà bỗng dưng bật khóc, Dương Thanh cuống cả lên. Anh không thể chịu được khi thấy phụ nữ khóc. Hạ Hà giơ tay lau nước mắt, nhìn Dương Thanh bằng đôi mắt đỏ hoe, do tôi cảm động quá thôi, từ nhỏ tới giờ, tôi chưa gặp được người bạn thật lòng nào, chỉ mình anh đồng ý giúp tôi. Thật ra tôi biết, đám người Ngô Thiên Hữu đã uống tới mức chảy máu dạ dày, anh còn uống nhiều hơn họ ít nhất 3 lần, nên chắc chắn bây giờ anh sẽ thấy khó chịu lắm. Anh sợ tôi lo nên mới giả vờ thoải mái, nói với tôi rằng anh không sao. Dương Thanh cạn lời, nói với vẻ dở khóc dở cười, tôi không sao thật mà, tôi lừa cô làm gì chứ? Nếu tôi bị sao, tôi đã đến bệnh viện với đám Ngô Thiên Hữu rồi. Tuy có vẻ hồi nãy anh đã uống rất nhiều, nhưng thật ra anh không uống bao nhiêu hết. Nếu kiểm tra thùng rác ở phòng riêng thì sẽ phát hiện, rượu trong đó sắp tràn ra ngoài rồi. Anh đã dựa vào tốc độ của mình để đổ hoặc nôn hết rượu vào thùng rác. Có lẽ số rượu mà anh đã uống còn không nhiều bằng Liễu Mi. Nhưng bây giờ, cho dù anh nói gì thì Hạ Hà cũng không tin. Tôi biết, hôm nay anh liều mạng uống rượu như thế cũng vì muốn giúp tôi. Tôi không ngốc, thật ra tôi biết Ngô Thiên Hữu có ý đồ gì, anh ta cố tình gọi nhiều người đến để chuốc say anh. Sau đó anh ta sẽ chuốc say tôi,
rồi thích làm gì thì làm. Nhưng anh ta không ngờ cả đám người mà vẫn không thể uống lại anh, đã thế họ còn phải vào viện nữa. Hạ Hà vừa nói vừa nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt rất dịu dàng. Dương Thanh thầm cười khổ, anh cứ tưởng Hạ Hà không biết gì, hóa ra cô ta hiểu hết. Cô cứ yên tâm, Ngô Thiên Hữu không ở lại đoàn làm phim lâu đâu, sau này ở công ty giải trí ngôi sao, không ai dám làm khó cô nữa. Dương Thanh nói. Hạ Hà hỏi với vẻ khó hiểu, sao anh biết thế? Nếu tôi nói tôi chính là chủ tịch của công ty giải trí ngôi sao thì cô có tin không? Dương Thanh cười hỏi. Hạ Hà thoáng sững sờ rồi kinh ngạc nói, tôi đang không hiểu sao cát xê của tôi bỗng tăng gấp đôi, còn cát xê của Ngô Thiên Hữu lại giảm một nửa, hóa ra vì anh à. Lần này, đến lượt Dương Thanh sững sờ. Anh nói mình là chủ tịch của công ty giải trí ngôi sao bằng giọng điệu như đùa, không ngờ Hạ Hà tin thật. Cô gái này tin tưởng anh thật đấy. Lúc trước tôi đã nói với cô rồi, nếu cô không thích ngành giải trí thì có thể rời đi bất cứ lúc nào rồi tự lập công ty riêng. Dương Thanh không xoắn suýt về việc thân phận bị lộ nữa, anh nói, cô cũng biết tôi là chủ tịch của công ty giải trí ngôi sao rồi đấy, cô hoàn toàn có thể thành lập công ty riêng, chỉ cần tôi giúp cô một chút là doanh nghiệp sẽ ổn định. Hoặc cô có thể đến công ty giải trí ngôi sao làm việc, chắc chắn lương sẽ không thấp đâu. Cô cũng đừng thấy ngại khi nhờ tôi giúp, nếu chúng ta đã là bạn bè thì không cần tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này. Hạ Hà lắc đầu, nghiêm túc nhìn Dương Thanh, tôi đã nợ anh nhiều lắm rồi. Cho dù chúng ta là bạn thì tôi cũng không thể để anh giúp như thế. Hơn nữa tôi cũng thích diễn xuất, công việc này có thể mang lại cho tôi rất nhiều cát xê, tôi đã hài lòng lắm rồi. Thấy Hạ Hà nói vậy, Dương Thanh không thuyết phục nữa, anh bỗng thấy hơi hối hận khi nói cho Hạ Hà biết mình chính là chủ tịch của công ty giải trí ngôi sao. Vì hồi trước anh đã giúp Hạ Hà, lần này tới Yến Đô, cô ta còn cầm theo 1 triệu để trả anh nữa. Cô ta không muốn nợ ai hết. Dương Thanh chỉ lo Hạ Hà nghĩ sẽ giúp được anh nếu vào công ty giải trí ngôi sao, rồi cứ ép bản thân làm những chuyện mà mình không thích. Được rồi, đi thôi, để tôi đưa cô về khách sạn. Dương Thanh đi về phía xe mình. Hạ Hà vội bước lên, ngồi vào ghế lái trước rồi nói, tôi không uống rượu, cứ để tôi đưa anh về cho. Dương Thanh không từ chối, ngồi ở ghế phụ, Hạ Hà lái xe đưa anh về. Hay đêm nay cô ở nhà tôi nhé. Sau khi xuống xe, Dương Thanh nhìn Hạ Hà, hỏi. Vừa dứt lời, anh đã thấy sai sai, vội nói thêm, cô cứ yên tâm, vợ, em vợ và bố vợ tôi đều ở đây hết. Lúc này Dương Thanh mới nhớ đến chuyện hôm qua, anh đã hỏi Lạc Bân xem có thể thay đổi nam chính của đoàn làm phim không. Cho Ngô Thiên Hữu thêm một cơ hội đi. Dương Thanh nói, cho họ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đoàn làm phim sẽ quay tiếp. Vâng, Lạc Bân đáp. Gần như cùng lúc đó, trong một bệnh viện tư nhân. Ngô Thiên Hữu nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh giường còn có mấy đồng nghiệp trong đoàn làm phim nữa. Anh Thiên Hữu, Dương Thanh đúng là quá quắt, nếu hắn không ép anh uống cả chai rượu vang, anh đã không nôn ra máu rồi hôn mê rồi. Liễu Mi nói với vẻ mặt căm hận, theo em, không thể dễ dàng tha cho tên khốn đó. Hắn tưởng có Hạ Hà làm chỗ dựa rồi thì có thể làm trời làm đất à. Nếu đã vậy, chúng ta hãy hủy hoại Hạ Hà đi, phải cho hắn biết kết cục khi đối đầu với anh Thiên Hữu. Liễu Mi là nữ chính của đoàn làm phim. Nhưng giờ danh tiếng đã bị Hạ Hà cướp hết, trên mạng còn có rất nhiều người so sánh cô ta với Hạ Hà. Có thể tưởng tượng được kết quả, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Mi không xứng làm nữ chính. Thậm chí có người còn chửi Liễu Mi xấu, đương nhiên một cô gái sẽ ghét việc bị người khác chê xấu nhất rồi. Liễu Mi cũng không xấu, còn khá xinh đẹp, chẳng qua không thể sánh bằng Hạ Hà mà thôi. Vì người khác bất mãn với cô ta nên cô ta đổ cho Hạ Hà hết. Bây giờ cô ta đang định mượn tay Ngô Thiên Hữu để loại bỏ Hạ Hà. Sau khi nghe Liễu Mi nói hãy hủy hoại Hạ Hà, những người khác đều giữ im lặng. Ai cũng hiểu rõ, bộ phim mà họ đang quay hot được như thế cũng nhờ sự xinh đẹp của Hạ Hà. Nếu không còn Hạ Hà, có lẽ bộ phim này cũng đi tong. Họ đều là diễn viên hạng bét, cho dù đi ngoài đường thì cũng không ai nhận ra cả. Tất cả đều trông chờ vào bộ phim chiếu mạng này để được nổi tiếng, nếu bộ phim này đi tong thật. Có lẽ họ sẽ rất khó quay được bộ phim nào hot đến vậy. Các người câm hết rồi à? Sao không nói gì thế? Liễu Mi thấy không ai hùa theo mình, lập tức nói với vẻ không vui. Cô ta là nữ chính nên đã quen với việc hất hàm sai khiến người khác. Hồi trước, cho dù cô ta nói gì thì mọi người cũng sẽ hùa theo, còn bây giờ lại chẳng có ai, đương nhiên cô ta sẽ mất vui rồi. Chị Mi, bộ phim này đang rất hot, nếu bây giờ loại bỏ Hạ Hà thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới phim. Một nữ diễn viên trẻ lên tiếng,
hơn nữa, chúng ta biết lấy gì để hủy hoại Hạ Hà. Cho dù chúng ta làm được thật thì công ty giải trí ngôi sao sẽ đồng ý chắc. Cho dù chúng ta giấu giếm, một khi bị lộ ra, không chừng chúng ta sẽ phải bồi thường một khoản khổng lồ, sự nghiệp cũng chấm dứt luôn. Tuy những người khác không tỏ thái độ nhưng vẫn có rất nhiều người gật đầu, rõ ràng đang đồng ý với nữ diễn viên này. Viên Phương, cô có ý gì hả? Liễu Mi lập tức bùng nổ, chúng ta là một phe cơ mà, nếu hủy hoại Hạ Hà, chúng ta không nói thì ai biết được chứ? Anh Thiên Hữu đã bị thằng trai bao mà Hạ Hà bao nuôi hại cho thê thảm, chẳng lẽ cứ để anh Thiên Hữu chịu khổ thế ư? Cô còn lương tâm không? Nếu không có anh Thiên Hữu, các người có thể nhận bộ phim này à? Chẳng lẽ trong mắt các người, một con điếm còn quan trọng hơn cả anh Thiên Hữu ư? Liễu Mi nói rồi nhìn Ngô Thiên Hữu với vẻ tội nghiệp, anh Thiên Hữu, anh xem, thường ngày anh tốt với họ như thế, kết quả họ chỉ nghĩ cho mình, không ai muốn báo thù cho anh cả. Sắc mặt của những người khác đều hết sức khó coi, nhưng họ cũng không dám hó hé gì trước mặt Ngô Thiên Hữu. Ngô Thiên Hữu vẫn rất bình tĩnh, cũng không đáp lại Liễu Mi, như thể đang suy nghĩ gì đó, thỉnh thoảng còn nhíu mày. Anh ta không nói cho người khác biết, công ty giải trí ngôi sao đã được chuyển nhượng cho tập đoàn Nhạn Thanh, mãi hôm qua anh ta mới biết chuyện này. Không những thế, cát xê 8 triệu của anh ta cũng bị cắt giảm, chỉ còn 4 triệu. Anh ta còn biết, cát xê của Hạ Hà mới quay phim lần đầu tiên lại được tăng gấp đôi. Chuyện này khiến anh ta cảm thấy hơi khác thường, bởi vì nó chưa bao giờ xảy ra trước kia, đây là lần đầu tiên anh ta nghe nói về việc đó. Anh ta có cảm giác mình đã đắc tội với ai đó rồi. Anh Thiên Hữu, bọn em cũng muốn báo thù cho anh, nhưng bọn em thực sự không tìm được lý do ạ. Lúc này, một nam diễn viên trẻ lên tiếng, hôm qua chúng ta uống đến mức nôn ra máu, nhưng bạn trai Hạ Hà còn uống nhiều hơn chúng ta, nếu nói chuyện này ra thì em cũng cảm thấy mất mặt. Cả đám chúng ta bị một mình anh ta chuốc cho say khướt, thế đã mất mặt lắm rồi, chúng ta còn làm gì được nữa đây? Một nam diễn viên khác cũng nói, anh Thiên Hữu, dù sao công ty giải trí ngôi sao cũng là sản nghiệp của nhà chị họ anh. Nếu Hạ Hà bị hủy hoại thì sẽ mang lại ảnh hưởng lớn cho đoàn làm phim, cũng khiến công ty giải trí ngôi sao bị thiệt hại nặng nề. Theo em thấy, nếu anh Thiên Hữu vẫn muốn báo thù thì nên hỏi ý chị họ anh trước xem sao, để xem thái độ của chị ấy thế nào đã. Nếu chị ấy cảm thấy việc hủy hoại Hạ Hà sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bộ phim này, em cũng đồng ý làm thế. Ngay sau đó, một nữ diễn viên cũng nói, anh Thiên Hữu, em cũng đồng ý làm vậy, hay anh hỏi chị họ đi. Lúc này Ngô Thiên Hữu vẫn đang im lặng mới ngẩng đầu, nhìn về phía đám người. Ngô Thiên Hữu cười lạnh, cả công ty giải trí ngôi sao là của nhà chị họ tôi, cô biết mỗi năm công ty giải trí ngôi sao quay bao nhiêu bộ phim lớn nhỏ không? Trong mắt công ty giải trí ngôi sao, bộ phim của chúng ta vẫn chưa là gì hết. Chẳng qua tôi không muốn dùng thân phận để chèn ép người khác, bằng không, đoàn làm phim còn phải coi tôi là ông nội. Về việc Hạ Hà có được ở lại đoàn làm phim hay không, chỉ cần tôi nói một tiếng thôi. Ngô Thiên Hữu kiêu ngạo nói, mọi người cứ yên tâm, chỉ cần mọi người làm tốt chuyện này, sau này mọi người sẽ là người của tôi hết. Sau này tôi khá lên rồi, chắc chắn sẽ không quên mọi người đâu. Cảm ơn anh Thiên Hữu. Liễu Mi là người đầu tiên lên tiếng, trông vô cùng kích động. Cô ta lập tức ngạo nghễ nhìn về phía những người khác, mỉa mai, anh Thiên Hữu đã nói đến mức này rồi, các người không định từ chối nữa chứ. Làm gì có chuyện đó, anh Thiên Hữu, em ủng hộ anh. Mai em sẽ không đến đoàn làm phim, anh bảo lúc nào thì em đi lúc đó. Một nam diễn viên lập tức tỏ thái độ. Mai em cũng không đến đoàn làm phim, em sẽ nghe anh Thiên Hữu hết. Em cũng nghe theo sự sắp xếp của anh Thiên Hữu ạ. Trong lúc nhất thời, mấy diễn viên hạng bét trong phòng thi nhau lên tiếng. Ngô Thiên Hữu mỉm cười, thế mới là bạn tốt của tôi chứ, mọi người cứ yên tâm, công ty giải trí ngôi sao là doanh nghiệp của nhà chị họ tôi, lần này chúng ta đình công, chắc chắn sẽ không sao hết. Không những thế, tôi đang định trả giá tại chỗ, bảo họ tăng cát xê cho chúng ta. Cho dù thế nào, ít nhất cũng phải tăng 50% cát xê cho chúng ta chứ. Dù sao bộ phim này cũng hot nhờ chúng ta mà. Ngô Thiên Hữu chờ chẽ nói. Liễu Mi vội hùa theo, cát xê của bọn em tăng 50% thôi cũng được, nhưng anh Thiên Hữu là nam chính của phim, nói thế nào thì cát xê cũng phải tăng gấp đôi chứ. Đúng thế, cát xê của anh Thiên Hữu phải được tăng gấp đôi. Bằng không chúng ta cứ đình công đấy. Những người khác vội nói, sợ nếu hùa theo chậm thì sẽ khiến Ngô Thiên Hữu mất vui. Họ không hề nghĩ xem hậu quả của việc này sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh VIP ở Bệnh viện Nhân dân Yến Đô, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đều ở đây, trên giường bệnh có người đang nằm.
người trông hết sức suy nhược này không phải ai khác, chính là Diệp Mạn. Sáng sớm hôm nay, vừa tỉnh lại, bà ta đã được chuyển từ phòng hồi sức tích cực sang phòng bệnh VIP. Bà chủ Diệp, giờ bà thấy thế nào rồi? Ngài Lâm mặc áo blau trắng kiểm tra cho Diệp Mạn rồi hỏi. Diệp Mạn cười gượng, tôi thấy rất ổn, có lẽ ngày mai có thể ra viện rồi. Nghe thấy Diệp Mạn nói thế, Tần Thanh Tâm lập tức cuống lên, vội nói, sao thế được? Sáng nay bà vừa chuyển từ phòng hồi sức tích cực về đây, phải 10 ngày nửa tháng nữa mới ra viện được chứ? Tần Thanh Tâm đang sốt ruột thật, sắc mặt cũng rất khó coi. Diệp Mạn đã nằm ở phòng hồi sức tích cực mấy ngày nay, khiến cô rất lo lắng. Nếu được vào phòng hồi sức tích cực, có lẽ cô đã đến bệnh viện để chăm sóc bà ta từ lâu rồi. Mắt Diệp Mạn đỏ hoe, rơm rớm nước mắt, bà ta đang kích động. Lần này, tuy bà ta bị thương nặng suýt chết, nhưng thấy Tần Thanh Tâm quan tâm mình như thế, bà ta cảm thấy chết cũng đáng. Được rồi, mẹ nghe theo con bảo mẹ ra viện lúc nào thì mẹ sẽ ra viện lúc đó. Diệp Mạn nắm lấy tay Tần Thanh Tâm, dịu dàng nói. Bị Diệp Mạn nắm tay, tuy Tần Thanh Tâm hơi mất tự nhiên nhưng vẫn không rụt tay lại, chỉ trừng mắt nhìn Diệp Mạn, ngượng ngùng nói, gì mà nghe theo tôi chứ. Ở bệnh viện, mọi chuyện đều do bác sĩ quyết định. Được. Vậy bác sĩ bảo mẹ ra viện lúc nào thì mẹ sẽ ra viện lúc đó. Diệp Mạn mỉm cười, nhìn con gái bằng ánh mắt trìu mến. Dương Thanh, bây giờ nhà họ Diệp thế nào rồi? Tuy Diệp Mạn đang chìm đắm trong sự quan tâm của con gái, nhưng vẫn lo lắng cho nhà họ Diệp. Dương Thanh mỉm cười, mẹ cứ yên tâm, có con ở đây, nhà họ Diệp sẽ không gặp vấn đề gì hết. Đương nhiên anh biết tại sao những người này lại có thái độ thù địch với anh. Tối qua... Một mình anh đã khiến cả ba người đàn ông bên phía Ngô Thiên Hữu say tới mức ngã lăn ra đất, nhất là Ngô Thiên Hữu còn bị chảy máu dạ dày, cuối cùng được xe cứu thương đưa đi. Không những thế, khi rời đi, Dương Thanh còn gọi thêm mấy chai rượu từ tiệm ăn họ Trần với giá tiền lên đến cả triệu. Những khoản này đều được tính cho Ngô Thiên Hữu. Dương Thanh, không ngờ anh vẫn dám xuất hiện, tôi nói cho anh biết, chúng tôi đã báo cảnh sát về việc anh lấy thêm mấy chai rượu từ tiệm ăn họ Trần rồi, anh cứ trở vào tù đi. Liễu Nghi căm hận nói,